chia tay bạn trai cũ khoảng hơn 4 năm rồi chị. Chắc là em sợ cho nên là em không có dám quen. Đàn ông phải làm gì cho phụ nữ có thêm niềm tin nào? Mình nói được làm được thì người ta mới tin được. Một cặp đôi đầu tiên rất là dễ thương thưa quý vị. Hy vọng rằng họ sẽ phát triển về tình yêu và đi đến một cái bến bờ gọi là tương lai hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Hả mà? Chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai. Mời bạn. Em xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và chào toàn bộ khán giả. Bạn tên là gì? Xin giới thiệu, em là Dương Quốc Bảo. Hôm nay là em 29 tuổi. Quê quán của em là Thừa Thiên Huế. Và hiện tại thì em đang quản lý công ty của gia đình chuyên về cung cấp và phục vụ xuất ăn công nghiệp. Thức ăn công nghiệp. Dạ. Rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Còn ngồi đi em. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Kim Sáng, năm nay em 27 tuổi, em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm nghề gì bạn? Dạ, em đang làm kế toán ạ. Kế toán hả? Dạ. Mình không có bạn trai hả? Bao lâu rồi? Dạ, em chia tay bạn trai cũ khoảng hơn 4 năm rồi chị. Nhưng mà chắc là em sợ cho nên là em không có dám quen. Sao bữa nay cô nào cũng sợ đàn ông quá trời, đàn ông làm sao mà phụ nữ người ta dễ thương vậy mà ai cũng sợ vậy? Ủa em sợ cái gì? Em sợ bị lừa dối nữa chị. Vậy là mối tình trước em bị lừa dối. Dạ. Hôm nay em đến chương trình là cũng để mở ra cho mình một cái cơ hội mới. Nhiều người đàn ông tốt lắm. Dạ. Ở bên kia có một cô gái mất lòng tin vào đàn ông. Bạn nghĩ rằng đàn ông phải làm gì cho phụ nữ có thêm niềm tin nào? Mình nói được làm được thì người ta mới có tin được. Xưa giờ có mất lòng tin với cô gái nào chưa? Xưa giờ có yêu một cô chưa, em cũng chưa mất lắm. Mình chia tay lâu chưa? Dạ cũng 4 năm rồi. 4 năm. Sao trùng hợp vậy? Hỏi cho kỹ nha. Biết đâu nhìn mặt nếu mà nhìn mặt nhau mà cái thì cuối cùng là ai lừa dối ai. Anh sống ở đâu vậy anh? Anh hiện tại đang làm việc tại Bình Dương em. Dạ thì chắc không phải chị. Chắc không phải. Mừng quá hết hồn hết trơn. Em thì đang sống với gia đình hả hay sao? Dạ em sống với gia đình. Sở thích của mình là gì? Dạ em thích nghe nhạc, xem phim, thích du lịch khám phá. Mình đi du lịch nhiều nơi không? Dạ cũng nhiều nơi rồi chị. Em đi Hà Nội, Hạ Long, Nha Trang, Mũi Né rồi các tỉnh ở miền Nam. Những cái điểm mạnh của mình. Em sống tự lập được chị. Bạn từ Huế vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào đây cũng được 10 năm. Em đi vào đây 10 năm rồi còn nhớ gì ở Huế không? Không nhớ lắm. Còn ai ở Huế? Dạ em còn bà ngoại em. Bà ngoại. Dạ. Trong những cái lúc mà bạn gái mình buồn bực mà khó chịu hay giận mình thì mình làm điều gì để cho người bạn đời mình hết giận? Anh mua kem cho ăn ha. Mua kem cho em ăn. Thích lãng mạn hay không? Anh thích. Hồi đó giờ có bao giờ thể hiện một cái tính lãng mạn đó đối với người phụ nữ chưa? Thì anh thích tặng hoa hay là bày ra một cái gì đó cho người ta bất ngờ vậy đó. Nếu bây giờ có người yêu thì mình sẽ tiến tới hôn nhân chưa? Ba mẹ có hối chưa? Cũng có. Nhưng mà bạn vào đây lập nghiệp rồi, mình ở trong đây, mình có đủ cơ sở vật chất để mình tiến tới hôn nhân, để có vợ về. Khi đủ rồi em mới nghĩ tới chuyện là đăng ký chương trình này là tham gia được. Nếu mà được là chừng nào đám cưới? Dạ, hay chừng nào hay chừng đó. Nhanh chừng nào hay chừng đó ha. Dạ. Rồi, bạn có những dự tính gì cho tương lai của mình hay cho công việc của mình không? Dạ có chị. Em thì em có ước mơ từ hồi em còn học phổ thông là em muốn mở một cái đại lý giao nước bình. Nước uống hả? Dạ đúng rồi, nước uống bình á. Ủa sao lại có cái ước mơ đó? Tại vì em thấy cái đó nó rất là đơn giản mà cũng không phức tạp nhiều mà cũng không đến nỗi cạnh tranh. Không, em cũng giống ước mơ của anh em. Anh cũng muốn mở đĩ nước bình đó. Dạ. Cái này là thật sự nó rất đơn giản. Và nếu như mà thắng thì thắng rất là đậm. Bây giờ mình hiện được tới cái đoạn nào trong cái kế hoạch của mình rồi? Phần vốn ạ. Phần vốn. Dạ đúng rồi. Đang chuẩn bị vốn chứ là chưa có gì hết. Dạ đúng rồi. Mới có ý tưởng thôi. Bạn dạ. Ở đây sẽ giúp em. Bạn đang quản lý công ty đúng không? Vậy thì tôi nghĩ rằng là hai bạn có thể kết hợp được đấy. Xuất ăn công nghiệp thì nó cũng bao gồm có thể là cung cấp nước luôn. Dạ. Ha, vốn ở đây cũng có nhiều rồi, có vốn lưu động nữa. Nếu bây giờ bạn nam bên đó mà đề nghị được giúp bạn trong cái việc vốn thì bạn có đồng ý không? Chắc để em suy nghĩ thêm. Suy nghĩ gì nữa, người ta cho mượn tiền, cho mình tiền mà mình suy nghĩ. Tại vì em muốn nhìn xem mặt bạn đó có thân thiện không? Có nghĩa là phải thấy ổn thì mới chấp nhận, chứ không phải là ai đề nghị cũng chấp nhận. Dạ, đúng không? Đương nhiên rồi. Mình có đặt ra cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào không? Dạ có chị. Bạn trai lý tưởng của em thì giống anh Trương Minh Quốc Thái một chút. Dạ, với lại có trách nhiệm trong gia đình và trong công việc, thích tạo bất ngờ cho người yêu. Bên đây có đó, bên đây thích tạo bất ngờ đó. Cái điểm nào bạn không thích ở người đàn ông? Em không thích đàn ông nói nhiều, với lại đàn ông nhậu say xỉn. Ủa có nhậu không bạn?
Dạ có nhưng mà không say xỉn chị ơi. Biết tiết chế thì được chị, tại vì em thấy có nhiều người nhậu xỉn đến nỗi để bạn gái trở về thì em không thích. Em sẽ tìm người bạn gái như thế nào? Cái hình phân đối, da trắng tóc dài, xinh xắn một chút. Đời cao khoảng 1m58 đến 1m62. Có thể cụ thể hình ảnh của ai không? Dạ em nhắc là giống Mi Du rồi đó. Giống Mi Du. Da trắng tóc lửng lửng, 1m62 tính luôn dài con tóc. Được không? Cũng được chị. Mới vừa nói xong người ta nói vậy rồi cũng được. Tầm chừng nói chị. Tầm chừng thôi phải không? Nhậu được mấy lon bia? Dạ không bao lon gì đó. Nhìn thẳng mặt tôi coi. Cái gì mà cứ lấm la lấm lét vậy? Tao dễ thương vậy mà chê người ta rồi. Ngồi yên cái gì mà xoay ghế hoài vậy? Nghe chị. Khó quá. Có yêu cầu gì ngoại cái gì Mi Du hả, bỏ qua đi. Bây giờ cái thực tế nè, không thích cái điểm nào người phụ nữ? Hay cần nhằn, nói dối. Bạn có nói nhiều không? Bạn nữ bên đây ghét đàn ông nói nhiều lắm. Dạ. Thường là ai gặp em kêu ít nói. Đâu dán cái mái tóc lên coi coi. Tính kiểm tra hói hay gì? Đúng rồi, thường thường mấy người che che vậy, nhiều khi đó đó. Bạn nam có quan trọng cái chuyện môn đăng hộ đối không? Dạ không gì. Bây giờ cái vụ mà hồi nãy mà anh Linh đề nghị hỗ trợ vốn để mà mở cái đại lý bán bình nước á, bạn có thể hỗ trợ được. Dạ chị nói ok thôi. Nhớ nha. Dạ. Bạn không thích phụ nữ cằn nhằn đúng không? Dạ. Không thích phụ nữ không chăm sóc gia đình đúng không? Dạ. Nhưng mà bạn, những cái điểm yếu của bạn là gì mà? Yếu em hay thẳng thắn. Thẳng thắn, đôi khi cũng mất lòng ha. Dạ. Cũng có ý hơi nóng. Với là ai nói nặng em là em hay giận. Ai nói nặng em là vô phòng đóng cửa ngồi mình. Khóc không? Không. Có sợ phụ nữ khóc không? Thích. Thích phụ nữ khóc ha. Mình có hay khóc không? Dạ không chị. Sao nãy giờ chị thấy mắt em nào cũng ướt 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 vậy? Dạ tại mắt của em là mắt buồn. Rồi bạn có quan trọng cái chuyện môn đăng hộ đối không? Dạ không chị. Hôm nay mình đến đây có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có em họ của em. Đâu em đâu? Rồi chào em. Dạ em chào chị. Rồi em thấy cái anh bên kia thì sao? Nhìn cũng thấy thân thiện. Chị em có khó tính lắm không? Dạ không. Chị em thì sống tình cảm thân thiện hòa đồng lắm. Em thấy có nhiều người đàn ông đeo đuổi chị em không? Dạ có. Có hả? Nguy hiểm lắm nha. Phải giữ liền nha. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em. Trời, có mẹ nữa ha. Để hỏi mẹ em coi sao. Chào anh Quang Linh, chị Ngọc Tơ. Cô ơi, cô thấy bạn nữ sao cô? Cũng được, dễ thương. Dạ, dễ thương quá, dễ thương. Mình có yêu cầu con dâu sao không cô? Thời đại này thì đâu phải cần yêu cầu dâu này nào đâu. Biết sống là được rồi. Dạ. Biết nhường trên kình dưới là được rồi. Dạ, cô ơi, con trai mình có khó tính lắm không? Không, nó ngoan ngoan, dễ thương lắm. Hồi đó giờ có dắt bạn gái về nhà giới thiệu cô không? Chưa. Thì cô hỏi nếu ai thì đem về cho cô coi. Được thì đồng ý gia đình tình duyên kết hôn cho con mà nó chưa muốn. Dạ, mà bây giờ bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn chưa cô? Nếu mà được thì bao lâu mình kết hôn được? Gia đình dự tình yêu chồng muốn gì thì trong năm mình đồng hỏi ra năm thì cưới. À, dạ, cảm ơn cô. Được rồi đó ha. Trời, dạ, dễ thương quá, chào em. Dạ. Em tưởng tượng anh chàng bên đây như thế nào? Dạ. Em nghĩ chắc giống anh. Hả? Giống anh hả? Giống anh đen thì lùi á, anh đen lắm à. Em có thần tượng ai không? Thần tượng anh Trương Minh Quốc Thái ạ. Trương Minh Quốc Thái, anh này cũng giống của Đêm Mắt Kiến y chang vậy đó. Cũng dễ thương, nhẹ nhàng như vậy đó. Dạ. Ha. Nhưng mà không có đóng phim thôi. Dạ. Bên đây Trương Minh Quốc Bảo. Đấy. Em là thắng Trương Quốc Thái rồi, bữa thấy là lớn tuổi hơn em được cái trẻ trung ha. Giám đốc rồi, cố gắng lên nha. Chuẩn bị mình rồi, chinh phục ra. Lên. Các bạn có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Đến chương trình thì anh có 2 tặng. Dạ, em cảm ơn anh. À, quê em đâu? Em ở quận 9. Anh ở Bình Dương cũng gần đó. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng được. Dạ. Có giống Trương Minh Quốc Thái. Thấy anh hiền hơn Trương Minh Quốc Thái ạ. Không, Trương Minh Quốc Thái cũng hiền lắm em. Nè mà đừng có mất niềm tin vào đàn ông nữa nha. Dạ. Em nhận xét em ai mà yêu em có khó không? Em không có khó mà chắc là em chưa gặp đúng đối tượng. Dạ. Anh cũng mong rằng là yêu em không quá khó. Dạ. Cảm ơn. Còn việc khác để anh lo. Dạ. Câu đó được đó em. Anh hy vọng rằng anh yêu em không quá khó, còn những chuyện khác để anh lo. Em thì em cũng muốn mở một cái đại lý bán nước vậy, thì anh thấy nó có khả thi không anh? Anh cũng thích mấy cái đó.
anh thích kinh doanh cái về nước rồi, nghỉ rồi nhưng mà chưa có hướng để làm. Dạ, vậy bữa nào mình bàn thêm anh ha. Thời gian anh rảnh nhiều hả? Dạ, em rảnh nhiều, em nghỉ thứ bảy chủ nhật. Trong tuần thì em đi làm giờ hành chánh, rồi buổi tối thì em rảnh. Anh làm cả ngày, thứ bảy chủ nhật thì được rảnh. Còn thường cả ngày thì bận biểu, thế 9 giờ có đi 8 giờ, 9 giờ. Anh thì không ít đi chơi lắm, tại vì xưa giờ anh lo làm. Bình thường rảnh là anh không có đi du lịch. Rảnh thì anh dành những ngày đó cho nghỉ ngơi với là đi cà phê với anh em bạn bè thôi. Giờ nè, ví dụ như giờ em công việc ảnh nhiều quá, về quản lý cái vụ mà xuất cơm công nghiệp á, em có chịu về phụ ảnh không? Đó. Dạ, nếu mà anh cần thì em sẽ về em giúp ạ. Chắc chắn à? Dạ. Sau đó mình bàn sau. À, chúng ta hết thời gian. Các bạn sẵn sàng bấm nút hay là không bấm nút với 3 tiếng đếm. 1 2 3 Ủa mới đếm có 1 mà bấm nút rồi. Đúng rồi đúng không? Đây. Đúng không? Hồi nãy chị mới đếm có 1 em nhấn nút rồi đúng không? Dạ đúng. Sao kỳ vậy? Ta nói 3 lắm mà. Tại vì em nôn. Nắm tay nhau cái đi, nắm tay nhau cái đi. Tặng các bạn vé xem phim của chương trình. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi, chúc các bạn sẽ có một thời gian tìm hiểu nhau rất là lãng mạn. Rồi, chúng ta nắm tay nhau đi xem phim các bạn. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé. Ủa mà cái chuyện đó nó xảy ra lâu chưa? Dạ, 2017 rồi. Là nay 4 năm rồi. 4 năm rồi, lúc đó nó còn trẻ. Bây giờ là lòng dạ của mình là sạch sẽ chưa? Tại gì vậy cô? Tại gì vậy? Tức là tình cảm của mình đó là nó đã qua chưa, nó đã sạch sẽ chưa để mình đón nhận cái mối tình mới. Mà hỏi tình cảm của giờ sao ai nó lòng dạ sạch sẽ chưa? Làm như đi mua cháo lòng ăn vậy đó. Thôi quê quá đi về. Trời đất ơi. Nào, ba mối sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Bây giờ mình mời nhà gái ra trước đi. Mời nhà gái. Coi thấy nhà trai nôn rồi đó nha. Thấy vỗ tay nhiều quá chắc bên nhà gái xinh lắm đó. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ mời nhà trai. Thấy chưa? Nhà cái trai gì? Hoành tráng chưa? Cái gì mà hú dữ vậy? Ôi, nhà trai tôi hoành tráng lắm á. Nhà gái giới thiệu sơ sơ lý lịch trích ngang cho nhà trai nghe cái coi. Bây giờ mình giới thiệu một cái, mình lấy tinh thần đi em. Xin chào mọi người, chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Đặng Ngọc Xuân Lan, em 24 tuổi, hiện em là một chuyên viên trang điểm. Em thường chuyên làm tạp chí người mẫu. Em làm việc và sinh sống hiện ở Sài Gòn. Thôi, mời em trai. Dạ, xin chào chú Huyền Linh. Chào con. Dạ. Chào chị Ngọc Lan, chào gia đình nhà gái, chào bạn gái bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Tạ Đức Phát, sinh 1995, quê quán ở Quảng Ngãi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương được 8 năm rồi. Em đang làm nhân viên văn phòng công ty cống xứ Minh Long 1. Phát làm cụ thể là làm gì trong đó Phát? Chuyên môn của mình đó. Chị em làm văn phòng mua hàng ạ. Chào em. Chào chị. Dễ thương quá à. Để coi, hồi nãy nói là khô thấy không? Dạ. Cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, về ưu điểm của em là một người chịu khó trong việc, rất là nhiệt tình, có trách nhiệm với mọi việc mà mình nói ra. Còn về nhược điểm thì em biết nấu ăn mà nó không có ngon. Có thể là dù như bạn nấu thì em có thể là phụ giúp các bạn. Trong đi qua ngó nghe vậy là thấy được. Được không? Được. Được ha. Phần hình là được rồi đó. Được ha. Giờ rồi. Đi về. Để tôi coi nhà gái coi sao mà qua mà coi tôi sao. Trời ơi, ta tự tin, ta mới đi qua bên kia, ta kiểm tra chứ bộ. Được. Đó, thấy không? Chào, chào cô gái xinh đẹp. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Về ưu điểm thì em là người thích độc lập. Rồi tốt, đây là một cái điểm cộng. Nấu ăn được không? Em biết nhưng mà không giỏi. Nấu được mấy món? Như em nấu canh rau, canh canh cà chua trứng. Canh cái gì? Canh cà. Cà chua trứng. Chua trứng. À cà chua canh trứng. Canh màng mây đó. Đổ cà, đổ mây mà đổ trứng canh vô thành mây. À, canh kim chi. Kim chi thịt heo. Ừ. Hay là thịt ram, những món xào. Thôi được rồi. Có kim chi ăn là ngon rồi nha. Có tật xấu gì không nhà gái? Có chuyện gì xảy ra mà nó không được ý như ý mình mong đợi á
thì thường em sẽ rất là cảm thấy khó chịu lắm, tạo áp lực cho mình rất là lớn, mình rất là dễ bị cộc. Thường mình trút cái tức giận không hài lòng nó vô ai? Em sẽ nhốt mình đó. Thường. Nhốt mình ha? Vậy là dễ tự kỷ lắm. Chứ có nào trút vô người đối diện không? Thường rất là khó, là bạn em thường nó chơi với em thì thường nói em tính em khá hướng nội. Được đó, tôi thấy rằng hai cái tính tình này có lẽ là cũng hài hòa với nhau. Nhà trai nói chút xíu đường tình duyên cho nhà gái biết đi. Con cũng trải qua hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là mối tình thời cấp 3. Thì mối tình thứ hai thì sau khi học đại học thì hai bạn em và bạn đó có quen thì khoảng hơn một năm. Rồi gia đình bạn gái thì có bắt rễ. Phía gia đình em thì không chịu. Dạ, kêu cứ ở chỗ nào mà điều kiện thuận lợi tốt thì ở. Chia tay vậy cũng buồn quá ha. Quen nhau mấy năm mà chia tay vì vụ đó? Dạ, con quen hơn một năm ạ. Bây giờ cái quan điểm cũng dễ rồi, ở rễ ở đâu cũng được. Quan trọng là ở đó mình có khả năng để phát triển kinh tế là tốt. Chú nghĩ rằng cũng tiến bộ rồi. Dạ đúng rồi. Nếu lần này mà bên nhà gái bắt ở rễ thì con tính sao? Dạ thì trước mắt là hai bạn sẽ nói chuyện. Thì nếu mà chỗ nào mà hai bạn phát triển được về về kinh tế thì hai bạn sẽ quyết định là ở đó. Còn nếu nhà con không chịu bắt rễ thì chú sẽ tới đích thân tôi ngay chú gặp ba mẹ con để xin cho con được ở rễ. Nếu dạ. Như ở nhà gái có đầy đủ điều kiện, đúng không? Dạ, cho tôi tóc quá. Được không? Dạ được. Ủa mà cái chuyện đó nó xảy ra lâu chưa? Dạ 2017 rồi. Là nay 4 năm rồi. 4 năm rồi, lúc nó còn trẻ. Bây giờ là lòng dạ của mình là sạch sẽ chưa? Tại gì vậy? Tại gì vậy? Tức là tình cảm của mình đó là nó đã qua chưa, nó đã sạch sẽ chưa để mình đón nhận cái mối tình mới. Người ta hỏi tình cảm của giờ sao chứ ai nói lòng dạ sạch sẽ chưa? Làm như đi mua cháo lòng vậy đó. Thôi quê quá đi về. Trời đất ơi, bà mối này biết rồi. Nhà gái sao nói cho nhà trai chị biết em thôi. Em hơi quê cho nên bây giờ em tự nói đi. Em trải qua 3 mối tình. Hai mối tình là hết thời đi học rồi. Thì nó rất là dễ thương, nó kiểu tình yêu gấu bông thôi. Mối tình thứ ba mới quan trọng nè, lâu không? Lúc mà em học năm nhất thì em có quen anh. Cũng mới năm nhất nên là mình còn ngây thơ lắm, mình còn trẻ con lắm. Nên là khi quen thì mình cảm thấy là mình không có hiểu. Có nhiều thứ bất đồng về cuộc sống, quan điểm. Tại vì anh ấy đã đi làm rồi, nên là có nhiều thứ phải lo lắng. Rồi, bây giờ nhà trai hỏi nhà gái nè. Mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Em thích một người hài hước và vui vẻ. Bạn có thể chơi thể thao, có thích nghệ thuật như âm nhạc, đàn, hát, vẽ vời. Hay là có cái gì đó để dành thời gian riêng cho bản thân mình. Em thích một người có thể yêu thương chăm sóc bản thân mình. Hay ha. Nếu mà họ có thể chăm sóc tốt và yêu thương bản thân mình thì họ mới có thể chăm sóc tốt và yêu thương những người bên cạnh mình. Bạn khiêm tốn mà. Nhà gái rất là thông minh ha. Mình đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái đưa ra vậy? Con thì chắc nó trên 99% rồi. Trên 99% rồi nha. Bây giờ nè, mình muốn như thế nào mình nói coi bà mối bà còn coi giống bên mình không? Em muốn bạn gái rất là lanh lợi. Muốn bạn đó nhanh nhẹn sau này, dù như là mình về kinh doanh buôn bán gì chẳng hạn thì bạn sẽ phụ giúp được mình. Em muốn mở một cửa hàng sữa. Sữa sao thích bán sữa? Dạ thì tại vì em nghĩ tới bây giờ nhu cầu của mọi người trong tâm mọi giới tuổi thì người ta vẫn cần nhu cầu chăm sóc cái khả năng sức khỏe của mình. Có chiến lược. Dạ. Nó nghe là bây giờ thích hình mẫu con gái là ốm hay mập? Dạ thích bạn ốm thôi. Dư ốm luôn á. Nó nghe nè, thích con trai mũi cao hay mũi thấp? Mũi cao. Đó bên đây dư cao luôn. Cao. Cao quá trời cao. Rồi. Mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Rồi coi coi sao hai cho hai đứa trẻ gặp mặt đi ha. Bên đây em đi với ai bé? Em hôm nay em đi với mẹ và bạn thân của em. Có mẹ theo nữa. Mình là mẹ của Xuân Lan. Dạ. Đến chương trình mẹ cũng cảm ơn chương trình và ông Mai bà Mói. Thấy dễ tương lai thì sao? Thấy thì cũng được mà hai đứa đều nhỏ hết. Nhỏ xíu. Từ nó lớn. Giờ nó phát triển nhanh lắm. Một vài năm mà gọi là nấu ăn ngon, nuôi ngon là lớn ngon lắm. Hỏi bên nhà gái có bắt rễ không? Ở đâu có phương tiện mà ăn ổn định thì mình phải chấp nhận. Hay quá. Được phải không? Được đó. Đó. Đúng thời điểm rồi đó. Đúng người, đúng thời điểm. Còn con đi với ai? Dạ con đi với gia đình con, anh và sếp con ạ. Rồi. Nào mời nhà trai.
Xin chào ông Mai là anh Quyền Linh và bà mối là chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu, em là tên Huy, là anh thứ năm của Phát. Dạ. Phát thì tính rất là chịu khó, thật thà, siêng năng, rất là cô hiếu, với sống thì có trách nhiệm với những người xung quanh. Cũng mong cho gia đình nhà gái cũng như gia đình nhà trai cũng như hai bạn sau chương trình này thì hãy cho nhau một cái cơ hội để đi đến xa hơn. Anh Năm thấy em bé bên nhà em thế nào anh Năm? Dạ, em bé thì nhìn tuy nhỏ chứ mà rất là dễ thương, lanh lợi, có cái tính là tự lập rất là cao, cho nên rất là ok. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, kính chào Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Bây giờ mình là quản lý trực tiếp của bạn Phát. Thì chúc em kiếm được một nửa tình yêu của mình. Thì anh thấy bên bạn gái thì cũng rất là ok. Anh mong thì hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội. Cảm ơn. Rồi, chuẩn bị mở rào nha. Mở rào. Chào Lan, hôm nay mình đến chương trình cũng có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Em có một món quà muốn gửi cho anh. Cảm ơn. Đó là một cuốn sách ạ, thông điệp của nước ạ. Anh có thích đọc sách không? Anh cũng có hay đọc lắm. Dạ, nhà gái tặng cho nhà trai một quyển sách thông điệp của nước. Dạ, về đọc đi cho biết nó cái thông điệp nó là gì. Nhà trai tặng bó hoa, thông điệp của hoa. Dạ, thì em thấy bạn là một người đẹp hơn những cái gì mà bó hoa của mình nè. Trời ơi, quá trời khéo miệng rồi. Hả, còn nữa hả? Dạ, thì mình có thêm một cái quà là một cái ly nước. Để khi nào mà em thấy khát nước thì em có thể nhớ tới mình. Dạ. Trời, đẹp quá. Dạ, em cảm ơn. Dạ, tới đây cháu cũng... Cháu đứng nữa con. Dạ, cháu đang ngưỡng mộ chú á. Nên cháu cũng mong có một ngày đến đây thì cũng tặng chú một cái ly để chú dùng nước ạ. Cảm ơn con, trời dạ. Ơi, thiệt nó chu đáo sợ luôn. Dạ, em cũng xin phép tặng chị ạ. Làm như quên nó. Dạ. Chị rất là cảm ơn em có biết là chị là một cái người rất là đam mê sưu tầm về tất cả các ly, các bình, nói chung là tất cả mọi cái mà để đựng nước, để uống. Nên rất là thích. Bây giờ á, đứng lên hát bài tặng bạn gái coi. Đó, mạnh mẽ lên nào. Rồi, nào. Em xin phép hát một đoạn trong bài Vì Yêu ạ. Cố lên nào, cố lên, cố lên. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi tay yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn cũng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày giờ đêm khóc mưa trong lòng, sóng tố rét mưa sao chưa sắt nỗi buồn. Và gái đáp lại liền luôn. Em sẽ hát một bài hát của Văn Mai Hương, đó là 1.200 năm. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen, hy vọng tan theo ánh dương chiều. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu, cho tàn nhớ lên ánh bình minh. Rồi, về chỗ ngồi đi. Rồi, bây giờ hãy nói chuyện nhau đi, thoải mái chưa nào. Em muốn người bạn trai của em như thế nào? Là một người bạn trai thì em mong là họ ở bên cạnh mình, có thể là giúp đỡ sát cánh với mình những cái lúc khó khăn hay là hạnh phúc trong cuộc sống. Đồng cảm và có lòng trắc ẩn. Em cảm thấy mà hợp thì khoảng bao lâu thì em có thể xác định cho hôn nhân của mình? Hôn nhân thì em chưa có nghĩ tới, nhưng mà nếu mà thực sự có những cái tiếng nói chung có thể đi xa với nhau thì cái chuyện đó có thể tính. Anh có phải là một người hài hước và vui vẻ không? Anh bình thường ở ngoài rất là nói chung là làm cho mọi người á, cười rất nhiều. Nhưng mà do tại cũng là đầu tiên lên chương trình á, thì cũng không có được tự nhiên thể hiện mình. Rồi bây giờ hai đứa cưới nhau là thích đẻ mấy đứa con?
Nói đi quan điểm của mọi người. Dạ theo con thì khoảng là ba, mình là ba là đủ. Thì con cái thì do con của ông trời cho mình thôi. Em thấy hai là đủ. Nói chung là cũng không biết được cái chuyện tính. Mình tính không bằng trời tính. Bây giờ có một chuyện vậy nè, đứa ở Bình Dương, đứa ở Sài Gòn đúng không? Dạ, em đang ở Tây Ninh. Về địa lý là nó hơi xa nhau đó. Rồi giờ ví dụ mà tìm hiểu nhau rồi sao mà tìm hiểu nó xa xôi vậy, rồi tính sao? Dạ, 2 tuần em sẽ về thăm gia đình bạn gái. Chưa 2 tuần, nếu ta thương quá 1 tuần, nếu mà thương quá ta ở dọn vợ luôn. Có ai bà con quen gì ở Tây Ninh không? Vợ dạy đâu có. Vợ dạy đâu có. Đấy là đối với em thì khoảng cách không xa, nếu chúng ta xem nhau là tất cả. Đó, cái này vui nè, đó giờ bây giờ bắt đầu thể hiện tài năng rồi đó. Từ từ nói vậy. Đó. À. Mình đưa ra quyết định thôi. Dạ. Ok. Dạ. Dạ thì trước khi bấm nút, mình có một món quà tặng cho em bất ngờ. Thì mong em nhắm mắt lại đi. Nhắm lại. Thấy nhà trai ga lăng chưa? Chúng mình lên đại chỗ lấy chứ không lấy gì lấy. Nhà trai có nhiều cái bất ngờ quá. Fan. Wow. Mở mắt ra nào. Anh cũng mong món quà thì mong em mở cái sợi dây thì em sẽ biết được những cái tấm lòng của anh trong đó. Cuộc đời tôi 36 năm rồi chứ. Đọc chữ ra gì đó. Đọc chữ trên cái bong bóng kìa. Có chữ đó. Nhân gian rắc rối bộn bề, thôi em bỏ hết trở về bên anh. Trời ơi. Trời ơi. Đây nè, cái dòng này mới quan trọng nè. Để cao lên. Rồi, đọc đi. Anh đọc đi anh. Vợ yêu ơi, anh đợi em 26 năm bánh chưng rồi. Em cảm ơn anh. Món quà rất là dễ thương. Chương trình cũng đến đây cũng tạo cho mình một cái duyên, thì mình sẽ trao nhau cơ hội để có mang đến cái nợ cho mình. Rồi, về ghế ngồi. Cảm xúc bây giờ. Con. Trời ơi. Xích ra đây này, xích ra đây. Đúng rồi, xích ra giữa nè. Anh cũng có món quà nhỏ nhỏ. Dạ. Xin gửi tặng em. Anh cho anh xin phép được đều em. Dạ. Trời ơi. Anh quỳ xuống cái là rối luôn đó. Đặt tay. Cảm giác thế nào? Rất là bất ngờ, tại vì em không nghĩ là có một người sẽ chuẩn bị rất là nhiều quà cho mình như vậy. Rất là cảm động. Ok. Rồi, về ghế ngồi đi, chúng ta chuẩn bị tiến hành thủ tục thôi. The Great Wave Toshiba. Chúng ta lắng lòng mình lại. Cảm xúc thế nào chúng ta làm theo con tim lúc đó. Bấm hay không là quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3 Nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mẹ tương lai ngồi đó đó. Dạ. Mình nói xin phép bác và cho tụi con quen nhau. Dạ, con xin phép bác. Con xin phép được quen em Lan. Còn nếu được sẽ tiến đến lâu dài. Và hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em Lan ạ. Rồi, mong rằng hai bên gia đình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai đứa nhỏ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn. Tuyệt vời lắm nha. Rồi, bây giờ thì... Làm gì hai đứa đẹp quá cho nên sẽ tặng quà cho hai đứa. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT, một bộ sản phẩm tròn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén AMBT. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn
FDA giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động. Cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Cảm ơn chương trình ạ. Rồi, hy vọng rằng chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp. Khi nào có gì thông báo cho chương trình được biết nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú. Dạ, đi đi hai đứa. Dạ. Cảm ơn chị ạ. Nào. Cầm quà xuống cho. Mời nhà trai. Đây. Xin mời. Mời nhà gái. Chị có quà cho anh Quyền Linh với lại Ngọc Lan. Dạ, dạ là hai anh em làm dạ. Chút. Rồi, mà, dạ. Em mời chị ngồi. Giờ dạ. Sẵn đà cái dạ. Mình giới thiệu về mình luôn đi chị ơi. Em tên Võ Ngọc Thảo, sinh năm 78. Nguyên quán là ở thành phố Cao Lãnh. Nhưng mà gia đình là sinh sống ở Sài Gòn cũng hơn 10 năm rồi. Có nhà của gia đình ở quận 8. Em là công việc chính của em là nấu ăn cho gia đình nước ngoài. Bên cạnh đó là em cũng có phụ gia đình buôn bán nữa. Cuối tuần em mới về bên nhà bên quận 8. Ba mẹ thì 2-3 tháng ba mẹ mới lên một lần. Ủa nhưng mà sao cuối tuần mình mới về nhà bên quận 8 vậy? Còn nguyên tuần mình ở đâu chị? Tại vì chỗ làm có phòng, có máy lạnh, dạ. Có mọi thứ luôn dạ. Phòng riêng cho chị. Rồi, mời nhà trai. Dạ, xin chào chị Quyền Linh và Ngọc Lan ạ. Dạ. Dạ, chào gia đình nhà gái và bà gái bên kia ạ. Dạ, mình tên là Đặng Thành Tân, năm nay 43 tuổi ạ. Quê ở Long An mà sinh sống, làm việc tại Đồng Nai ạ. Mình làm việc ở Đồng Nai là mình làm cái gì? Dạ, bộ phận xe nâng ạ. Bộ phận xe nâng, tức là dạ. Mình lái xe nâng á hả? Dạ. À, cái xe đó khó lái lắm á. Dạ. Mà lái được xe đó lương cao lắm á. Dạ. Nhà trai ở miền Tây. Nhà gái cũng miền Tây nhưng mà ở Sài Gòn 10 năm hả chị hả? Đúng rồi, gốc ở miền Tây thôi, gốc ở Đồng Tháp. Ba mẹ là 2-3 tháng là em trai cũng lái xe hơi về rước ba mẹ lên á. À, tức là ba mẹ vẫn ở miền Tây đúng không? Ba mẹ ở thành phố Cao Lãnh dạ. Mà... vậy khỏe rồi. Muốn đi qua Cao Lãnh thì phải tới Long An. Rồi bây giờ nhà trai cho nhà gái biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của mình là biết nấu ăn, biết đi chợ nấu ăn. Và cái gì làm cũng được. Nói chung là... còn khuyết điểm thì không có cái gì gọi là khuyết điểm. Tại vì mọi thứ nó đều... mình đều giải quyết được hết. Trời, sao cái người đàn ông này đặc biệt quá. Tôi phải dạ, đi qua nghĩa dung nhan như thế nào. Sao người gì mà không có tật xấu, người gì mà không có khuyết điểm. Dạ, em chào anh. Em xin phép được qua nhà để trò chuyện với anh. Qua nha. Đi bà mối dạ. Qua con mắt nhà trai đi. Dạ. Nhà trai không có khuyết điểm gì trơn á. Nhà không trai á là chuyện gì cũng thể giải quyết được hết trơn á. Dạ. Quan trọng là mình có giải quyết hay không thôi. Dạ. Quan trọng là mình có giải quyết hay không thôi. Có gì vậy? Bây giờ tối ngủ anh có ngái không? Có. Đó là mình ngái là người ta ngủ có đùa. Có khi nào anh mấy ngày mới tắm lần không? Không, có xỉn quá thì ngủ luôn. Đó, tôi là cũng tật xấu, xỉn là ngủ không có tắm. Mấy ông nhậu nha, tôi nói mấy phụ nữ người ta càm ràm như lắm luôn á. Ngủ về xỉn là không tắm. Mà lúc đi nhậu nó hôi, tới nó mùi bia, mùi mồ hôi, mùi gì về không tắm. Mà bữa nào nhậu về không tắm, ai đâu chịu nổi. Đó cũng là tật xấu. Có hút thuốc không? Dạ không. Không hút thuốc luôn hả? Được, không hút thuốc là được rồi đó. Là em chịu á. Có biết cua gái không? Có biết cua gái không? Cô gái biết dạ. Biết. Cái đó cũng không tốt và cũng không xấu. Em hỏi anh đi. Anh biết cô gái vậy thì cớ làm sao mà đi lên đây anh tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tại vì cái duyên của mình ở trên Mong Mai Bà Mối và Muốn Hẹn Hò. Mình muốn lên đây để tìm một nửa của mình ở trên này. Tìm ở ngoài không có. Đúng rồi, ở ngoài kia tôi nói nhiều quá không biết ai là ai hết. Lên đây chương trình sẽ lập ra. Lái xe nâng là sao không hiểu? Có những cái hàng hóa nó nặng quá dạ. Thì cái xe đẩy vô nó nâng lên mình không có thể khuân vác được. Đó là kiểu vậy đó. Cái xe nó nâng lên. Nó có hai cái chĩa vậy nè chị. Cái nó chọt vô trong cái thùng hàng. Cái nó nâng lên cao vậy. Để nó lấy cái thùng hàng ra xong rồi chĩa đi qua chỗ khác. Cái lắp vô trong cái chỗ khác. Em gái anh hiểu rồi đó. Em gái sợ lái xe tải. Nghe nó lái xe là sợ mấy ông lái xe đi đường dài. Có bồ mà trời kia. Lái xe nâng mà nâng có chỗ thôi.
đúng không em gái? Dạ. Trời, hỏi tôi biết rồi. Chị, rồi bây giờ ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Mình nói cái cho nhà trai sợ nè. Ưu điểm của chị là hoạt ngôn, nấu ăn làm bánh, biết xử lý tình huống, ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Khuyết điểm là mù đường, cũng hơi nóng tính, nhưng mà vừa nóng tính xong là biết suy nghĩ lại. Đường tình duyên nhà trai sao nè? Từ hai mối tình đầu thì kéo dài cũng vài tháng, là mối tình thứ hai thì kéo dài được khoảng 7 năm. Có kết hôn rồi thì thôi. Có con chưa? Dạ không. Không có con? Dạ. 7 năm mà chưa có con hả? Do buông ba cuộc sống quá rồi, riết là nhìn lại thì thời gian nó quá dài rồi. Do ai lo cuộc sống quá? Dạ, cả hai người ạ. Thì từ cái do đó mình rút kinh nghiệm thì một nửa sau này của mình sẽ yêu thương và sẽ chăm lo hơn, và mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn bên người ấy. Tức là cũng thiếu quan tâm. Dạ. Không chăm sóc. Thì đó, lo mưu sinh đó. Đúng rồi. Chị rồi. Ơi, vậy bây giờ tới mình sao chị? Chị hồi đó là năm 24 tuổi. Dạ, dạ. Dạ. Xin chào gái. Dạ. Năm 24 tuổi em có lập gia đình, nhưng mà 3 tháng sau là ly hôn luôn. Gì vậy? Có 3 tháng hả? Dạ. Tại vì cái đó là ba mẹ hai bên, hai bà mẹ hai bên bắt tay nhau. Hai nhà cùng một con đường, cách nhau 15 căn. Thật sự hồi đó là nếu mà cách đây 20 năm thì em rất là công chúa. Từ nhỏ tới lớn là em chỉ đi học với lại về phụ mẹ buôn bán ở cửa hàng thôi. Còn về bên nhà chồng là cô chú, hai cô một chú, rồi ba má chồng nữa là 5 người, rồi anh em chồng nữa là 4 người, là tổng cộng 9 người, là em phải phục dịch từ trên xuống dưới hết luôn. Rồi xong là đám cưới xong 1 tháng rưỡi sau, mới có 1 tháng rưỡi thôi đó mà em đã ốm sụt xuống 4-5 kg. Anh nói 3 tháng chứ thật ra em ở bên chồng có 2 tháng thôi, tại vì 1 tháng rưỡi là đã lình xình rồi. Coi như từ lúc đó tới nay là bao lâu rồi? Dạ cũng 19 năm rồi. Để thanh xuân nó qua thì đi 19 năm vậy đó hả? Dạ, tại vì em là một đứa tối ngày cứ lui cui trong nhà đó, không thích đi chơi, mà nói về kinh tế thì em không phải lo, về già thì công việc em cũng ổn định. Tuy là ra ngoài xã hội em không là chỉ là công việc bình thường nấu ăn thôi cho những gia đình nước ngoài thôi, nhưng mà trở về nhà thì em cái vị trí của em là khác. Nói chung là về kinh tế em không phải lo, rồi già cũng có nhà của gia đình, nhà ở Sài Gòn cũng có, nhà ở dưới quê cũng có. Nó mà ba mẹ chỉ có 2 đứa con thôi. Thành ra là em rất tự tin về điều kiện của mình, là mình đã dù đã ly hôn rồi nhưng mà mình không có con của rồi, mình. Coi như cá tính em mạnh mẽ quá. Dạ. Cũng không cần nương tựa. Không cần một người nào bên cạnh cả. Dạ. Không lẽ giờ em sống về hoài cũng phải có đứa con. Dạ. Rồi, người đàn ông nó mẫu hình lý tưởng thế nào em diễn tả coi giống bên đây không? Dạ, trầm tính, hiền, hoạt bát một chút, nhưng mà đàn ông đừng có nói nhiều, có trách nhiệm trong gia đình được rồi. Về ngoại hình thì sao chị? Chị cần, chị muốn cao bao nhiêu? Vừa người với anh Việt Linh được rồi. Cứ về được ha. Cứ về cũng ổn lắm rồi đó. Bên kia cao hơn rồi nha. Bên kia cao hơn, đàn ông hơn. Bên đây hơi yếu, được không? Đậm hơn bên đây một chút. Đen hơn. Đen hơn, đàn ông hơn bên đây một chút. Để ông đi không sao anh. Rồi, ok. Mình muốn người phụ nữ thế nào? Người phụ nữ vui vẻ. Bên kia nãy giờ thấy vui không? Dạ vui. Bên đây là tính tình vui vẻ, hòa đồng, thoải mái nha. Không có lắm, 1m55 trở lên là được rồi, tròn tròn một xíu. Tròn, bên kia có tròn. Dạ. Gì nữa? Dạ thôi, vậy được rồi. Vậy được rồi ha? Dạ. Rồi, ok. Em trai đi với ai? Anh đi với hai chị với anh rể. Rồi, có gặp chị cái gia đình cái nha. Trước mắt em xin chào Tiến Bình với Ngọc Lan. Dạ. Toàn thể khán giả trong trường quay, em là chị của Tân. Ở đây thì thời gian nó quá ít, mình không nói được gì hết. Thì mình cứ cho nhau cơ hội để ra ngoài mình tìm hiểu nhau. Bạn bên này thì chị thấy cũng được, thì cũng hoạt bát, nhanh nhẹn. Nói chung là cũng là một người phụ nữ đảm đang đó. Thì em cứ nói chung bây giờ mình cũng đã lớn tuổi rồi, thì mình cứ làm sao mà tìm hiểu để đi tới cái hôn nhân, để con tạo cái sự nghiệp nữa. Mình không còn cơ hội nhiều. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn nói chuyện nha. Mở rào. Tân với Thảo cứ thoải mái nói chuyện ha. Đây là chị làm đúng không? Dạ.
Ồ, hai cái bánh thơm, dễ thương. Chiếc đồng hồ. Cảm ơn. Dạ. Cái ý nghĩa đồng hồ này là muốn là gỡ gắm là giống như thời gian của nó với mình là không hề phai mà nó không đeo thử coi nó hợp không. Dạ, xin phép. Nó là như thế này. Ở đây đây. Dạ. Đưa cho mọi người xem có đẹp không? Hợp đồng hồ. Thế là em thích du lịch hay là thích cái điều gì ở cuộc sống? À, thích rất nhiều thứ, một người rất ham lam. Thích nghe nhạc, thích nấu ăn, thích làm bánh, thích đi du lịch, đọc sách, xem phim. Thích rất nhiều thứ. Em không thích gì ở người đàn ông nhất? Không thích đàn ông quá dữ mà cũng không thích đàn ông quá hiền. Lúc nào cần nên giữ, lúc nào cần hiền phải hiền. Thưa biết là em với anh là bằng tuổi không? Thì cũng là 18. Nếu mà ai vậy thì em bao giờ mới cưới nhau hay là hôn nhân, em có dự định là có sắp xếp được thời gian đúng không? Tìm hiểu ít nhất cũng phải 1 năm 2 năm, tại vì thật sự mà nói là cũng chưa chắc, cũng chưa chắc hiểu thật sự được. Thật ra tuổi của hai bạn không thể chờ đợi được nữa, chính vì thế nên một vài năm nó lâu lắm. Bây giờ em cần gì người đàn ông, em không thích gì người đàn ông, em cứ nói đi để người ta mình rút ngắn cái đoạn đường nó lại, cao lắm là 8 tháng đến 1 năm thôi, hoặc cao lắm 9 tháng 10 ngày thôi, hoặc cao lắm 9 tháng 10 ngày thôi, đừng có xa quá nha. Được không? Được không em gái? Dạ được. Dạ. Nha. Năm, tối thiểu 5. Đúng rồi, khoảng 5 đổ lại thôi. 4 mấy là sanh cũng mệt rồi đó. Dạ. Tết nữa là 44 rồi. 44 rồi thấy chưa? Dạ. 45 đẻ là vừa đó. Dạ. Em cho cơ hội cho bên đàn trai, ví dụ em nói gì nó hoạch thẹt nó luôn đi. Dạ đúng rồi. Đừng có giận hờn không nói. Tôi không thích cái đó, anh là không làm được thôi. Mà bạn này được cái nè, sao cũng được, chuyện gì cũng giải quyết được, đúng không? Nãy em nói đúng không? Hả? Anh sinh năm 78 luôn hả? Đúng rồi, anh sinh năm 78. 78, anh sinh tháng mấy? Tháng 5. Tháng 5, năm dương lịch hay âm lịch? Thì tháng 5 trên. Năm tháng 5 đó. Không, tháng 5 ở trên. Trên dưới được tại bà, năm 1 năm tháng 5 đi. Anh sống tới từng này tuổi rồi, anh gia đình anh rồi bản thân anh có trải qua nhiều biến cố chưa? Có chứ em, nó nhiều biến cố, nói chung là mình cảm thấy gục ngã luôn á. Nhưng mà vì gia đình, vì bản thân mình, nó có một cái tạo động lực để mình đứng lên, để mình đi tiếp. Nhưng mà tại sao giờ hai vợ chồng sống với nhau 7 năm mà chưa có con? Cái đó thì anh cũng chia sẻ là vì cuộc sống á, rồi nó trôi chảy dần quá, rồi thời gian nó quá mau. Rồi riết là chắc là từ chỗ đó mà hai người nó xa cách với nhau. Cái vụ này anh chen vô nữa. Em hỏi đúng đó, 7 năm không có con, bây giờ cứ nói thật ra đi, mình lớn hết rồi. Cái chuyện có con là có phải lỗi do em hay lỗi do vợ em không? Có đi khám chưa? Có, đúng là đi từ vũ đều khám đều rất nhiều. Nhưng mà người ta nói bình thường, thậm chí mình đi xin thuốc uống mà người ta không cho, người ta nói ông bình thường mà xin cái gì nữa mà xin. Ông bình thường đúng không? Dạ. Đẻ được ha? Dạ, vâng. Chuyện con cái được rồi. Rồi bây giờ là thí dụ giờ hai người lấy nhau, mình ở đâu? Em có định điều đó không? Dạ có, em có về Long An, có thể là về Long An. Như Sài Gòn mình có thể là làm ăn được và làm nghiệp được thì có thể là mình ở Sài Gòn. Lương á, tất cả mọi thứ thu nhập em có thể đủ nuôi vợ nuôi con không? Đủ hay không là do mình, nói chung là một tháng khoảng từ 7-8 triệu mình vẫn đủ nuôi vợ nuôi con. Bây giờ nhu cầu của chị là muốn một người đàn ông lương một tháng bao nhiêu? Chị tự lo được cho bản thân chị mà. Quan điểm của chị là vợ không có nuôi chồng, chồng nuôi vợ chứ không thể nào mà vợ nuôi chồng. Thì đó bây giờ ví dụ như ảnh là lương tháng 7-8 triệu đó, rồi chị chịu không? Cái chuyện vợ nuôi chồng nuôi vợ cũng không quan trọng ở đây. Khi mà chúng ta đã thương nhau rồi đó, tình yêu đủ lớn rồi, ai nuôi ai cũng không quan trọng. Là anh đàn ông phải là cái tùng cái bách che chở phụ nữ chứ, chứ tại sao bắt phụ nữ đúng lại rồi, lo lại? Có thể ai cũng nghĩ như thế. Thật ra tìm một người đàn ông đúng cái tùng cái bách nó khó vô cùng luôn. Chúng ta cũng phải gọi là trung bình thôi. Đừng nghĩ là họ lo cho mình hết được. Biết đâu yêu thương nhau mình có thể hỗ trợ vì họ làm ăn được tốt. Về nếu em có kinh tế, em với ổng hùng nhau mua cái xe, ổng chạy, nếu em sợ em đứng tên. Thí dụ vậy, hiểu không? Mở lòng mình ra một chút. Đúng là chị chưa có mở lòng mình được là bởi vì chị đã gặp quá nhiều cái sự không có tốt ở trong cái cuộc sống của chị rồi. Có một lần thôi. Nhưng mà toàn là những người trong gia đình gạt em không hả? Cho nên bây giờ chị bị thủ. Vậy thì bây giờ chị chọn cách vậy nè, tiền ai nấy xài. Đúng rồi. Ý chị là vậy là tiền đúng ai nấy xài. Đúng. Thì đó, mẹ em nói đó. Em từng bị cái trường hợp như nè, chưa gì hết mà mãi hơi hết. Mãi hơi kêu em, xúi em về quê á, kêu ba mẹ sang tên nhà dưới quê cho em.
Cái đó là không được. Mới có đi uống cà phê mấy lần mà mãi hơi vậy rồi. Cái đó là không được. Lương ai nấy xài đúng không? Vậy giờ tiền điện, tiền nước, tiền nhà rồi chia làm sao? Tôi trả bởi tôi trả. Tôi trả bởi tôi trả. Được không? Thôi. Mỗi lần đi kiếm tiền điện, tiền nước, tiền nhà kiếm người huynh cực lắm. Không, để tự trả. Thôi, vậy nó giờ anh, tưởng tôi trả anh, anh tưởng đâu anh trả đâu. Thấy chưa, ngạo án chưa, thấy chưa. Không được, rồi. Nào, Tân nắm tay mà Thảo cái đi, hai nắm hai tay đó. Cái quan điểm của em nói nãy giờ thì anh cũng suy nghĩ cũng đúng một phần. Nhưng mà không lẽ em nghĩ người đàn ông nào cũng giống như vậy à? Đúng. Đúng không? Thì mình cũng phải nhận biết nhận xét và thả lòng một chút xíu để mình đến đây rồi thì mình cho cơ hội cái gì đó. Chứ còn đúng. Em nhìn ai cũng màu đen á thì cuộc đời mình không bao giờ sáng được. Thôi đến đây cũng hát tặng em và anh chị các bạn bài hát Anh Ba Khía. Tên của tôi biệt danh Anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông miền Tây, vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi sớm trên làng bên ai cũng biết nổi danh miệt vườn Anh Ba Khía nhà quê. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Anh Ba Khía quê ở miền Tây, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chan chứa, chất phác thật thà bao kẻ mến người thương. Nơi sớm trên làng quê ai cũng biết tình đẹp miền Tây Anh Ba Khía nhà quê. Tuy nghèo nhưng dạ sắc son, độc thân vui tính, cô đơn nhưng chẳng buồn. The Great Wave. Toshiba. Hãy để tay vào nút bấm đi các bạn. Cho em hỏi anh này xíu. Hiện giờ ba mẹ anh sống với lại anh chị em của anh. Mẹ anh đang sống Long An với em út. Dạ. Ba mất lâu rồi. Ba mất lâu rồi. Dạ. Sau câu chuyện này các bạn có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại hoặc mạng xã hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau đây, hãy giữ lấy nào. Để ta nút bấm đi Thảo và Tân. 1 2 3. Hết thời gian. Chị có bấm không? Chị có bấm. Tân không bấm hả? Dạ không. Cảm thấy xin lỗi. Dạ. Tôi thật là có lỗi. Dạ. Tôi lại chỉ lo một nửa đường mà không quên lo nửa đường bên đây. Sao vậy Tân? Dạ, cảm giác như là không biết sao không. Em cảm giác là bây giờ anh Tân bị sợ ngược trở lại về cái nỗi sợ của chị Thảo. Đúng rồi, anh có lỗi trong chuyện này. Anh lại làm tổn thương một lần nữa. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén Amity. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động. Cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Từ đó làm hết sức. Ôi đau lòng, thật là đau lòng. Thấy cái tâm lý bên đây nó nặng quá như vậy cho nên là co lại liền. Đúng rồi. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt. Mời nhà trai. Rồi, chào trai.
Rồi, xin mời nhà gái. Đây đây, đây. Mời bạn nam. À, em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào em gái bên cạnh và chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Tài. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là em đang phụ trách bộ phận kinh doanh của một công ty về lĩnh vực trang trí nội thất thiết bị điện ạ. Em làm ở Tân Bình ạ. Nhà ở đâu? Em ở Vĩnh Lộc. Rồi, mời đàn gái. À, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia, em chào tất cả mọi người. À, em tên đầy đủ là Trần Hạnh Hằng. Năm nay em 26 tuổi. À, hiện em đang làm nhân viên văn phòng về lĩnh vực và marketing tại một công ty về thực phẩm. À, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 1, sống ở quận 9 ạ. Ta đem đây ta đầy đủ dễ sợ luôn đó. Bạn gái cho tôi biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mọi môi trường thì em nghĩ là em có thể hòa hợp được rất là nhanh. Em thì là rất là tôn trọng cái ý kiến của mọi người. Thường thì em không có thích tranh cãi cũng như là tôn trọng ý kiến của người khác. Nên vì vậy là đối với em là trong mọi thứ là không có thắng thua gì hết. Chỉ là ý kiến của mọi người khác nhau thôi. Thì mình làm sao đó để dung hòa. Cái em nghĩ đó là ưu điểm của em. Cái này hay điểm, đó em. Điểm chưa mạnh của em là về cái việc cầm kỳ thi họa thì em không được tài giỏi cho lắm. Và ngoài ra thì em có cái tính là hay quên. Em quên cái này quên cái kia rồi. Nhưng mà em nghĩ cái đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Tại vì là mình ít thù dai, ít giận dai. Quên lẹ đúng không? Dạ. Còn bạn nam bên kia làm sao? Ưu điểm của em là người tự tin, quyết đoán, có lập trường, sống có mục tiêu, định hướng rõ ràng. Và em cũng rất là thoáng, không có chi li tính toán ạ. Điểm yếu của em thì em là một người sống về lý trí, cho nên là em bị khiếm khuyết về cái mặt cảm xúc. Đó là em không có khiếu hài hước, em ít lãng mạn, ít bộc lộ cảm xúc, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Vậy đó. Không, thường bị cái đó đó. Dạ, theo anh nghĩ thì cảm xúc đó có thể bồi dưỡng thêm nữa ha. Dạ vâng. Cái tình trường của em sao, em đã có người yêu chưa? Về kinh nghiệm tình trường thì em vẫn là con số không tròn chỉnh chị ơi. Chị cũng hơi nghi nghi đó, bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì. Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ tôi hát đó, em hiểu không? Dạ em xạo hiểu. Cái đó là Linh tự suy diễn. Trời sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu dạ. Cái gì? Tức ghê cái ông mối này á. Chào em. Dạ em chào chị. Hôm nay nhìn chị xinh quá. Xin lỗi chị, cảm ơn em. Đó, như vậy là có cảm xúc đó. Anh nói với em là... Dạ em cảm ơn chị ạ. Đối với người con gái đó, nói chung là người ta yêu bằng cái lỗ tai đó, em hiểu không? Cho nên là chị nói em chút xíu nữa, ví dụ em có gặp bạn gái bên đây á, thì em hãy dùng những cái lời lẽ tương tự như vừa rồi để mà em ứng xử, nghe chưa? Dạ. Dạ. Dễ thương quá à. Đó. À được á. Em chưa yêu ai bao giờ luôn? Dạ chưa có mối tình chính thức, nhưng mà mối tình đơn phương thì cũng được một rồi. Cái người kia có biết em yêu người ta không? Có, em có tỏ tình mà. Nhưng mà sau khi tỏ tình xong thì bạn đó chia tay em luôn. À, lãng hay trời, phải nói sao chứ tự nhiên nó vừa mới tỏ tình ta nói chia tay luôn hả? Thì cái bữa đó là sau khi nhiều lần mà em đã đi chơi với bạn cũng như tặng quà rồi, thì bữa đó là em quyết định là em sẽ tỏ tình. Thế là em cũng lên kế hoạch cũng chu đáo lắm. Em cũng mua bó hoa, con gấu bông, đón bạn nữ đi ăn, đi uống cà phê. Rồi khi mà nói chuyện một lúc, cái em xin bạn nữ cho em nắm tay. Bạn cho em nắm, thế là em nghĩ trời, kiểu này là dính chắc rồi. Bước một thành công, em chuyển sang bước hai liền. Em tỏ tình với bạn. Giống như mấy trong phim ấy anh, thì cũng là em là bạn gái của anh nha. Em chỉ biết nói như vậy thôi. Bạn nói sao? Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết. Bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện, cũng rất là vui. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau, bạn nhắn cho em một cái tin nhắn. Bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Vậy thì em chỉ là đứng ở vị trí số 2 thôi. Mà em thì đem đâu chấp nhận vị trí số 2 được. Em là một là số 1, hai là không là gì của nhau cả. Bây giờ hôm nay mới có cơ hội gặp bên đàn gái đúng không? Em sẽ không hối hận đâu. Bên gái nhà tôi hơi bị được đó. Em có người yêu chưa? À dạ đương nhiên là nếu như mà có người yêu rồi thì không tham gia chương trình rồi anh. Em có mấy mối tình rồi? À dạ khi em học cấp 3 thì em cũng có mối tình gà bông dễ thương là kỷ niệm đẹp. Em có quen một anh lớn hơn nhưng mà do là môi trường làm việc của hai anh em khác nhau nên hai anh em từ đó là không có tiếp tục nữa. Dạ. Tới giờ luôn? Dạ tới giờ luôn. Về công việc của em hiện giờ em cơ sở vật chất em tới đâu rồi? Trời ơi. Ra cái khoảng thời gian vừa rồi em không quen bạn gái, không phải là em không gặp những cô gái đẹp. Và bởi vì có hai cái lý do chính. Thứ nhất á, khi mà em còn trẻ thì em đặt ra cái khoảng thời gian mốc 5 năm của em là từ năm 20 cho tới năm 25 tuổi. Thì đó là cái khoảng thời gian em sẽ trải nghiệm cuộc sống. Em phải
làm việc và chọn ra được một cái lĩnh vực, ngành nghề mà mình thích. Đây cũng là khoảng thời gian em cho phép bản thân mình được thất bại. Thế nên là cái nguồn thu nhập của em sẽ không có ổn định. Và em không muốn quen bạn gái trong khoảng thời gian này. Rồi bây giờ nguồn thu nhập ổn định chưa, nói cho bà mối biết. Dạ, em hiện tại thì công việc của em cũng đã ổn định rồi. Và em nghĩ là mình đã đủ chín chắn để mình có thể lo cho cái gia đình nhỏ của mình sau này. Hiện nay em đang làm thuê hay là làm chủ? Công ty này thì đó là do em và một số anh em lập ra. Tức là công ty em làm chủ đúng không? Dạ có thể nói như vậy ạ. Đàn trai chủ một công ty. Thấy chưa? Bây giờ tôi... Ủa ông làm gì ông mới sừng sổ. Em ơi, bây giờ nói tóm lại là bên nhà gái mình á, em nói về quan điểm của em đi. Dạ thì hiện tại á, công việc của em nghĩ là khá ổn định. Mà em, quan điểm của em á, là con gái thì phải độc lập. Không thể nào mà dựa dẫm vô một người. Ví dụ như là mình sẽ có một người kế bên mình để chia sẻ, nhưng không phải là người để mình dựa dẫm. Sao? Nói chung là hai bên là cũng 1 9 1 10. Em mong muốn cái hình mẫu lý tưởng của em phải như thế nào? Em mong muốn có một số cái tiêu chí lý tưởng. Ừ. Thứ nhất là bạn trai không hút thuốc. Không, dạ, em không hút thuốc ạ. À. Thấy chưa? Không hút thuốc. À, thứ hai là bạn trai không có... Có thể là tiết kiệm nhưng mà không phải là keo kiệt. Nó khác biệt nhau. Dạ, cái này thì em đã nói trong cái ưu điểm của em là em không tính toán. Dạ, thứ ba là em mong muốn là bạn trai là một người thông minh và hiểu biết, nhưng mà không phải là một người thích thể hiện và khoe mẽ. Được không em? Câu này nó hơi trừu tượng chút xíu ha. Dạ không, em chắc cũng không. Rất là điềm tĩnh chị. Lâu lâu cũng khoe một chút em. Xin lỗi, bên đây cũng chủ công ty à. Không, nhưng mà chị thấy bạn này là khiêm tốn. Tại vì nãy mà khui cho nhiều, khui thiệt là khui ra. Thậm chí Linh phải hỏi thẳng bạn mới nói bạn làm chủ. Chị nghĩ theo cái cảm nhận của chị là bạn này không phải là một người thích khoe khoang. Và em mong muốn là bạn trai là một người không gia trưởng. Tức là muốn mọi thứ là chia sẻ với nhau. Có gia trưởng không bé? Dạ không, em rất là tôn trọng những người xung quanh mình. Rồi, độ đẹp trai cỡ nào, từ Quyền Linh đổ lên hay từ Quyền Linh đổ xuống? À, em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Nên vì vậy là nếu như mà bạn trai lý tưởng á, là lý tưởng thôi, thì em muốn là bạn ấy cao hơn em. Tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao nhiêu vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Giờ mình mét nhiêu mình nói luôn nè. Dạ em chỉ 1m65 thôi ạ. 1m65 cưng ơi. Dạ vậy thì là mẫu bạn trai tương đối. Em muốn tìm một người phụ nữ thế nào, nói luôn cho đàn gái nghe coi. Hình mẫu lý tưởng của em thì em muốn là bạn sẽ bù đắp cho em cái khuyến khuyết về mặt cảm xúc. Đó là bạn là một người sống tình cảm, biết quan tâm chăm lo đến gia đình, vui vẻ hoạt bát, dễ gần và biết nấu ăn. Có hết. Chị có cái vụ nấu ăn biết nấu không? Dạ biết nấu, nhưng mà không phải là món nào cũng biết nấu thôi. Mình nói nấu cơm ăn, gia cơm đình gia là đình ok thì... đúng không? Dạ, dạ. Còn về ngoại hình đó thì chiều cao em nghĩ là từ khoảng 1m55 trở lên thôi. Dạ em dương. Hơn em. Dạ, mình nhiêu, mình nhiêu nè? Dạ 58. Tới 58 lận. Tới 58 lận. Da trắng. Có trắng. Có luôn, có luôn. Tóc dài. Chút đỉnh. Có hơi dài dài. Dáng người mảnh khảnh. Rồi, có luôn. Trời ơi. Mặt thân thiện. Quá thân thiện. Quá thân thiện luôn. Dạ như vậy là đủ rồi ạ. Thôi bây giờ là mình có thể hỏi người trời đàn ơi đàn. Hỏi coi bên đó đi với ai. Đây à, à dạ hôm nay em đi với mẹ với lại chị gái và bạn em, bạn thân em. Trước hết là xin chào hai em sinh nghi duyên dáng của chương trình, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của Hành Hằng. Và mấy phút vừa rồi nghe như lời của cháu trai bên này á. Con trai mà có tự tin, cầu tiến như vậy là cũng ok. Thôi đến tuy để cổ vũ thêm tinh thần cho cháu Hằng thì tôi nhường lời cho chị của nó. Dạ, trước tiên thì xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ, em là chị gái của Hạnh Hằng. Thì thấy là bạn trai bên đây thì khá là điềm đạm, đỉnh đạt. À, nói chuyện thì cũng là khiêm tốn chứ đó Hằng. À, chị thấy là được. À, chị nghĩ rằng là hai em sẽ hợp với nhau. Rồi, cảm ơn gái. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình thì có chị dâu của em, một cô bạn thân thời đại học và một người bạn thân từ cấp 3. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, tất cả khán giả. Chị thấy bạn gái bên này thì rất là xinh, dễ thương, nhìn thì cũng rất là thân thiện. Được hay không là do hai em tìm hiểu với nhau. Mà mình thấy Linh có để ý, Linh thấy một bạn, bạn nam đúng không, bạn thân, rồi bạn nữ bên đây cũng là bạn của Tài luôn, mà bạn nữ này cũng khá là xinh xắn luôn. Ủa, bạn nữ có bạn trai chưa? Chưa hả? Ủa? Dạ, đầu tiên thì em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân ạ. À. Em là bạn thân của Tài cũng được 10 năm rồi. Hai bọn em quen nhau từ thời sinh viên á.
Nhưng mà có lẽ là bạn thân nói chuyện tâm sự với nhau nhiều quá chắc không yêu được. Với lại từ xưa tới nay em với Tài biết nhau, chơi với nhau chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc là sẽ quen, sẽ yêu hay sẽ gì hết á. Chỉ nghĩ là bạn người... bè thôi ạ. Có khi có những thời uống gian trà sữa. Cà phê thôi, lâu lâu thôi. Có những khi là hình như hơn 1 năm, gần 2 năm mới gặp. Tại em rất là quý Tài. Ở cái đức tính của Tài rất là tốt. Em thấy bạn nữ bên đây sao? Em thấy rất là hợp với bạn em. Em nghĩ là hai bạn có thể cho nhau cơ hội, biết đâu bạn em có mối tình đầu. Hay quá. Mở rào. Đã, quay qua kìa cưng. Chào em. Dạ, em chào anh. Đến với chương trình thì anh có một cái món quà muốn dành tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thật ra là có hai món quà lận, chứ không phải là một món. Món đầu tiên là một cuốn sách mà gần đây em đọc. Thì nó nói về trải nghiệm của một người trong cái suốt hành trình của người ta. Thì em ngày em có nghe nói là 5 năm đầu tiên là anh muốn là để trải nghiệm. Thì em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này để cùng chia sẻ với em, nếu như có thể. Món quà thứ hai em có là hai cái phong bì này. Nhưng mà anh có đồng ý tham gia với em một trò chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ, thì em nói luôn, hai phong bì này sẽ là có một phong bì coi như là rất là cực kỳ may mắn và mong bị là chưa được may mắn. Có thể là nói như là một con bị bấm nút và một con bị không bấm nút. Anh có chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ. Vậy thì anh hãy chọn một trong hai cái món quà này. Coi chừng cái phong bì không bấm nút rồi nha. Dạ. Không, em nghĩ là với cái tính cách của anh và với cái sự tỏa sáng này của anh thì em nghĩ là may mắn nhiều hơn. Anh có thể mở ra bây giờ khoan chơi được không? Em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết. Dạ, dạ rồi. Giái bên kia không? Anh sẵn sàng để mở chưa? Được, anh sẵn sàng rồi. Dạ, mời anh. Anh hồi hộp quá. Khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống trà nhé anh. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. Vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha. Cảm ơn em vì món quà này. Anh cũng muốn nói về một ít về cái món quà của anh. Em mở ra đi, mở ra đi cưng. Em thích hoa chứ? Dạ, đương nhiên con gái mà. Đây là một bó hoa hồng vĩnh cửu. Màu tím, màu tượng trưng cho sự chung thủy, chân thành của anh dành cho em. Hy vọng là em là mối tình đầu của anh cũng sẽ là mối tình cuối của anh. Bó hoa này thì gồm có 11 bông và ý nghĩa của 11 bông này là một đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Hy vọng là nếu mà sau chương trình này chúng ta có duyên với nhau thì những cái lần hẹn hò tiếp theo anh có thể nhìn thấy em mãi xinh đẹp giống như bó hoa này. Dạ, em cảm ơn anh nhiều, rất là ý nghĩa. Sau khi mà em nghe anh chia sẻ thì em có suy nghĩ hay là có cảm nhận gì về anh không? Khi mà em ngồi ở bên này lúc mà cái rào che qua á, thì em có nghe mọi người giới thiệu cũng như là anh giới thiệu về bản thân á, thì em nghĩ là sau cái lời chia sẻ đó thì em nghĩ là anh là một người rất là cởi mở cũng như là vui vẻ, chứ không phải là như anh nói là anh không có hài hước. Em nghĩ là anh rất là vui vẻ với mọi người, nên vì vậy là em hy vọng là mình sẽ duy trì được cái sự vui vẻ đó trong ít nhất là bữa nay. Cảm ơn em, anh rất là vui khi nghe em nói điều đó. Lúc nãy khi mà nghe giọng nói của em cũng như là cách mà em chia sẻ thì anh cũng đã có cái sự mường tượng trong đầu về cái hình ảnh của em rồi. Chỉ là thiếu gương mặt của em thôi. Hiện bây giờ thì cái hình ảnh đó đã rất là đầy đủ rồi. Dạ. Em có một đôi mắt rất là đẹp, nụ cười duyên và một cái khuôn mặt rất là thân thiện. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Quan điểm về chăm sóc gia đình thì sao hả anh? Chăm sóc gia đình thì anh nghĩ đây là vấn đề chung của cả hai. Anh sẽ phụ em phần đó và anh sẽ rất vui vì điều đó luôn. Em nghĩ là mình cùng san sẻ chứ không phải là chỉ phụ thôi ạ. Chắc chắn là như vậy. Rồi con trai hay là con gái? Đối với em thì sao? Đối với em thì là nếu như mà con gái thì ăn diện đồ thiệt đẹp, còn con trai thì rất là mạnh mẽ, nên em không quan trọng là trai hay gái. Không biết là mình có quan trọng không anh hả? Đối với anh thì anh không quan trọng là con trai hay con gái. Chỉ cần là tụi nó sở hữu cái sự tự tin, quyết đoán của anh và sự thông minh xinh đẹp của em, như vậy là được rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ mình hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để trao cảm xúc cho nhau đi. Mình tiến tới mình nắm tay bạn gái mình hát một bài gì đó. Anh cũng có chuẩn bị một đoạn nhạc
Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh san tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tin yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người giàu yêu có mơ về anh. Giọng hát rất là dễ thương. Lại đi cưng. Nếu vậy thì là em sẽ đáp tiếp là cái bài hát này luôn. Anh Hà. Dạ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ rời xa nhau dù cho bao đắng cay. Dạ. Hay quá, đúng không hay. Từ nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau, cũng đã nói lên cái quan điểm của mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình đi. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Nắm tay được rồi đó. Tôi nghe bên đây cạch là tôi vui ghê lắm. Mà tại vì tôi biết cái bên kia cạch trước nữa. Hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin phép bác và gia đình cho con gửi cái nụ hôn đầu tiên của con cho em Hằng. Anh xin phép nhé. Em đã cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi. Không có đâu, anh tự nguyện mà đâu. Tự nguyện mà. Không, hai đứa dễ thương lắm á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nắm tay nhau, đừng buông tay nhau. Rồi, xin mời nhà gái. Ngồi đây ạ. Mời nhà trai. Dạ. Dạ, chào. Chào anh ạ. Dạ. Em chào chị ạ. Linh mời ơi, đàn gái giới thiệu trước đi. Xin để chị bên mình giới thiệu trước đi chị ha. Dạ, lời đầu tiên cho em được phép chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh với toàn thể trường quay của chúng ta, những người xem đài. Yeah. Sau đó thì cho em được chào anh bạn chung vách của em. Em tên là Lê Ngọc Quang, rồi em làm việc ở trung tâm thể dục thể thao của phường. Yeah. Dạ, năm nay mắc cỡ quá. Đâu sao đâu chị, đâu có. Dạ, năm nay em được 55 cái xuân xanh. Cho nên ế 55 năm rồi. Dạ, em chào chị. Đúng rồi, vậy là em phải gọi chị là chào chị. Chào chị bên nhà gái. Rồi, xin mời anh bên nhà trai ạ. Dạ, mời anh ạ. Trước tiên, mình xin chúc hai thành viên dẫn chương trình, Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Và cùng tất cả các thành viên trong hội trường, và đặc biệt thành viên nữ bên màn che bên kia. Mình tên là Nguyễn Duy Triệu, 63 tuổi, đã công tác ngành dược phẩm của nước ngoài 25 năm. Và hiện nay đang công tác ngành dược phẩm của Việt Nam mình ở khu công nghiệp Phước, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. À, quận 7. Dạ. Yeah.
Chị ơi, chị cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi chị. Dạ, khuyết điểm của em á là coi như nóng tính nhưng mà dễ nguội. Và cái thứ hai nữa là dễ mũi lòng lắm. Mà ai ghẹo chút xíu á là khóc, nhưng mà điều rồi cũng mau nín nữa. Y như là lúc mà chuẩn bị khóc thì chuẩn bị nín cũng nhanh. Cho nên cái đó là có gọi là khuyết điểm không anh Linh? Không, cái đó không phải là khuyết điểm, mà cái đó là một cái cá tính riêng của mỗi người. Tại vì cái cảm xúc thì mình không thể nói nó là khuyết điểm được chị. Dạ. Và xin mời nhà trai ạ. Điểm mạnh của Duy Triệu á thì nói chung cũng có cái là hòa đồng, và trong cái cuộc sống mình cũng phải học hỏi với mọi người. Và đặc biệt là có cái là hay đam mê thể thao. Anh chơi môn gì anh? Và luôn luôn chơi có một môn duy nhất thôi là cái môn tennis. Sau khi chơi cái môn này thì cách nay 25 năm là bỏ thuốc lá luôn. À, rồi. Tốt rồi đó. Còn cà phê là hoàn toàn không có, rượu cũng không có, bia thì có. Dạ. Cái đó là cái sự xã giao của dạ, cái người rồi. Phái nam như vậy. Dạ. Dạ. Thì cái điểm yếu thì nó có cái như hơi lười biếng, nhưng mà có cái tác động của gia đình hay là cho người xung quanh đó tác động vô thì mình xin trở lại. Xin đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên được không ạ? Dạ được. Em á thì nói chung á là hồi trẻ trâu á là có quen một bạn học. Quen là chỉ là cái thuở ban đầu thôi, mới nhìn nhau rồi thích thôi, chứ cũng chưa gọi là yêu. Rồi lần hai á thì có yêu một anh công an, nhưng mà sau đó thì hai đứa không hợp thì chia tay. Bao lâu chị? Chưa bao lâu. Dạ 4 năm. 4 năm. Dạ. Trời. Nhưng mà cũng thú thật với lại chị Vân với lại anh Linh nha, trong 4 năm đó hai đứa chỉ nắm tay thôi chứ không dám làm gì hết. Không có tiếng xa hơn luôn. Dạ, có nghĩa là cái thời điểm của mình và chị Hồng Vân á là ba mẹ rất là khó. Đúng rồi. Ví dụ như mình nói chẳng hạn như vậy nè, mẹ nói trước khi mẹ bị đi với anh trai đấy á là phải giữ mình, đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nha con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi, cách xa nhau. Rồi sau đó thì sao chị? Sau đó chị có yêu ai nữa không? Dạ nói chung là thời điểm đó rồi á, em đi vào xí nghiệp rồi xong rồi á là ba mẹ bệnh, là coi như em chăm lo cho ba mẹ rồi xong rồi thì đến bây giờ, tới bây giờ luôn, ba mẹ mất rồi em mới nghĩ tới mình. Trời ơi, vậy hả? Có nghĩa là chị hy sinh cả một cái tuổi thanh xuân của mình cho gia đình, đúng không? Dạ. Cho ba mẹ, chăm sóc các cụ. Lúc đó thì em nuôi bà ngoại nữa, rồi sau đó thì bây giờ là nuôi ông anh nữa. Làm như là mình đang rảnh á, có nghĩa là mình không có người để mình chăm sóc những người thân của mình. Ồ, vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy là cái bài chị tôi á là tặng riêng cho chị được luôn. Đúng rồi đó. Nghe bên thằng gái thấy cảm xúc quá nha. Anh thấy sao anh? Chưa có người yêu luôn á. Còn nhận phải nó kiên trì quá. Dạ, kiên trì coi như. Thì cái điều đó thì cái đó là cũng là điều rất là. Vâng, chào dạ. Hồng Vân em. Dạ, em chào anh ạ. Dạ. Dạ. Thì cái đó là cái điều mà cũng may mắn cho mình luôn. Dạ. Dạ. Thực sự thì em nghe câu chuyện của chị bên đây em xúc động quá. Tốt. Em nghĩ là những người làm như vậy á, là thực sự chỉ có những người phụ nữ can cực đảm. Kỳ nhân hậu. Can đảm. Can đảm và nhân hậu nữa, tại vì họ làm bằng trái tim, họ làm bằng sự tự nguyện chứ không ai ép buộc họ hết. Cảm ơn. Anh có thể chia sẻ chút xíu cái đường tình duyên cho đàn gái nghe đi anh. Nói chung Duy Triệu thì có gia đình, bà xã thì mới mất năm 2018 và có hai đứa con. Hiện nay ở nhà chỉ có hai đứa con và Duy Triệu mà thôi, tức là ba người trong gia đình. Ba cha con. Dạ, ba cha con. Bây giờ thì anh cũng có thể bước nữa để tìm người tri kỷ, tri âm cho một cái chặng đường sắp tới để có thể chăm sóc nhau, chia sẻ yêu thương lẫn nhau. Linh thấy đây cũng là câu chuyện cũng hay đó. Dạ. Chào chị. Chào Huyền Linh. Dạ. Chừng cái nửa mảnh ghép của chị còn đâu đó. Bây giờ chúng tôi đã mời đến đây rồi. Nửa mảnh ghép gần như ngồi sát bên đây rồi. Bây giờ trong đầu chị nghĩ là nửa mảnh ghép của chị là một người hình tượng như thế nào? Nói chung là cái hình tượng á thì nó không quan trọng lắm. Nhưng mà điều cũng dễ nhìn chút xíu là anh ấy ví dụ như đi ra đường thì mọi người khi nắm tay mình thì anh ấy sẽ là người vững chãi hơn tí, khỏe mạnh hơn tí, để có gì khi mình ngã đó thì anh ấy nâng. Dạ. Rồi ví dụ như anh ấy không cần phải là đẹp trai, tại vì bây giờ mình còn sắc dốc gì nữa để mà đẹp, nhưng anh ấy cũng phải ngoại hình cũng nhìn dễ nhìn tí xíu. Được, đừng có được lắm á chị. Rồi anh trai, anh muốn cảm nhận một nửa mảnh ghép
cùng với anh đi suốt cuộc đời còn lại là như thế nào? Nói chung thì Duy Triệu chỉ có cái rất là đơn thuần và đơn giản nhất là nhìn với cái người phụ nữ có cái hậu và cái gọi là nhân văn cho cái đường sau này giữa mình đi như thế. Quá có hậu, quá nhân văn. Dạ, cái điều đó là may mắn nhất. Dạ, tôi nghĩ rằng hôm nay là hai người nãy giờ trò chuyện chúng ta cảm nhận được cái sự kết hợp của hai người cũng khá là hợp lý. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Chị đi với ai vậy chị? Dạ, em đi với dì thứ bảy cũng như là giờ đang kêu má bảy. À rồi, cảm ơn chị. Chị cứ ngồi đi. Chào má bảy. Chào chú Quyền Linh với chị cô Hồng Vân. Dạ, chào chị. Chào. Với chào tất cả ở trường quay. Tôi là dì thứ bảy, dì ruột của Ngọc Quang. Dì là dì. Dì ruột. Dì ruột của Ngọc Quang là em của mẹ nó. Tôi đến đây không có gì hơn. Cháu tôi thì nó cũng hơi lớn tuổi, nhưng mà hồi nào giờ thì nó cũng kén gì lắm, chứ không phải đến đổi mà ấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà trường hợp mà nó do nó quyền lựa chọn là nó thôi. Dạ. Dì thấy đàn trai sao, thấy cảm nhận có hợp với đàn gái không? Đó tùy hai đứa. Thì không có can thiệp ha? Không can thiệp. Dạ, ủng hộ nhưng mà dì ủng hộ không? Thôi chứ không can thiệp. Rồi ủng hộ được rồi, cảm ơn dì. Anh đi với ai anh trai? Xin nói với tất cả các thành viên đi với gia đình là anh ruột người thứ tư. Vâng, và ông anh trước cửa nhà. Đây là anh ruột người thứ tư. Dạ. Xin chào MC Huỳnh Linh với xin chào MC Hồng Vân. Dạ. Tôi là anh của bên đàn trai. Theo anh á Triệu, anh thấy bên cô gái á xinh xinh. Dạ. Cao. Có vẻ là lanh lợi nha, anh cảm thấy là lanh lợi. Không biết rằng hai em có tiến xa với nhau hay không. Dạ. Nhưng anh cũng xin chúc mừng trước thôi. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ, chào anh. Thì tôi báo cáo với này các anh các chị cùng toàn thể hội trường. Tôi thì ở đối diện với nhà anh Triệu. Thế thì cũng điều là không may mắn là vợ anh Triệu thì cũng chia tay gia đình để ra đi cái đi 2 năm rồi. Thế thì thực lòng đó mà nói tôi rất thương anh Triệu vì anh là người rất hiền lành. Tôi cũng có ý định là mai mối cho anh Triệu mấy cô rồi. Thế nhưng mà thực tâm ra mà nói là cái đồng cảm thì là nó chưa gặp may mắn. Thế hôm nay cũng chương trình đưa anh Triệu và chị Quang. Thì qua cái trao đổi thì tôi có cái cảm nhận thế này. Anh Triệu và chị Quang nói chung là cái tuổi thì không phải là còn thanh niên nữa, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Triệu có 2 đứa con, một đứa con trai và đứa con gái, có 1 đứa cháu. Thế nhưng mà hầu như là con của anh ấy là ngày đi làm hết. Thế thì lúc khỏe đã vậy, nhưng mà cái lúc ốm đau thì anh Triệu chỉ có một thân mình thôi. Cũng rất là buồn và tội nghiệp cho anh ấy. Thế còn chị Quang thì đương nhiên là cái thời kỳ son trẻ thì chị có cái kén chọn. Nhưng mà bây giờ tuổi của chị thì cũng vào cái tầm tuổi gọi là ngoài 50 rồi. Tôi nghĩ là hai anh chị nên chung lại với nhau, tức là góp cơm chung để có cái nương tựa để chăm no cái tuổi về già. Thì tôi nghĩ là rất hạnh phúc. Bản thân tôi ở khu xóm thì có thêm một người bạn là về cùng với khu xóm. Mà anh Triệu thì với chị Quang thì động viên nhau trong cuộc sống. Mà cũng đấy là cái mong muốn không riêng của anh Triệu và đối với lại khu xóm chúng tôi. Thế cũng rất là chân thành cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân đã dẫn chương trình và tạo cho anh Triệu và chị Quang này gặp lại nhau. Và tôi cũng mong muốn là anh Triệu với chị Quang sẽ ngày gần nhất đây sẽ về với nhau để khu xóm chúng tôi chung vui cùng với anh Triệu và chị Quang. Chị nét. Cảm ơn anh. Bây giờ thì mình mở rào cho anh chị gặp mặt đi nha. Đây. Mở rào. Bắt đầu anh Triệu nha. Có anh. Chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà gửi cho em. Dạ em cũng có món quà để gửi anh. Rồi rất cảm ơn nhiều. Rồi xin mời. Cho anh để lên bàn cái ha. Mở quà đi chị. Là cái gì đó ạ? Cái này cà vạt anh. Đây bộ khăn. Đây là bộ khăn. Để em về mỗi lần mà em sử dụng á. Sử dụng á em nhớ cái ảnh. Rồi cảm ơn. Ủa bến là gì vậy anh Triệu? Cái này cái cà vạt. Cà vạt. Cà vạt. Chị đeo cho ảnh chị. Gì hả? Anh cầm. Có đây. Cà vạt màu gì vậy Vân? Cà vạt màu xanh cơ. Xanh hả? Hai người này giờ chăm sóc với nhau chắc đã lắm à. Cảm ơn Nguyên Linh nhiều. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, mình cảm nhận về nhau đi anh chị. Thì cái điều mà may mắn là đối với anh thì
có được cái niềm an ủi của em. Dạ. Thì điều đó là cuộc sống của anh cũng mừng. Dạ. Và nhất là về vấn đề mình sống phải có cái nhân văn xíu với cái hậu, cái phúc hậu của mình nữa. Dạ. Dạ. Nói chung là em thì không phải tự em hoàn chỉnh em. Dạ. Thì em bây giờ sẵn chương trình, em sẽ cảm ơn trước tiên là cô giáo em, rồi sau đó là ba mẹ đã sanh ra em. Dạ. Và những người bạn đi cùng em. Dạ, cảm ơn. Em xin lỗi chương trình, em hơi xúc động. Em thấy vậy nè chị, để bỏ mình bớt đi cái cảm xúc xúc động này đi, mình hát bài đúng cái sở trường sở đoạn của chị đi chị. Cái này cũng xin lỗi, cũng không phải là hay là cái gì, nhưng mà kiểu như là cái bài này nó đi sâu vào lòng em. Dạ, bài này là bài Hoa 10 giờ. Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến, hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nở, anh sẽ đến thăm em. Em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Anh, dạ, anh chịu hát tặng lại chị đi. Nói chung thì anh cũng hát em. Dạ. Một bài hát ngắn. Dạ. Và bài hát đó là tiếng nước ngoài, tiếng. Dạ. Pháp. Thì để anh xin hát một đoạn, một khúc. Dạ. Thôi. Dạ. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Attends. Cái bài này em biết nè. Anh sẽ hát lên ha. Bài này nói về bài hát tình yêu đấy. Hát lên về tình yêu đó. Em biết bài này nổi tiếng luôn. Rồi, cảm ơn. Bây giờ anh chị đã gặp nhau rồi. Dạ, cảm ơn. Có cảm xúc rồi. Mình nói luôn đi anh. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình dự định tương lai mình góp gạo thổi chung đó. Thổi cơm chung chứ thổi chung là thổi gì? Thổi cơm chung chứ thổi chung là thổi gì? Góp gạo thổi cơm chung. Chuyện của người ta mà mình rung là sao? Để làm bên đây. Dạ. Khớp tinh thần nữa. Em trường hợp như thế này, trong cái cuộc sống sắp tới thì cái tâm trạng của em là như thế nào để anh có anh cái anh đáp ứng theo? Dạ. Nói chung á là hồi nào giờ á em cũng nói thật ra là em sống một mình á cũng có cái quen, nhưng mà điều á là em thấy nó có gì thiếu cho nên á là em muốn bù đắp cái thiếu đó vô. À. Nhưng mà giờ em không biết là có phải là trời đã đưa cái thiếu gần lại gần em rồi, chưa. Còn cái chuyện về em á thì em cũng xin nói thẳng với anh á là khi mà ví dụ như á chúng ta góp gạo nấu cơm chung thì em cũng xin anh vậy nè, cái chữ hiếu á lúc nào người ta cũng đặt trên hàng đầu, cho nên ví dụ như em có quá hiếu á thì anh cũng có gì anh bỏ quá cho em. Còn nếu mà thổi cơm chung á mà mình phải xin trước, chứ nếu không xin á thì không được, cho nên á là em chỉ yêu cầu nhiêu đó thôi. Phần anh bây giờ anh cũng nói rõ cho em biết là những gì, cái quan điểm suy nghĩ của em sống như thế nào thì hoàn toàn anh không can thiệp sâu vào cái điện đó. Và tiếp tục những cái gì mà mình còn đang làm lúc trước tới bây giờ vẫn tiếp tục làm luôn, không có. Dạ. Ngại ngùng như đó. Rồi em còn cái này nữa. Một cái ví dụ như em á là nếu mà nói là người của công chúng thì không có đúng, mà kiểu là người của xã hội, em rất tham gia nhiều cái coi như là cái hội này hội kia. Dạ. Thì ví dụ như chúng ta đến với nhau thì anh có thể nào anh nới nã anh cho em đi tham gia hội hè này kia, tức là chứ đừng có bó buộc em vào cái tình cảm không thì mở rộng ra cho đi sinh hoạt các bạn. Dạ, yes. Ok, không sao hết. Cái người mà sinh hoạt như em vậy đó nó có cái tâm trạng thoải mái hơn nữa, mà lúc đó mình thấy cái người phụ nữ đó họ có những cái hoạt bát thêm. Bây giờ thì em cũng nói là hồi nãy giờ rồi, em okay. Có tí chút cảm tình với ảnh. Có. Nói chung có rồi. Nhưng mà rất cảm ơn em. Dạ. Nhưng mà về á em nói anh nghe, ví dụ như anh có góp gạo với em á nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em đi, anh đừng nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu.
Đúng ra là... em yêu cầu cái đó có quá đáng không anh? Không có gì đâu, tại vì anh làm công ty nước ngoài anh quen rồi, anh vẫn nói tiếng Việt được mà. Không lẽ hai người anh nói tiếng Pháp? Anh Linh ơi, rủi gì á, ví dụ như em nghe lóng thoáng được cái tiếng Anh đó là I love, còn ảnh á anh tiếng Pháp, anh nói gì em cũng không biết, ảnh có love em không? Rồi, bây giờ thế này anh chị, mình để tay mình nút bấm đi. Rồi, xin mời. Quyết định đưa ra quyết định của mình. Rồi, để tay vào đây anh trai. Đây được không? Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, chúng ta đang đối diện với người thân của mình. Thành ra là mình cứ theo con tim mách bảo đi. Vậy đi. Con tim nó nói bấm là bấm. Ừ. Đơn giản như vậy. Đếm đi Linh ơi, để hồi hộp quá. Đếm đi. Rồi đếm đến 3 là anh chị nó cũng muốn mình bấm đó. Anh chị quyết định nghe. 1 2 và 3. Chúc mừng. Anh chị nắm tay đi. Ở trong sân khấu hội trường này ai cũng vui cả. Bởi vì thật sự người ta cũng muốn tác hợp giữa anh chị với nhau. Những trái tim còn cô đơn trong cuộc sống hiện đại thế này anh chị nha. Yeah. Rồi bây giờ mình hỏi gì tí? Cho phép hôn không? Xin lỗi. Dạ. Gì? Bảy, gì bảy? Bảy. Má bảy đó. Má bảy cho Dư Triệu hôn bạn gái ngoan một cái. Chấp nhận nó gật đầu được kìa. Má bảy gật rồi. Chắc về đây khỏi gội đầu á, để cái này riêng đó, thấy chưa? Thấy duyên dáng kìa, không có gội đầu nữa. Chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và anh chị nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như anh chị đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng anh chị một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng anh chị voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như anh chị tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Nước khoáng Đảnh Thành Vicoda tặng anh chị sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thành, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thương hiệu Duhan dành tặng cho anh chị một bộ đèn LED ốp trần vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, cảm ơn chương trình. Rồi đây còn đây là quà của anh tặng cho chị nè. Rồi, chào. Từ, xin chào. Rồi, sẽ tới. Nhà trai ra trước cho nó không khí coi. Mời nhà trai. Mà mỗi Ngọc Lan chờ nhà gái chuẩn bị nha. Ôi, chào chàng trai. Mời nhà gái. Dễ thương quá. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin được chào tất cả các quý vị khán giả trong trường quay ạ.
MC Quyền Linh cùng MC Ngọc Lan ạ. Và bạn nữ và người nhà bạn nữ ạ. Em tên là Đặng Mạnh Tuyến ạ. Em sinh năm 1997. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Tuyến? Dạ em đang làm IT. Rồi thôi bây giờ chúng ta hãy đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ thì lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. Chào chú Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em tên là Lê Diệp Nữ Vi. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Vi sinh năm mấy Vi? Dạ con sinh năm 2002 ạ. Trời đất ơi. Sao rung dữ vậy? Có trẻ dữ vậy. Trời mình mới 19 tuổi à, vậy thì cái tình trường của mình là nó có được trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em mới trải qua hai mối. Mới hai mối. Mới có hai mối. Dạ, mới hai mối rồi ạ. Tôi nghe cái vụ mà năm 2002 mà mới trải qua hai mối tôi qua liền. 19 tuổi mà trải qua hai mối tình rồi, vậy thì cái mối tình đầu tiên là mấy tuổi? Hai mối đó đều là năm học cấp 3. Mối dài nhất là bao lâu? Dạ mối dài nhất của con là gần 2 năm. Trời ơi. 2 năm. Vậy dạ, là con bắt đầu yêu từ năm lớp mấy, lớp 10 à? Dạ lớp 10. Lớp 10 là bắt đầu mối tình đầu tiên. Giữa năm lớp 11 thì em mới bắt đầu mối tình thứ hai. Hậu sinh khả quý. Cha này khó quá, không biết nói sao luôn. Tôi ngắm con đi con. Trời có chút xíu à. Mà sao mà yêu sớm vậy con? Con thấy vậy là cũng muộn rồi chứ. Cũng muộn rồi đó hả? Sao nè Tuyến, yêu mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Cũng hai mối hả? Dạ. Yêu từ năm lớp mấy? Từ hồi cấp 3 và đại học. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm Tuyến? Hai mối tình đều 2 năm. Là 4 năm yêu rồi? Dạ. Cũng kinh nghiệm tình trường lắm hả? Kết thúc năm học cấp 3 thì bọn con bắt đầu lên thành phố học á. Ừ. Thì bạn gái thì vào Sài Gòn, còn con thì học ngoài Bắc. À. Cho nên là bọn con chia tay nhau. Xa mặt cách lòng á ha. Dạ. Vi ơi. Dạ. Mà lý do sao mà mình yêu 2 năm mà mình chia tay vậy Vi? Cái lý do chia tay của con cũng giống như bạn nam bên kia là lúc đó khi mà tốt nghiệp xong thì hai đứa con thì vào Sài Gòn học, còn bạn đó thì học ngoài Đà Nẵng. Hai đứa giống nhau ha. Cái mối tình đầu tiên của con á là học hết lớp 10 là con chia tay rồi. Là con có biết lý do không? Khi nói về bạn nam đó thì không có điểm gì để chê hết. Thì bạn đó rất là tốt. Nhưng mà là do con tự nhiên con cảm thấy cái tình cảm của mình nó không còn nhiều nữa. Có phải là con do con không chín chắn không? Dạ đúng rồi. Vậy giờ chín chắn chưa? Dạ con nghĩ là qua hai mối tình đó rồi thì bây giờ con đã đủ chín chắn rồi ạ. Bên đây người ta chín chắn rồi, để đi qua bên kia coi bên kia có chín chắn không nha. Công nhận nó giỏi thiệt á. 19 tuổi là vào chín chắn rồi đó nha Lan nha. Chào con. Giờ không biết thiệt không biết kêu bằng gì luôn á. Kêu bằng đây, chị. Kêu bằng chị thôi được không? Được. Giờ kêu bằng chị được không? Được. Bây giờ thì mình có bạn gái rồi, mình làm gì cho bạn gái, mình chăm sóc bạn gái làm sao? Hiện tại thì công việc của em là em đang tập trung cho công việc rất nhiều. Bây giờ mà nếu mà có bạn gái á, thì hai đứa có thể chung một sự nghiệp, chung một mục tiêu để hai đứa cùng cố gắng phấn đấu. Vậy điểm hả? Mạnh, điểm yếu gì nói cho bà mối à, đúng rồi, thôi bây giờ đi. Mình nói về điểm mạnh, điểm yếu đi. Bây giờ mình đi về nhà mình coi. Điểm mạnh của em là em chơi thể thao. Em có thể chơi được hầu hết tất cả các môn thể thao. Bơi lội, đá banh, bóng chuyền và cầu lông luôn. Rất là tốt. Tật xấu của con là chưa tự tin trước đám đông. Mệt mỏi quá thì hay ngủ nướng. Chị Lan bệnh chị không mệt mỏi chị cũng ngủ nướng nữa. Đúng rồi, bên đây không mệt mỏi mà nhiều khi cũng ngủ tới 1 giờ. Còn điểm mạnh điểm yếu của Vi sao Vi? Dạ, điểm mạnh của con thì có lẽ là do con học cao đẳng phát thanh truyền hình cho nên là con có thể tự tin giao tiếp. Thứ hai là con cũng biết ca hát một xíu. Biết nấu ăn. Điểm yếu thì con là rất là mau nước mắt và suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, rất là tự ti. Giống như trong một trường hợp đó là khi mà con quen một bạn nam á, thì con sẽ hay suy nghĩ là ủa tại sao xung quanh mình, xung quanh bạn nam đó còn nhiều bạn nữ đẹp hơn, giỏi hơn này nọ kia hơn mình, mà tại sao bạn nam lại chọn mình? Để chú nói Vi nghe nè, nãy con nói rất là mâu thuẫn. Con là học phát thanh truyền hình, con phải tự tin về chính mình. Đúng rồi. Tự tin trong tất cả mọi thứ thì mới trở thành một cái phát thanh viên, một người biên tập, thậm chí trở thành một đạo diễn các chương trình, vân vân. Vậy thì cái tự tin đó con phải giữ lấy chứ, tại sao mình lại có cái tự ti cái bên được?
Dạ, cái suy nghĩ đó là ở hai mối tình lần trước. Con cũng đúng rồi. Và sau khi mà con vào Sài Gòn và bắt đầu học cái ngành của mình, thì dần dần trải qua kinh nghiệm thực tế, mình trải rất là nhiều, cho nên là mình cũng đã tự tin hơn và mình biết là bản thân mình có gì. Không, cái tâm lý này rất là dễ xảy ra với các bạn nữ ở cái lứa tuổi này. Bởi vì có thể bạn rất là tự tin ở cái công việc của mình, nhưng với cái chuyện tình cảm thì khi đã trải qua cái tổn thương đó rồi á, thì bạn lại lo sợ cái chuyện cũ nó sẽ lặp lại. Bây giờ hôm nay con đi với ai? Dạ thì hôm nay là con không có đi với người thân được. Tại vì ba mẹ con thì ở người quê. Quê đâu con? Dạ quê con ở Gia Lai ạ. Ở đây có cái cô chú ủng hộ con. Mình đi với ai? Ngày hôm nay con cũng đi một mình, tại vì dịch bệnh nên là ba mẹ không thể lên được. Đúng rồi, dịch bệnh thì nói chung là trường quay cũng hạn chế ha. Mở rào, mình tặng quà xong mình hát giao lưu với nhau để nó cảm nhận hợp lý nha. Rồi mở rào, tự tin lên nha Tuyến. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Ngày hôm nay đến đây thì anh có một món quà để tặng em. Đó là một chiếc tinh dầu trong phòng. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà muốn gửi tặng cho anh. Em thì thích những sự nhỏ nhắn dễ thương và hy vọng là anh cũng thích nó, và hy vọng khi mà anh thấy nó thì cũng như là nhìn thấy em. Cảm ơn. Đâu, nhà trai Tuyến cảm nhận coi bạn gái bên kia thế nào, lần đầu tiên gặp mặt cảm nhận thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt thì con thấy bạn rất là nhỏ nhắn dễ thương và xinh xắn á. Cái hình giống cái hình mẫu lý tưởng mà con nghĩ ra không? Dạ giống với hình mẫu phát thanh viên mà con đã từng nhìn ở ngoài đời rất nhiều. Bây giờ nãy mình nói mình có tài ca hát đó. Rồi mỗi đứa hát cho nhau nghe đi, đứng biểu diễn đàng hoàng, tự tin lên ha. Thế thì con xin phép ba khán giả, xin phép MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan, em xin gửi tới bạn nữ một câu hát trong bài Tình Thôi Xót Xa. Gì mới gặp rồi. Con mới gặp bài hát Tình Thôi Xót Xa. Quý hình không có xót xa không? Con sẽ tặng bạn nữ lời bài hát là Nơi Này Có Anh của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Đúng rồi. Trời ơi. Tự tin lên nha Tuyến nha, bắt đầu biểu diễn chinh phục bạn gái đi. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, gió mang câu tình ca, ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, khép đôi mi thật lâu, nguyện mãi bên cạnh nhau, say đắm như ngày đầu. Tình yêu bé nhỏ, xin dành tặng riêng em. Yeah. Này là hát cũng cỡ Sơn Tùng em Thu Phương á chứ không phải. Vi đáp lại biểu diễn nào Hoàng Vi. Dạ. Cảm ơn cái bài hát của anh dành cho em. Và bây giờ em cũng xin gửi lại cho anh một đoạn nhỏ thôi. I love you la 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 la. Anh sẽ mãi là người trợ che cho em, không thể tách rời tay em đây, hãy nắm lấy thôi, sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. Giây phút ban đầu gặp nhau là nhiều cảm xúc rồi đó. Bây giờ mình trao đổi đi. Anh có thể hỏi lại một chút là sở thích của em là gì không? Em thích đi dạo, thích đi ăn uống ven đường, vỉa hè đó. Em không biết là cái sở thích này có anh có khó không, nhưng mà em thích hát trong nhà tắm. Mỗi lần con đi tắm, con tắm bao lâu? Dạ tầm 30 phút thôi. Nói nhưng tắm cũng nhanh, nhưng mà con đi tắm là con làm cái gì? Hay con muốn hát gì là con thường chui vô nhà tắm. Ủa sao con không hát ở ngoài với nhà tắm, nó khác nhau cách nào con? Không, nhưng mà hát trong nhà tắm cũng là sở thích của con luôn. Trời đất ơi. Trời ơi, thấy cái đứa này. Trời ơi. Chú giao cho con cái nhà tắm luôn, hai đứa luôn. Không, bởi vì hát trong nhà tắm không khác gì phòng thu âm đâu. Hai đứa này mà mới mốt lấy nhau là xây cái nhà, là cái nhà tắm phải xây bự dữ lắm. Em có yêu thích môn thể thao nào không? Em rất là thích chơi bóng chuyền, nhưng mà anh cũng thấy chiều cao của em hơi bị hạn chế. Anh không nghĩ là trong bóng chuyền người ta yêu cầu chiều cao nhiều đâu.
Thậm chí có những người libero người ta đâu cao đâu mà người ta vẫn là phòng thủ rất là tốt. Và anh cũng chơi bóng chuyền, nhưng mà sở trường của anh là bóng đá. Vậy anh có thể dạy cho em chơi bóng chuyền được. Anh nghĩ là khả năng chơi bóng chuyền của em có khi hơn anh á. Anh cũng thích ăn đồ vỉa hè hơn là ăn trong nhà hàng. Thực sự là ăn ngoài vỉa hè rất là không khí tự nhiên vẫn tốt hơn ở trong những nhà hàng. Xin lỗi, có nhiều điểm chung quá. Câu chuyện mà anh muốn kết hôn và lập gia đình là câu chuyện mà anh cũng đã nói với bố mẹ anh. Và bố mẹ anh bảo là con 28 tuổi hoặc là 30 tuổi sẽ lấy được. Mà năm nay anh 24 tuổi là còn khoảng 4 năm nữa. Nếu mà em có công việc rồi, đến lúc đấy mà cái việc mà ta tiến đến hôn nhân thì nó cũng là điều bình thường. Ví dụ như đến với nhau rồi lấy nhau rồi đẻ con là hai đứa có mong muốn đẻ bao nhiêu đứa? Bên kia thích bóng chuyền thì đẻ một đội, bên em đẻ một đội bóng đá sân 11. Là tới 20 mấy đứa lận đó hả? Dạ, là tính cả thủ môn nữa là cũng 20 mấy đứa. Nó có dạ chút xíu đó con. Đẻ hơi tèo là mệt nữa. Dạ. Ôi tao không muốn tính trước điều gì hết. Tại vì ông bà ta hay nói là tính trước bước hôm qua. Đúng rồi. Nhưng mà đó là sở thích, ví dụ mong muốn của mình. Đúng rồi, đấy chỉ là sở thích mong muốn thôi mà. Nếu như mà anh quen em thì anh không muốn là em có bạn trai khác giới. Và cũng không muốn em đi chơi quá khuya. Nếu mà đi với anh thì được. Bởi vì anh đã nói với em như thế rồi, cho nên là anh cũng sẽ ít đi chơi về khuya. Đi đá banh về thì có thể là về nhà và nhắn tin cho em. Cái đó là cái quyền riêng tư của mọi người. Và khi mà nếu mà em và anh có quen nhau rồi, mình tôn trọng cái tình cảm của mình thì nó sẽ không có bất cứ một cái việc gì xảy ra với bạn nam khác giới hay là bạn nữ khác giới cả. Cho nên là cái việc mà mình đi chơi, mình gặp hay là sau đó thì nó sẽ không thể tránh khỏi được. Nhưng mà mình biết là cái giới hạn nó đến đâu. Cô nói vậy nè, tại vì hai đứa còn quá trẻ đi. Hai đứa mà muốn đi chơi khuya á thì thôi, chơi chung nhóm bạn dạ luôn. Đúng rồi. Khi mà hai đứa yêu nhau chờ nhau đi đúng không? Đúng rồi, hai đứa yêu nhau thì bên này cũng nên biết bạn của bên này là ai. Để rồi mai mốt có đi chơi chung á thì đi chơi chung cũng vui. Còn hoặc là bên này mà có đi chơi với bạn thì thôi, cũng biết nhóm bạn đó là ai, mình đã từng tiếp xúc rồi. Và ngược lại bên này cũng vậy. Kiểu phân biệt bạn em và bạn anh. Em không nói thích. Chung là phải có cái nó có cái sự hòa hợp thì nó bạn của chúng mình thì tốt hơn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đàn trai mình á, mình nãy giờ mình tới mình nắm tay em gái một cái, mình nói những cái cảm nhận từ nãy giờ mình cảm nhận về em gái thế nào. Nắm hai tay nha. Anh có thể xin phép nắm tay không? Dạ, tay em hay bị đổ mồ hôi nên... Tay anh cũng bị đổ luôn. Đây chùi cho. Rồi hết. Không sao đâu ạ. Chùi vậy sao được, cái tay nó ta chùi con có đổ mồ hôi không? Không có nhưng mà. Không, đây chú chùi cho. Không, tôi không lẽ cho tôi dán giấy lên cho chùi. Dạ thôi được rồi. Rồi hết rồi đó. Thằng trai tôi chăm sóc cho thằng trai. Tới bến rồi thấy chưa? Ngày hôm nay mình gặp được người hợp với mình là điều không thể có. Chỉ có cùng nhau để phấn đấu để cùng hòa hợp với nhau thôi. Dù cho hôm nay chúng ta có thể đi tiếp với nhau được hay không thì anh vẫn mong là ngày sau em vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn tươi vui để cho mọi thứ luôn suôn sẻ đối với em. Anh cũng mong là chúng ta có thể ra về ngày hôm nay. Quá được. Dễ thương quá. Quá là được luôn. Anh nói mà tay anh đổ mồ hôi nữa hả? Đi cô chủ dạ, cho. Không cần đâu ạ. Tại vì tay hai đứa đều đổ mồ hôi nên con chẳng thấy gì đâu. Cũng chúc cho anh là sẽ có thật là nhiều sức khỏe và công việc sẽ ngày càng phát triển. Cảm ơn em. Rồi, về ghế ngồi đi. Bây giờ mình để tao nút bấm đi. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Trẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Hãy lắng nghe nhịp đập của con tim mình và quyết định bằng cả trái tim của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, đẹp đôi. Nào, nhà trai nắm tay nhà gái. Trời, nó đẹp đôi quá bà mối. Nhà gái đang ở Gia Lai đó, đang coi chương trình mình và thưa hai bác. Dạ con xin chào khán giả đang xem truyền hình và hai bác phụ huynh của MV ạ. Con
muốn xin phép hai bác là cho con được tìm hiểu MV. Và nếu mà hai bác cho phép thì con hứa là sẽ về thăm hai bác trong một ngày gần nhất khi dịch bệnh đã được đẩy lùi một phần ạ. Câu này hay nè, dễ thương quá. Dễ thương thì tặng quà hả? Tặng quà đúng rồi. Dễ thương là tặng quà rồi thôi. Đây có quà tặng hai đứa luôn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi qua tất cả mọi nẻo đường của cuộc sống. Chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên, còn bây giờ Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. KOA, tinh thần thép. Con tự lập, biết làm công việc nhà, biết nấu ăn, rồi hay nhiệt tình trong công việc. Cái ưu điểm á, thì em cũng hơi trung tình một xíu. Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tánh. Cái công việc của em nó hay đi xa, thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau. Mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm. Họ có thể bỏ qua được nhưng họ không có quên được. Đúng vậy ạ. Cái đó cho nên là phải bỏ cái chuyện này thì mời nhà trai. Đây, mời bạn ngồi. Mời nhà gái. Wow. Mời bạn trai giới thiệu về mình. À, dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, cũng như là chào các vị khán giả hiện tại đang có mặt ở trong khán phòng này, cũng như là bên cạnh đó là chào thêm bạn nữ bên kia nữa. Dạ thì em tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Khanh, tính ra hiện tại thì cũng là 26 tuổi rồi. Dạ thì em quê người Tiền Giang, hiện tại thì em đang làm hướng dẫn viên. Rồi, còn bạn nữ của chúng ta thì sao nào? Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia và chào khán giả trường quay ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thị Thùy Trang. Năm nay con 23 tuổi. Con hiện tại làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang là giáo viên. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì Khanh? Cái ưu điểm á, thì em cũng hơi trung tình một xíu. Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tánh. Cái công việc của em nó hay đi xa, thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi. Thì nó không có cái thời gian để cho cái bạn nữ. Mời nhà gái. Ưu điểm của con là con tự lập, biết làm công việc nhà, biết nấu ăn, rồi hay nhiệt tình trong công việc. Còn khuyết điểm của con là hơi bị rụt rè trước đám đông và có phần là hơi cả nể. Con có thể cho một vài cái ví dụ cụ thể hơn về vấn đề này hay không? Cả nể đây tức là trong công việc á, dù là mình bận hợp nhưng mà người ta nhờ thì mình vẫn nể và làm hết sức. Rồi lỡ mai mốt đang hẹn hò với bạn trai rồi cái tới giờ hẹn rồi mà sếp giao việc hoặc là bạn bè nhờ công việc rồi làm sao? Cái phần đấy cũng gọi là cái hạn chế của mình thì con cũng cố gắng là sẽ khắc phục. Đường tình duyên của Khanh thế nào nói cho nhà gái biết đi. Đường tình duyên mà lâu nhất á là em quen từ cái bạn đó từ cái lúc mà bạn đó học 12, em mới học đại học. Quen từ khi mà bạn đó học xong 12 lên học 3 năm cao đẳng nữa. Dạ ra làm khoảng 1 năm thì lúc đó bắt đầu chia tay. Thì cái lúc đó thật ra thì cũng còn thiếu một cái nhược điểm, đó là tại vì em hơi ghen một xíu. Hơi ghen? Đúng rồi, dạ. Thì từ đó là mình chia tay luôn. Thì em cũng có đi kiếm bạn đó vài lần, như ra tới nhà luôn nhưng mà cũng không gặp. Chủ yếu là đang trốn nhau á. Ngay tránh luôn. Tránh luôn, dạ đúng rồi. Đó, đôi khi một chút nông nổi, một chút bồng bột, một chút bức xúc, dạ, mà mình không rồi. Có kiềm chế đó, dạ. Mình làm mất đi một cái tình cảm mà mình đã
nuôi dưỡng bao nhiêu lâu? Tạm thời thì bớt ghen hết với lại bớt nóng tính rồi. Chứ còn cái kiểu đó hoài thì chắc là từ giờ tới già chứ không có ai quen được đâu. Chính xác là như vậy. Còn có một bạn nữ gần đây thì quen khoảng chừng gần một năm thì cái đó cũng chưa gọi bằng tình yêu thật. Tại vì cũng là mới giai đoạn tìm hiểu thôi. Và tới hiện tại bây giờ em cũng không biết là vì cái lý do gì mà lại chia tay nữa. Tự nhiên vậy cái mất liên lạc luôn. Chắc do dịch quá. Tại vì cũng đang có quen cùng con cháu 6-7 tháng thôi, cũng chưa về nhà. Cho nên là không có đi kiếm nhà được. Rồi còn tình trường của bạn nữ thì như thế nào? Con có một mối tình thời sinh viên. Mối tình này kéo dài gần 3 năm. Do khoảng cách địa lý nên là chia tay ạ. Xa mặt cách lòng á ha. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể chia sẻ cho nhà trai biết không? Mẫu người bạn trai lý tưởng là cao khoảng 1m65 trở lên. Ngoại hình thì ưa nhìn. Còn về tính cách thì chung thủy. Chung thủy là con đặt lên hàng đầu. Chủ động, quyết đoán trong mọi việc. Rồi bây giờ về ngoại hình thì bên đây là có thể đi qua xác nhận giùm cho. Còn có chung thủy hay không thì không biết nha. Dạ chào nhà trai. Dạ. Mét nhiêu? Lúc trước đi đo ở bệnh viện là 1m68. Lúc trước đo là 1m68 mà sao tự nhiên bây giờ lại hơi không tự tin, bộ nó thung lại hay gì vậy? Không, cũng có nhiều khi đo nó không có chính xác. Có nhiều khi thì đo 1m68, có nhiều khi đợi đo lại nó thấp hơn một xíu. Đúng rồi, có thước là 1m68, nhưng có thước là 67. Đúng rồi dạ. Có thước 66, thậm chí có thước 69 nữa. Tùy theo thước. Sao nó kỳ vậy? Sao nó... Nó còn thiếu nó biên mà. Độ nó rộng quá vậy? Rộng lắm. Thôi đâu, nhưng mà nói chung là cũng đáp ứng được một cái yêu cầu đầu tiên. Đó rồi. Là hơn 1m65 là được rồi. Rồi mặt mũi sáng sủa. Đó, dễ nhìn mà. Dễ nhìn, dễ thương. Được, hợp lý rồi. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình là như thế nào? Cao khoảng 1m55 đến 1m65. Gương mặt thì cũng hơi dễ nhìn. Chỉ biết nấu ăn. Tại vì em ăn cơm ngoài ngán lắm rồi. Rồi, đủ. Đủ rồi đúng không? Xin lỗi nha, nhà gái là hơi bị dư luôn á. Bây giờ mình đi về nè. Nhà trai ta cũng khiêm tốn nhưng ta cũng đủ chứ bộ. Được rồi, để qua tôi thăm nhà gái coi tình hình sao nha. Dạ con chào chú. Chào con, trời dạ. Ơi, bé bi quá hả? Con định bao giờ kết hôn? Dạ con định là khoảng từ 1 đến 2 năm. Hoặc là có thể tiến tới nhanh hơn nữa. Tùy theo cái mức độ tình cảm của hai người. Cái điều gì mà không thích đàn ông không? Con không thích đàn ông là nói nhiều mà làm ít á. Dạ với không chủ động. Mình có nói nhiều làm ít, mình có không chủ động không? Dạ thường thì em là nói đi đôi với làm. Hoặc là có nhiều khi làm trước mới nói. Bên đó thấy có một cái nó hơi lấn cấn, đó là cái thời gian của bạn đó là giống như nghệ sĩ của chú cháu mình không vậy đó. Không sao đâu. Đó cũng là một cái thuận lợi, đôi khi là người ta đi hướng dẫn viên của mình đi theo mình chơi luôn. Cũng đang tìm một cái người mà đi cùng em đi phượt đó. Đó. Em cũng rất thích là đi phượt nha. Ừ, thuận lợi, anh ấy biết nhiều nơi, có nhiều kinh nghiệm, dẫn mình đi chơi nhiều nơi luôn ha. Có thể anh ấy làm việc mình theo, mình có thể phụ anh ấy trong công việc của anh ấy luôn. Rồi mình trải nghiệm luôn. Hợp lý. Hợp lý chứ. Mình cho gặp người thân đi, hỏi ý kiến coi sao. Giờ bạn nữ đi với ai nè? Dạ, con đi với mẹ với dì ạ. Dạ, Ngọc Lan xin được chào nhà gái. Rất vui chào đón mẹ với dì bên nhà gái có mặt ha. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào MC Ngọc Lan. Bé Trang ấy là một người sống rất là tự lập. Thì với công việc thì bé Trang rất là nhiệt tình. Dạ, anh cháu trai bên này thì dì nhìn thấy thì cũng rất là ổn. Thì đến đây mình cũng đã có một cái cơ duyên rồi. Cũng mong cho hai cháu có một cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, rồi. Cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, em đi tới có một mình thôi. Trong mùa dịch này thì hạn chế, thành ra gia đình cũng ít có xuất hiện ha. Dạ, đúng rồi. Được rồi, hôm nay thì sẽ có mọi người đây ủng hộ, chia sẻ. Anh Quỳnh Linh thấy rằng cô bé bên kia đó, một cô gái thì còn trẻ tuổi nhưng mà rất chín chắn, rất nghiêm túc, rất thật. Nữ công gia chánh thì cũng rất là tốt luôn. Dạ. Thì tùy Khanh quyết định hai khi hai bạn gặp mặt nha. Dạ rồi. Thôi bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Khanh. Thật ra thì anh cũng không biết là tặng cái gì, cho nên là có một món quà nhỏ thôi, mong em nhận nha.
em cũng tặng anh một chút quà do em làm. Dạ. Thì bức tranh này thì là bức tranh đính đá do tự tay em làm. Và trên bức tranh này là có đồng hồ và hoa tulip. Thì đồng hồ là minh chứng cho cái thời gian tình cảm của anh với em. Còn hoa tulip này là minh chứng cho cái tình yêu vĩnh cửu. Em cũng muốn là hy vọng là cái tình cảm của chúng ta sẽ phát triển như những cái bông hoa tulip này. Rồi, để cái quà đây. Mình mở cái quà bạn trai tặng coi. Ok, đẹp quá. Quá trời đẹp luôn ha. Dạ. Thì thật sự thì trước giờ anh cũng không có ít khi nào mà mua quà tặng cho các bạn nữ á. Cho nên là anh tặng cho em hai thỏi son. Hy vọng rằng tại vì anh thấy các bạn nữ thường hay quý cái son của mình. Dạ. Cũng mong rằng mình cái tình cảm của mình cũng quý tình cảm của mình giống như quý cái son thôi. Dạ, em rất là cảm ơn món quà của anh. Rồi. Dạ. Rồi, em về vị trí ngồi đi các bạn. Đứng trước mọi người để em nói chuyện được nhưng mà gặp bạn nữ khó nói quá. Có nhân viên du lịch mà. Nếu như mà bạn nữ này á là khách của em á thì em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà gặp bạn nữ mà đang tìm hiểu như thế này thì bối rối. Nó hơi khó, đúng, dạ bối rối, khó nói chuyện. Dạ vậy thì cho em hỏi trước, cái ấn tượng đầu tiên của anh khi mà mở cái rèm ra thì nhìn em như thế nào ạ? Thì nhìn em xinh. Tức là có giống với cái tưởng tượng của anh không? Được khoảng là 80%. Tại đó thì em thấy là rất là tốt, ổn rồi. Quan điểm tình yêu của em là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết đồng cảm. Chỉ vậy thôi, còn anh thì sao ạ? Thì anh cũng dạng kiểu cũng biết lắng nghe. Nhưng mà có nhiều lúc thì dạng như là nóng quá thì nó hay mất lý trí lắm. Có nhiều khi mà mình nói xong mình không biết là mình đang nói cái gì trong đó nữa. Thì hiện tại thì cũng đã khắc phục rất là nhiều rồi, nhưng mà nó cũng dạng như cũng còn chứ không phải là hết hẳn. Không, cái này nói luôn nha, tôi nói thay cho bạn nữ luôn, đó là không thông cảm được trong cái vấn đề nào. Bạn phải bỏ được cái tính nóng đó thì tôi mới gả. Chứ còn mà bạn nói bạn còn chút xíu là tôi cũng không an lòng để mà tôi gả đi đâu. Đúng đó Thanh, là đàn ông á đôi khi cũng có những cái sai lầm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận thấy điều đó nó không đúng, không phải, và điều đó gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng á, thì chúng ta phải tìm cách nào đó bỏ đi. Theo cảm nhận của con á, là con thấy bạn này là một cái người rất là dễ bị tổn thương. Dạ đúng rồi. Cho nên chỉ cần một lời nói mà nó lệch lạc đi là người ta tổn thương liền. Mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm. Họ có thể bỏ qua được nhưng họ không có quên được. Đúng vậy ạ. Cái đó cho nên là phải bỏ cái chuyện này thì mới được. Chứ còn nếu mà còn chút xíu nóng tính là không được. Tại sao em có thể với khách hàng em chiều chuộng được, khách hàng họ khó khăn bao nhiêu em cũng chiều chuộng được, nhưng tại sao về nhà với vợ với bạn gái em lại không chiều được, đúng không? Đúng đó, chị Lan nói câu này rất là hay. Thật ra thì rút kinh nghiệm là ngay chính bản thân mình cũng có những lúc như thế. Nhưng khi xong tự nhiên mình thấy mình xấu hổ quá. Đúng, có mình nghĩ như thế. Tự trách và bản thân mình, trách mình xấu hổ và mình nói không được, không được, không được, không được. Những lúc mà nóng quá đó mình tìm cách nào để mình bỏ đi ra ngoài hay làm gì đó. Dạ thì em hiện tại em cũng có làm theo cái cách đó. Nhiều khi mà cảm thấy nóng quá hoặc là khách hàng nó áp bức mình quá, bắt đầu mình bỏ đi. Biết nhận là tốt rồi. Rất là cảm ơn một cái là bạn này nói rất là rõ về vấn đề của mình, từ thời gian làm việc này cho tới cái tính tình của mình. Đó, cho nên đó là một cái điều rất là cảm ơn bạn vì bạn chia sẻ rất là thẳng thắn. Tiến tới bạn gái, nắm tay bạn gái nào, nhìn mắt bạn gái hát nó tình cảm chút xíu nào. Vì em hát không được. Đừng có ngại gì chứ, nào tiến tới nào nhút nhát gì, hơi nhát gái chút xíu. Rồi thì có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh, cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho cơ hội được. Ủa? Dạ được rồi. Ủa? Trời ơi, rồi. Đáng phiêu luôn. Cứ nắm tay như thế. Dạ đến đây thì em cũng xin đọc 4 câu thơ để tặng anh. Trong cái bài thơ Sóng. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Trời, cứ mặc sóng mặc gió, chúng ta cứ yêu nhau thôi. Giống như tinh thần của Xuân Quỳnh là yêu,
Khanh nắm tay, cứ nắm tay. Ủa còn Khanh cứ nhìn bạn gái, nói tất cả những suy nghĩ của mình, những cái gì mà nãy giờ mình nghĩ trong lòng đó. Thì cũng mong là mình có một cái tình cảm nó tốt đẹp, cũng như là lâu dài. Cũng đã lớn rồi, chứ cũng không có còn phải là nhỏ nữa. Thì có một cái tình cảm lâu dài để mà mình có thể tiến tới nữa. Thì nếu mà đồng ý thì sau ngày hôm nay thì mình có thể là bắt đầu tiếp tục cái tình cảm của mình. Thì em đến đây em cũng muốn cho mình một cái cơ hội, nên là em sẽ cho anh và em một cái cơ hội để chúng ta có thể, trước tiên là chúng ta có thể là bạn bè, sau đó nếu mà tiến tới lâu dài thì càng tốt ạ. Dạ. Rồi, trở về vị trí các bạn. Bây giờ thì hãy để tay vào nút bấm. Nếu thật sự rung động á thì chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như không rung động thì mình không cần bấm, nhưng nút bấm cho người khác. 1 2 3. Bạn trai rất là quyết liệt nha. Khi vừa nói là bạn ấy bấm ngay, không chờ đợi gì cả. Thấy chưa, một chút bối rối nhưng trái tim của bạn ấy rất là nóng và đập rất nhanh. Hãy nắm tay thật chặt. Hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy xin phép mẹ với dì cho phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau. Dạ thì chào cô với chào bác. Ngày hôm nay thì con cũng tới đây con gặp em rồi. Thì nếu mà gia đình mình đồng ý thì cho phép em xin, con xin được bắt đầu tình cảm với em. Dạ thì con hứa là con chăm sóc em, cũng như là quan tâm lo lắng cho em rất là nhiều. Ok, hy vọng là người lớn hôm nay cũng ủng hộ hai đứa. Chúc các bạn sẽ hạnh phúc, chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Yeah. Và bây giờ thì chương trình có một vài phần quà dành tặng cho hai bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây, bức tranh của bạn gái rất là đẹp ha, cầm lấy. Và quà của bạn trai tặng, chúng ta hãy nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất, hãy chăm sóc mối tình này. Em cảm ơn Quỳnh Linh. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ. Yeah. Mời bạn nam. Rồi, chào anh trai, mời đi anh trai. Xin mời bạn nữ. Rồi bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Dạ. Chúng ta giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe luôn. Rồi bạn trai. Dạ anh chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Anh chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn nữ bên kia. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Em là Phạm Huỳnh Minh Tân. Em sinh năm 91, em đến từ Đắk Lắk ạ. À. Em làm gì ta? Dạ em kinh doanh kem body ạ. Dạ. Trời ơi em ơi, ngày hôm nay là giống như là em có trúng số đó nha em nha. Chị nói vậy là em hiểu nha. Nói thiếu nhiều nè, em tự giới thiệu mình coi. Xin chào MC Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả. Và đặc biệt là chào đối tượng tương lai đang ngồi bên kia. Mình là Nga, Ninh Trọng Thường Nga. Năm nay Nga 28 tuổi. Công việc của em là thiết kế rập thời trang. Và ngoài ra em cũng làm mẫu tự do. Giọng lạ quá nha. Em ơi, sao em là con trai em lại đi bán kem dưỡng da vậy? Ủa, ai bán kem dưỡng da không được. Biết rồi, nhưng mà ý là làm nghề gì mình phải có đam mê, mình cũng phải thích thì mình mới làm. Nhiều khi có cơ hội người ta bán. Tại vì em thích kinh doanh à. Tại sao không kinh doanh mặt hàng khác mà lại chuyên về kem ta? Thì em định hướng cho em đi bên này nên em qua làm bên này luôn nè. À vậy đó hả? Bây giờ thì bên đây bạn Tân bạn rất là hồi hộp, bạn rung đó.
Thôi bên kia hồi hộp, có bên em nói trước đi em. Cái điểm mạnh của em là gì? Về điểm mạnh á thì em hiền, nói chung là cực kỳ hiền lành luôn á. Ngoài ra thì bụng em nó cũng tương đối nhỏ nên em cũng ít chứa cái gì trong bụng á, ít để bụng á. Không có để bụng cái gì đúng không? Dạ, dạ. Bản thân em chung là cũng có một chút về ngoại hình. Em cũng về thời trang nên về may mặc hay là may vá thì em làm được hết. Cái điểm yếu là gì? Đôi khi em bị cái tính hay quên á. Hình dung trong đầu thì nó rõ ràng rồi nhưng mà ra ngoài thì không biết nói gì nữa. Ngoài ra thì không biết có nên nói không nhưng mà thực sự thì em bị cái tánh ở dơ chứ. Tánh ở dơ chứ. Ở dơ hay là bừa bộn? Không, ở dơ bừa bộn gì có hết. Có hết luôn á hả? Ở dơ là sao? Em học thời trang mà thì nhiều khi làm đồ án thì nó nguyên đêm, thâu đêm suốt sáng vậy á. Chỉ có khi nào mà xong đồ án thì em mới dọn dẹp thôi chứ còn trong cái thời gian làm đồ án thì cái phòng nói chung là giống như là một cái bãi chiến trường vậy đó. Đó là bừa bộn, còn ở dơ là không chịu tắm á. Có luôn chị. Không tắm luôn hả? Dạ, nhiều khi làm xong mệt quá, đi ngủ lúc nào cũng không biết luôn á. Rồi bạn Tân, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là thích kinh doanh, không đi rượu, không bia, không thuốc lá. Khuyết điểm của em là hay quên ạ. Có khi nào 2-3 ngày quên tắm không? Dạ không. Bạn gái, dạ. Đường tình duyên của em thế nào? Trước giờ em có 3 mối tình. Nói chung là quen chính thức thì chỉ có một bạn mà thôi. Bạn đó nhỏ tuổi hơn em, tính trẻ con. Thì tụi em tiếp xúc với nhau nhưng mà ngại cách xưng hô á. Nên thành ra em muốn gọi như là trả lại cái tuổi thanh xuân cho bạn đó vậy đó. Nên tụi em chia tay. Đơn giản quá hả? Quen lâu không cơ? Quen cũng được gần năm chị. Tần có mấy mối tình rồi? Dạ, em 3 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ, 1.5 năm. Ít nhất là bao lâu? Dạ, 1 năm anh. Nhưng mà tại sao lại chia tay mấy mối tình đó? Dạ, mối tình đầu của em là vì bị hiểu lầm mà. Ý là em đi từ thiện và xong em chở bạn trong nhóm đi. Có bạn kia chụp hình trong hội từ thiện đăng lên thấy em đang chở bạn nữ đi chơi chung xe rồi về bạn đó. Kêu em là nói đi một mình sao lại đi bạn gái sao vậy? Là chia tay luôn? Dạ. Trời ơi. Mối tình sao chia tay sao? Dạ, không đậm đà. Không có đậm đà? Dạ. Chưa yêu dữ lắm đúng không? Dạ. Thôi, bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào em diễn tả coi. Dạ, em chỉ cần bạn gái hiền là được ạ. Bên đây là quá hiền luôn. Cao trên 1.5 m. Cao trên 1.5 m. Dạ. Còn em thì sao? Em thích con trai tập thể thao á. Chiều cao thì cao hơn em tầm 1.74 m trở lên. Vậy là em 1.7 m? Cao 1.74 m là bằng em á. Đó, 1.74 m đó. Dạ, em 1.75 m ạ. Cũng xinh xinh. Lên được chút. Cái điều mà em cần thiết nhất ở cái người bạn trai em là điều gì? Em muốn là một người có trách nhiệm, một người có tính nghiêm túc á. Tân hiện nay Tân ở với ai Tân? Dạ, em ở một mình ạ. Một mình ở nhà trọ hả? Dạ. Nếu lấy vợ về em có định là ở chung với gia đình không? Nếu bạn gái thích sao thì em sẽ như vậy ạ. Bạn gái thích sao là vậy đúng không? Dạ. Chị ạ. Chào em. Đẹp trai mặc bao bi luôn. Bên tôi cũng mới vừa ha, cũng bù của. Bên đây người gọn ghẽ nha, tướng đẹp nha. Bên tôi thì cũng có vừa đâu ạ. Xin lỗi ạ. Tôi nói thiệt luôn, nên là nếu mà ấy được là trúng số luôn đó chứ không có đơn giản đâu. Bên đây gặp bên đây cũng trúng số à. Nói nghe nè cưng, ví dụ như mà em lấy vợ thì bao nhiêu tuổi thì em sẽ có một căn nhà cho riêng mình? 31 à. 31 mà năm nay mình làm là, hai. Ý là cưới là có nhà riêng luôn. Cưới là có nhà riêng luôn. Dạ. Dựa vào đâu? Em tự lập từ năm 18 tuổi. Có nghĩa là mình đã có tiền sẵn trong ngân hàng rồi phải không? Thì để tôi bà bán kem mà. Cười quá. Để ta hỏi ngộ quá. Có nghĩa là bây giờ là muốn hay không muốn là do em thôi đúng không? Muốn mua lúc nào là mua. Là do em thôi đúng không? Bán kem mua nhà. Ví dụ tặng gái của em đó mà đến với em xong bây giờ yêu cầu em là phải có nhà riêng liền thì em thấy sao? Dạ nói chung là bạn gái sao thì mình chiều vậy. Bạn gái muốn sao là mình chiều vậy hả? Dạ. Rồi xem đáng yêu quá vậy. Rồi thằng trai tao đáng yêu lắm. Ông coi mặt bên thằng gái tôi chưa mà ông cứ ngồi đó ông chọt. Thì ông từ ra từ đây. Coi để tôi qua tôi đi coi. Đi ra đây. Để coi. Trời. Trời. Được, quá được. Chàng gái rất là xinh xắn dễ thương luôn ha. Bạn có vẻ hơi bản lĩnh hơn bên đây. Bên đây hơi nhút nhát chút xíu. Không, bạn này rất là nhát. Nhưng mà tại vì bạn này là mẫu, là người mẫu cho nên là khuôn mặt bạn rất lạnh lùng. Rồi bạn xuất hiện sân khấu hoài quen đúng không? Chứ dạ, bạn dạ. Cực kỳ nhát luôn, là bạn này. Bạn bên đây chưa bao giờ làm mẫu nên hơi nhát ha.
về em tập làm mẫu riết rồi cũng đi biểu diễn chung được đó. Bên đây cũng dáng mẫu lắm á. Tướng này đã là mặt baby. Cái gì vậy ông? Ông giới tính ông có vấn đề không vậy? Sao mà ông ủa? Ủa cái tôi phải nâng cái lên chứ. Nhưng mà cái kiểu của ông thèm khác kỳ vậy. Thật ơi. Rõ ràng. Sao vậy lên? À vậy hả? Quá dữ vậy đó hả? Quá dữ vậy luôn. Hay là ông nhìn bên đây rồi cái ông lộn cảm xúc bên kia? Không, mình thấy đàn trai mình đẹp, mình tự tin. Nói chung là hai bạn đều trai tài gái sắc hết. Chính xác. Vấn đề là bao giờ thì cho đàn trai chúng tôi bước tới nè? Khoảng từ 30 trở đi. Tức là 28, còn 2 năm nữa. 2 năm nữa thôi. Tìm hiểu 2 năm là đủ rồi. Đủ rồi, được. Nè mà tôi nói nè, bên đây không phải là gái sắc không mà là gái tài luôn nha. Nói chung hai người đều có sắc và có tài. Nam thanh nữ tú đó, đó nói vậy thì đúng hơn đó. Được ha. Rồi bây giờ hỏi họ hay kiếm người thân đi. Ủa em đi với ai vậy? Dạ em đi với bạn với em gái em. Em ruột á hả? Dạ vâng. Dạ em xin chào MC Hồng Vân và MC Quyền Linh cùng quý vị khán giả. Thì cảm nhận của em là chị của em và anh này khá phù hợp về ngoại hình. Còn tính cách thì em nghĩ là phải có thêm thời gian tìm hiểu nữa thì mới có thể xác định được chính xác tình cảm của mình. Em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội. Rồi cảm ơn em. Bé này rất là chỉnh chạc đó nha. Anh đi với ai? Dạ em đi với em họ của em ạ. Em xin chào MC Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em thấy chị bên đây thì dễ thương. Em thấy hợp với anh Tân ạ. Nhưng mà em là con trai vậy á, mà nếu mà là em bấm liền không? Nếu ngồi trên đó thì em sẽ bấm liền. Em bấm liền đúng không? Yeah. Được rồi. Bây giờ để cho hai kẻ gặp mặt đi ha. Hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn sẽ đồng ý hẹn hò với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Tân. Bây giờ bạn Hoa. Rối rồi, rối liền à, rối. Rối ngày hôm nay mình có món quà tặng bạn. Thì nghe cũng có những quà, nghe tự làm. Ok mẹ. Cái này cái gì đây? Hả? Dạ, cái đó là bức tranh em vẽ về cái bộ lễ phục mà tương lai nếu mà có thể tiến tới xa hơn á thì là cái bộ lễ phục trong ngày cưới ngày trọng đại. À, bộ lễ phục mà bạn trai đó hả? Thì có dạ, giống không nha? Cả hai. Cô Tân đứng lên, cô Tân đứng thẳng lên nào, mạnh mẽ lên. Mình bán kem chứ mạnh nên mẽ lên. Đi. Em nghĩ chắc là cái body cũng giống á. Tao hai đứa đứng sát bên nhau rồi đi. Đứng sát vô. Cũng giống về chiều cao nó cũng hơn tí cũng được ha. Nhìn thấy hai người thấy hợp không mọi người? Đẹp đấy, đẹp đôi đấy. Nè thấy chưa, hình này sẽ giống tôi quá tao. Tôi muốn mở nốt cái hộp được không? Mở đi, mắc cỡ gì đây. Mình là sao? Anh với em được, tự nhiên mình với bạn. Nhẫn hả? Nhẫn là phải em thiết kế. Dạ, đúng rồi, cái này là em tự làm, tự chuẩn bị. Đưa anh coi nào. Dạ đây. Chiếc nữa coi. Chiếc này của Tân nè, chiếc này của Nga nè. Nếu mà được chút hai đứa đeo qua trong hộp không nha. Đẹp quá. Dễ thương quá. Dễ thương, rất là dễ thương. Rồi bỏ vô hộp đi. Hôm nay là có nghĩ là đi gặp một cái người con gái mà giống như trong đầu mình tưởng tượng không? Hay là trên cái sức tưởng tượng của mình? Dạ trên sức tưởng tượng ạ. Tại vì em không đòi hỏi đẹp, em chỉ cần hiền, dễ thương là được rồi. Cuối cùng bây giờ em được hết luôn á. Dạ. Vừa đẹp vừa hiền vừa dễ thương luôn. Dạ. Còn bạn gái thì sao? Tân có biết chơi thể thao không? Mình thích đi tập gym với là đá banh. Bạn với mình giống như lớp 12 gì đó. Anh chị đều 28 tuổi rồi đó nha. Gọi là anh đi ha. Nếu mà anh có tập gym chơi thể thao ấy, vậy thì mình có thể cho anh một cái thử thách nhỏ được không? Được. Bình thường thì người ta sẽ là hít đất bằng 5 đầu ngón tay đúng không? Giờ anh đau được. Không nổi thì mình nói không nổi nha. Không nổi thì mình nói không nổi. Mình chỉ thử 3 ngón lần nào. Vậy thì giờ thử được không? Chắc 5 ngón với 3 ngón. Vậy đó 3 đi. Dạ. Rồi hồi anh làm 2 cho em coi. Làm đi Tân. Thử 3 ngón chắc không được đâu anh. Kệ nó. Được chứ. Đó. Đó, trời ơi, đó. Bốn. Nhẹ nhàng. 4 được rồi em ơi, 4 được rồi. Dư rồi á, dư rồi. Hay quá. Khê đúng Tân. Thôi Tân hát bài đi cho nó đỡ rơi bối rối nào. Bước tới gần bạn gái, đứng nhìn bạn gái hát nào.
đứng đó hát, đứng lên mình tiến tới. Anh bắt đứng nhiều khi quên lời đó. Vậy đó, cho nó quen. Tiến tới gần chút xíu nữa Tân. Dạ. À, đứng lên đi cho bạn đỡ hồi hộp đi. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn, bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua, miên man riêng anh một mình nơi đây. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Dạ hết ạ. À. Lời gửi gắm rất là đáng yêu. Lần đầu tiên em đứng trên đây em dạ, quay này. quay qua bên bạn Nga, nắm hai tay bạn Nga nào. Mình xin phép. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt bạn Nga. Nga hát tặng cho Tân nghe bài đi. Nhìn thẳng Nga kìa Tân. Tân thì dễ cưng dễ sợ luôn á. Tân nhìn cứng thì cưng vậy đó. Tự như em hát bài thả thính một chút được không? Hỡi anh yêu, em chỉ muốn nói một điều. Lấy em đi, để thôi đừng về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều. Và yêu như chưa từng yêu. Hay quá. Cảm ơn. Trời ơi, thay lời muốn nói hay quá. Rồi, rồi thở vị trí đi. Giờ chân tay Tân nó cứng hết trơn rồi. Tay chân không biết để đâu luôn rồi đó. Hai đứa suy nghĩ thật kỹ, đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con tim của mình đủ để chúng ta bấm nút chưa? Chúng ta xem đây có phải là một nửa yêu thương, một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu rung động, chúng ta bấm để tạo điều kiện, tạo cơ hội cho nhau để yêu nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Còn nếu cảm giác chưa rung động, cũng không cần bấm. Để cái nút bấm nó cho nhiều người khác. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 và 3. Đây, hay lắm, dễ thương lắm. Trời, đây, cái cặp này đeo nhẫn lên tay bạn nữ được không ạ? Hả? Đấy là nhẫn bạn nữ tặng em muốn đeo cho bạn. Đúng rồi đây. Trời ơi, thì thực sự cái cặp này bấm tôi thích dễ sợ luôn á trời ạ. Đây này, nhẫn nào của Nga. Dạ, đây của Nga. Đúng nhỏ rồi. Xin phép đeo nhẫn cho em. Cưng ghê không? Cưng quá trời cưng, em đeo lại đi nha. Đeo tay nào. Trời ơi. Trời ơi, thì ghét thiệt. Trời ơi. Đưa tay lên nào, đưa hai tay lên nào. Đẹp quá. Cưới là phải mời tôi nghe chưa? Trời, cái cặp này cưng, cưng thiệt là cưng vậy đó. Rồi, nắm tay nhau đi. Bây giờ, hai bên đang xem truyền hình, ba mẹ hai bên đang xem. Tân hứa gì đi? Dạ, em hứa với ba mẹ của Nga là nếu Nga cho em một cơ hội tiến tới hôn nhân thì em sẽ thương Nga như ba mẹ thương Nga. Giờ mình cảm thương Nga như ba mẹ thương Nga luôn đó. Dễ sợ luôn. Rồi, Nga muốn nói gì với hai bác nhà của Tân đi. Nếu mà Tân là món quà mà hai bác đã dành đến cho con ấy, thì con cảm ơn rất nhiều ạ. Con sẽ giữ món quà này suốt đời đúng không? Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn đến đó xem phim, những bộ phim về tình yêu, để yêu nhau nhiều hơn và hiểu nhau nhiều hơn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu
Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt, nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Vậy cái này, để nhớ ngày hôm nay mình gặp nhau nha. Dạ. Chúc hai đứa sớm là sẽ về chung một đội nha. Đúng rồi. Cho dù có nhiều quà thì vẫn phải nắm tay, đừng buông tay nhau nha. Đẹp đôi lắm. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Mời nhà gái. Hai, mời anh trai giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em xin giới thiệu mơ màn bằng tiếng Lào. Hả? Tiếng Lào. Tiếng Lào hả? Rồi, giới thiệu của anh sao? Sắp đi các khỏi Sư Thành, mình đi khỏi Sa Hồng Bi, khỏi Du Nghệ An mà mưa đi khỏi giặc áo bia leo, cặp tay đơ. Gì có công tên ơ chẳng nữa. Là sao em dịch câu đó cho anh nghe coi. Tức là em giới thiệu em tên là Thành. Em đến từ Nghệ An, năm nay em 26 tuổi. Hôm nay em muốn lấy vợ rồi. Muốn lấy vợ rồi. Ôi. Thành 26 tuổi hả? Dạ. Thành làm gì Thành? Em làm công ty in nhãn mác. Nhưng mà tại sao em lại biết tiếng Lào? Trước em cũng sang Lào, Lào Đông nữa. Bây giờ em làm việc cũng tại Nghệ An luôn hả? Không, hiện tại em làm việc ở Sài Gòn. Ở quận mấy? Em làm ở quận Bình Tân. Bạn ơi, bạn qua Lào bao lâu? Em làm cũng 3 năm chị Hồng Vân ơi. 3 năm mà sao tiếng giống tiếng Lào ấy? Nói tiếng Lào thì nên nói làm sao? Ốm phần lão ra biển nữa. Bạn có dịch được không? Cắn cái xài dấu tí xin nữa. Đâu, em không hiểu gì rồi. Cô chút ăn cái hào sức cô lao luôn chèo á. Bạn có hiểu không? Em không hiểu đâu chị ơi. Em không hiểu. Vâng, nói tiếng Lào sao nó lao sao rồi sao? Hỏi em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Tất cả quý vị khán giả ở đây và bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Trang, năm nay em 26 tuổi. Quê em cũng ở Nghệ An luôn. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên mua hàng của một công ty thiết kế và thi công nội thất. Vậy là hai bạn cùng Nghệ An. Hỏi đi coi ở huyện nào có gần nhau không? Hỏi đi. Hỏi thăm đi, hỏi thăm đi cơ. Em ở thị xã Hoàng Mai, còn anh ở đâu ạ? Ủa, anh ở Yên Thành em ơi, mình gần nhau rồi. Em thích điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em là em khá là vui vẻ và hòa đồng. Em cũng có biết một chút ca hát. Hôm nay đến buổi chương trình em cũng muốn gửi đến tất cả mọi người một cái đoạn nhỏ của bài Ánh Nắng Của Anh. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng em một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên em, là nghe những tâm tư này, là tia nắng ấm, là anh đến bên em cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi em. Phút giây em mang đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Ok. Hay quá. Hát thế đối đáp đi em. Làm gì hát bài Thương Nhau Lý Tư Hồng. Rồi, bắt đầu. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Hey. Nói chung hai bạn về thì bên kia hướng dẫn bên đây hát thêm chút nha. Vâng ạ. Điểm mạnh, điểm yếu em còn gì nữa? Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là em hơi nóng tính. Vì bản thân cũng khá là tự lập cho nên bình thường cũng không muốn dựa dẫm vào một ai khác. Ví dụ như những cái thứ mà em có thể tự làm được thì em sẽ không nhờ ai làm cả. Một cái em cũng thấy là quá mạnh mẽ. Bây giờ lên chương trình thì em cũng muốn là yếu đuối lại một xíu, tìm được một bờ vai để có thể dựa vào. Bài anh rung lắm em ơi. Bài anh rung lắm em ơi. Và anh dư động đúng không? Bên đó làm sao? Bên điểm đó mạnh, điểm mạnh. Điểm yếu thế nào nói cho bạn gái biết đi. Chung là điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Ừ. Chung là có chí cầu tiến, ham học hỏi.
Em thấy bạn nữ nói có tính tự lập thì bạn đó cũng giống em. Nói chung là cũng tự lập từ nhỏ. Nói chung là từ Nghệ An vào đây là ai cũng có tính tự lập hết trơn á. Yeah. Tự lập là tốt rồi. Yeah. Có điểm xấu gì không? Tật xấu gì á? Tật xấu nói chung là em cũng hơi nóng tính. Nhưng mà vấn đề trong công việc á, nhiều lúc chủ em mà làm cho người khác hài lòng nhưng mà người khác không làm cho em giống cái kiểu không hài lòng á, thì lúc em cũng hơi nóng tính. Hơi nóng tính. Bây giờ bạn gái đang nóng tính, em nóng tính thì ai sẽ là nhường ai? Thì tất nhiên là em phải cùng nhường bạn gái. Em nhường bạn gái. Rồi vậy tốt. Thành cũng đẹp trai, dễ thương, cũng duyên dáng thế này, cũng hài hước mà sao em ế? Ai cũng hỏi như ai nha. Tức là em ế cũng có nhiều lý do. Lý do là sao? Trước em cũng có quen nhưng mà tại lúc đó kinh tế chưa, nói chung là chưa vững chắc thì em cũng phải đi làm đấy, nhưng có lúc phụ giúp gia đình rồi trang trải bản thân, tức là không có thời gian nhiều đúng không? Dạ. Em đã có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình nhưng mà mối tình em ngắn vài ba tháng à. Vài ba tháng chưa có sâu sắc gì đúng không? Dạ, tính là quen rồi tay sao? Hẹn đi chơi này kia, chung là có đi chơi, đi uống cà phê rồi nói chung là chưa gì sâu sắc lắm. Còn em sao? Em thì có một mối tình chính thức hồi ở đại học năm 3. Về từ đó tới đây thì cũng có tìm hiểu vài người nhưng mà không hợp. Sau cái thời gian mà chia tay anh hồi hồi mối tình đầu thì em có theo đuổi một anh thần tượng và cũng lấy đó làm niềm vui, cũng là động lực, mối quan tâm lớn nhất của em. Thì em cũng muốn cho mọi người xem đây là idol của em, Park Chan-yeol EXO, rất là đẹp trai, tốt bụng. Tức là em thần tượng anh này á hả? Vâng. Và em sẽ tìm cái gọi là một cái đối tượng tương tự như thế này. Về ngoại hình thì cũng bằng như vậy thì chắc là hơi khó. Nhưng mà em muốn tính cách thì giống như vậy, là một người vui vẻ, hoạt bát. Đó là em đọc báo em biết đúng không? Em đọc báo em. Em là fan girl. À em đọc báo để coi nha. Coi có giống bên đây không hả? Chị để coi sao. Có hình mẫu hả? Thôi thôi. Ủa. Sao em thấy sao? Em Miên được bao nhiêu phần trăm ấy? Em đã được 40% quá chị ạ. Được 40% thì có được không? Không, đâu mà thấp vậy em. Về ngoại hình thì 40% thì chấp nhận được. Đây nè. Nhưng mà về tính cách em thích rất thích người tốt bụng. Chung là tính cách thì em ok. Vui vẻ, hài hước có. Dạ. Còn em thì sao? Em có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Em cũng không có mẫu hình lý tưởng nào giống như kiểu giống ai, giống người này người nọ, nhưng mà ý là chung là dễ nhìn chút. Dễ nhìn. Xinh xinh chút. Cao thì trên 1m55, nước da trắng chút. Để anh coi thử coi làm sao. Để ông này ông qua anh coi coi làm sao. Cao 1m50. Em chào anh Cờ Linh. Chào em gái. Dạ. Nói rất là dễ thương ha. Ừ. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích gia trưởng. Và em có một cái không thích hơi gì một chút là em không thích mùi cơ thể. Thích mùi, không thích mùi cơ thể. Thực ra là em có lý do. Là bởi vì cái mũi của em là bị viêm mũi dị ứng, cho nên là rất là nhạy cảm với mùi hương. Em, người nào không có cái mùi chứ á, nhưng có những cái mùi rất là đặc biệt. Hay là em gì chỉ dị ứng những cái mùi đặc biệt không? Nói chung là mùi thơm là được, chỉ cần mùi nào thơm thôi. Thơm thì là được. Ấm, thơm là được thôi. Đúng không? Mùi thơm là được chứ không có mùi hôi đúng không? Đúng rồi. Thôi để chút tự em kiểm chứ. Chút xíu cho test. Thôi bây giờ thì hỏi ý kiến người thân coi sao. Hôm nay em đi cùng với chị bạn thân của em, chị Nương ạ. Lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến MC Hồng Vân và MC Quyền Linh, quý khán giả. Ấn tượng đầu tiên của em về cái bạn nam này thì cảm giác rất là an tâm. Chị thấy cũng hai bạn nên có cơ hội để tìm hiểu nhau. Thứ nhất là cùng quê, thứ hai là về văn hóa, vùng miền thì cũng giống nhau ấy, không có bị chổi nhau nhiều. Với lại về ngoại hình thì cũng là tương xứng. Đối với chị thì chị cảm thấy ok rồi đó. Còn bao nhiêu phần trăm so với bức ảnh? Nói về tiêu chuẩn cái đẹp á thì em nhận xét bạn nam này khoảng 65%. Em thấy chưa? Bên kia người ta khiêm tốn, người ta 40% thôi, nhưng mà bạn em là cho 65%. Vâng, em đang rất là tò mò. Nói chung á là Thành mà tút lên chút xíu á, chụp hình ảo ảo chút á, nó cũng cỡ và 70-80% trở lên, nói chung đùa đó. Ủa Thành, nhưng mà em có bị ảo không vậy? Em có xài app không vậy cưng? Nói chung là đăng hình Facebook thì cũng 360 chị ơi. 360 đỡ. Còn Thành đi với ai? Đi với ai? Thành đi với chị Hồ. Dạ em xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân ạ. Dạ em là chị Hồ của Thành. Thì em thấy bạn gái bên này thì cũng dễ thương. Nói như bạn bên này thì cũng cùng vùng miền với nhau thì cũng cho nhau cơ hội ạ. Là em cảm thấy em ưng bụng không? Nếu dạ, mà trên vai trò người chị có em bé em dâu về là em thấy được không?
À, cũng được nhìn bạn dễ thương ạ. Hiền lành đúng không? Dạ. Thôi, tóm lại là bây giờ hai bạn sẽ cùng gặp gỡ nhau để trò chuyện với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Thành. À, em có món quà tặng anh. Mình cảm ơn. Anh có món quà tặng em. Cái này giống như kiểu em đi xe hoặc là đi máy bay á, bỏ vào đợi mấy cô. Vâng, em cảm ơn. Còn cái này là cái đồng hồ, nhưng mà nói chung không có giá trị về vật chất cao, nhưng mà ý là muốn em treo đồng hồ này là lúc nào cũng là nghĩ thời gian cho mình hẹn hò với nhau. À, em có tặng anh cái viết ấy. À, thực ra là ý nghĩa của cái này là em muốn nếu như mình có thể đi tiếp với nhau thì cùng nhau viết nên một truyền tin thật là đẹp. Ồ, cảm ơn. Chưa chưa đứng sát bên bạn gái đi, đứng sát bên hai người nắm tay nhau coi. Trời nắm tay. Rồi đứng sát nhau chút xíu nữa. Đi rồi test đó. Mùi luôn đi nào. Kiểm tra đi. Có cái mùi nó có gì? Trời ơi, thấy mùi có hợp với ông không? Ừ. Trong này nhiều, nhiều mùi quá em ngửi không ra. Rồi con ngồi xuống là gì ạ? Rồi ngồi cứ về đi. Nó chỉ có mùi đặc biệt là dễ biết lắm. Em vào Sài Gòn lâu chưa em? À, em vào đây được 9 năm rồi. Em đi học và đi làm ở đây luôn. Anh thì ở đây lâu chưa? Anh mới vào năm 2018, lúc trước có vào, sau anh về đi làm bên... Khi yêu đương thì anh có ràng buộc gì không anh? Muốn quản xem là người đó làm gì ở đâu cũng phải báo cáo với mình. Thì em muốn biết là quan điểm của anh về khi yêu thì như nào? Không, vấn đề đó thì anh không có tính vậy, không nghĩ giờ không quản lý, không giám sát rồi. Nên mỗi người có một cái không gian riêng của mình á. À, dạ. Em ơi, em nói một câu bằng tiếng Lào á, một cái tình cảm của em coi nó ra làm sao? Em nói cũng được ít lắm, nhưng mà bây giờ nói anh yêu em thì nói được gì? Đâu nói thử coi. Nòng ơi, hạt ai bò. Nói gì? Nòng ơi, hạt ai bò. Nòng đây. Nòng đây rồi đúng không? À, bây giờ nè. Mà đưa ra thử một cái quan điểm đi. Nếu như hai đứa giận nhau, cãi nhau đến kịch liệt luôn thì ai sẽ là người xin lỗi trước? Em thì chắc là em cũng chiều nhún trước ạ. Rồi xong rồi mình bớt nóng lại thì mình thử cái vấn đề đó là em đúng hay em sai, hoặc là bạn đứa kia sai, rồi mình phân tích tiếp. Nhưng mà nếu như em muốn là cái đó em đã đúng rồi thì anh phải nghe theo em thì anh sẽ làm sao? Thì nếu mà đúng thì chắc chắn là phải nghe theo em rồi. Tại vì em nghe người ta nói rằng khi yêu thì người ta thường mù quáng. Ví dụ như là bồ của mình nói là đó là con gà, tuy đó là con vịt thôi nhưng mà anh cũng tin là đó là con gà. Thì anh có làm điều đó không? Vấn đề khó trả lời quá. Tức là anh có chấp nhận đó là con gà hay không, hay là vẫn đinh đinh đó là con vịt cãi tới cùng? Thì tất nhiên là nó con vịt thì phải nói là con vịt rồi. Chứ không, bạn gái cũng thích nó con gà. Thì bạn gái nói con gà thì biết bạn gái nói con gà thôi. Nhưng bạn gái muốn thích em nói con gà. Thì em có nói không? Thì em nói con gà. Đó là trong tình yêu thôi. Còn khi mà đã về chung một nhà thì chuyện hơi khó. Tùy theo chuyện không? Vâng. Nhưng mà em có muốn người yêu em phải nghe em tuyệt đối như vậy hay không? À, dạ không ạ. Thôi bây giờ tiến tới hai đứa nắm tay nhau đi. Chúng tôi vừa tạo điều kiện nói chuyện, vừa tạo để cảm xúc nó đông đầy luôn trong cuộc nói chuyện này. Hai bạn có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau để cảm nhận cái nắm tay nó có ấm áp hay không? Nó có truyền một chút điện nào hay không? Tay lành lắm anh ơi. Tay bạn ấm lắm anh ạ. Rồi, hãy nói với nhau đi. Nói ra những cái lời mà mình đang suy nghĩ về người đối diện, mình mong muốn điều gì. Hôm nay thì lần đầu gặp thì nói chung là mình cũng chưa hiểu biết về gì nhiều. Hy vọng là sau chương trình mình hẹn hò thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Hy vọng là mối quan hệ của mình càng ngày càng phát triển xa hơn. Thực ra thì em cũng muốn cho mình một cơ hội, cho nên là đã tham gia chương trình này. Em cũng muốn hai bên nghiêm túc suy nghĩ có nên bắt đầu mối quan hệ này hay không. Được rồi. Rồi, chúng ta sẽ có 30 giây để suy nghĩ. Hãy kiểm tra lại con tim một lần nữa, xem nó có rung động chưa. Nó rung động thì bấm, không rung động thì không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Mình thua cô gái rồi đấy. Quay bấm trước. Đó. Nào nắm tay nhau đi. Hồi quá, hồi hộp quá. Bây giờ á là một nụ hôn đầu tiên để chứng minh rằng mình bấm nút từ trái tim của mình. Trúng không? Trúng rồi. Hả? Khổ mà. Trúng rồi. Thấy chưa trúng á. Làm lại, nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm.
nhẹ nhàng từ từ, nhẹ nhàng xây đắm nè, để nguyên, để nguyên hít vô. Chúc hai đứa sớm tìm được tiếng nói chung và sớm đến báo tin vui chúng tôi. Những chiếc vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc các bạn thành công. Còn em, lý do tại sao tặng bó hoa này cho cổ có ý nghĩa gì không? Bí hoa màu tím. Màu hoa là tượng trưng cho cái tình yêu. Màu tím đâu? Màu hoa màu lộn. Ờ đó coi, cái màu này ông bị mù màu cái hoa vậy mà ông nói màu tím tôi hết hồn, tôi lật ra coi màu tím đâu. Màu hồng. Đường đến trái tim em như một hàm số, cuốn vòng vèo như đồ thị hàm xinh. Anh lượng theo tọa độ của trái tim, mở khổ nghiệm có tình em trong đó. Rồi bây giờ mời hai bạn sẽ tự giới thiệu về bản thân của mình nha. Mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên Phạm Minh Dư, quê ở Ta Sơn Bình Định, sinh năm 1989. Hôm nay em đang làm cơ khí ở Đồng Nai. Ba mẹ là còn ở ngoài quê? Dạ, ba mẹ em còn ngoài quê. À, Tây Sơn Bình Định hả? Dạ. Biết cởi voi đi quyền gì không? Dạ. Ờ, cái đó của phụ nữ. Dạ. Biết võ gì không? Quên hết rồi chị ạ. Quên hết rồi, à là có biết hả? Mình có thường hay về thăm quê không em? Dạ, Tết em về một lần. Tết về một lần? Dạ. Rồi, ok. Mời em gái. Dạ, em là Nguyễn Ngọc Hồng Thấm. Em 25 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên văn phòng. Em đang ở Hồ Chí Minh, nhưng mà quê em là ở Bình Định, ở Tuy Phước. Ủa, hai bạn hỏi thăm nhau có ở gần nhau ngoài quê không? Dù khi bà con à? Dạ, Tuy Phước xa hơn Bình Định, Tây Sơn nhiều. Chỗ em Tây Sơn xuống với Tuy Phước 50 cây số nữa. 50 cây số đi cũng 1 tiếng đồng hồ gì đâu, xa hơn. Có hay về quê không em? Dạ có, một năm em về 2-3 lần. Người ta người gái người ta năm về 2-3 lần, mình trai bởi vậy không có hiếu không về thăm ba mẹ. Năm về có 1 lần. Tết năm nay hai bạn rủ nhau về chung được không? Dạ chắc được. Mình ghé thăm nhà bạn gái trước rồi mình về nhà mình sau, hợp lý không? Dạ rất chi hợp lý. Rất chi hợp lý luôn. À, hiện tại mình làm việc trong này là mình ở đâu? Dạ em ở quận 12. Rồi biết lên tới quận 12 là bao lâu không? Dạ lâu. Năm mươi mấy cây á. Đó, 50 mấy cây. Hồi nãy ở quê ổng 5 mấy cây mà ổng nói xong quá à. Ở đây 5 mấy cây rồi, vậy yêu nhau sao đây? Tuần em lên 1 lần, 2 lần. Xa quá mà đi tuần đi 2 lần đi nổi không? Cách nói chị. Cách nói chị. Yêu với lại tình yêu bây giờ sướng lắm, có công nghệ hỗ trợ mà đúng không? Ngày ngày nói chuyện rồi nhìn mặt nhau cũng đỡ nhớ. Tuần lên thăm 1 lần, 2 lần được rồi. Em có ngại yêu xa không? Dạ không chị. 1 tuần gặp 1-2 lần là được rồi.
Gặp nhiều quá mau chán phải không? Dạ không, em không thích người yêu của mình gặp nhau nhiều quá. Sao vậy? Gặp nhau mới hiểu nhau, mới nhanh chóng tìm hiểu rõ, mới tiến tới hôn nhân được chứ. Em không thích kiểu hơi dính nhau, em không thích. Nhưng mà em nghĩ trong một mối quan hệ mình tìm hiểu bao lâu mình mới tính tới chuyện hôn nhân? Dạ em định năm sau cưới. Em thấy sao? Em thấy hợp lý. Nhưng mình đã sẵn sàng những cái gì cho hôn nhân chưa? Dạ cũng có chút rồi, cũng có đủ cho được đám cưới. Đủ đám cưới không? Dạ đủ ạ. Rồi hiện giờ ai giữ? Chị giữ hả? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em cảm thấy thật sự là em cảm thấy em rất là tự ti. Em không được xinh, rồi dáng không được cao, không hát, không biết hát, không nấu ăn giỏi, em cũng không biết đàn, em còn không giỏi ngoại ngữ. Cho nên em cảm thấy em hơi tự ti về bản thân. Nhưng mà em rất là dễ tính, nói chung là bạn bè nói sao cũng được hết. Rồi em không có kiểu nhõng nhẽo hay mè nheo người yêu. Em cũng không có kiểu quản lý hay là thích dính lấy người yêu của mình. Em rất là dễ chịu nên người yêu rất là nó tự do thoải mái. Mặc dù em nấu ăn không giỏi nhưng mà em rất là thích nấu ăn cho người yêu mình hoặc là nấu ăn cho gia đình. Em thích làm bánh hay làm kem, làm sữa chua này nọ cho gia đình ăn. Thế là thay quá rồi, tự kể vô kể nguyên một loạt cái điểm yếu nghe hết hồn. Còn điểm mạnh gì nữa không? Em nghĩ là em biết quan tâm người khác. Chỉ cần, thật ra đàn bà đâu cần giỏi lắm đâu. Giỏi lắm là ế giống như chị Tường đó, không cần thiết. Đàn bà chỉ cần yêu thương chồng, chăm sóc chồng, ngọt ngào, dịu dàng là được rồi. Em có mấy cái đó không? Dạ em nghĩ em có. Đó, vậy là tuyệt vời rồi. Ta nói yểu điệu thục nữ, quân tử mới hiếu cầu. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em điểm mạnh thì rất thích chơi thể thao, cũng biết nấu ăn chút chút. Công việc với bạn bè cũng nhiệt tình, rất nhanh hòa đồng với người lớn rồi. Rồi, đó là điểm mạnh. Dạ. Điểm yếu, nóng tính. Dạ. Lúc nóng tính thì em sẽ làm gì? Thường thì ai sẽ làm em nóng tính? Cảm giác mình bỏ đi một lúc mình quay lại. Vậy thôi hả? Vậy thì cũng đâu có gì đâu. Trong công việc có lúc mình áp lực thì mình cũng phải lớn tiếng chút xíu. Vấn đề mình biết kiềm chế. Dạ em biết kiềm chế lắm. Có kiềm chế không? Dạ có. Có cái nào nóng quá quýnh ai chưa? Dạ chưa. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Không có mối tình nào chính thức hết cả. Toàn là mới quen được thời gian là tự nhiên đi ly, đi lấy chồng hết. Rồi sao ông mát tay dữ vậy? Quen ai tự ta đi lấy chồng hết trơn luôn hả? Mấy bạn em nó nói em là thằng mát tay. Cô này cô muốn lấy chồng năm sau cô lấy đó, em quen giùm cổ rồi năm sau cô đi lấy chồng giùm nha. Được không? Lát em được rồi. Lát em được rồi. Để em thì em phải làm sao cho người ta cảm thấy là tình yêu nó chín mùi, đủ sự tự tin rồi, đủ sự để cho người ta yên tâm, người ta nương tựa, người ta mới lấy em. Có tìm hiểu là lý do tại sao mà mình không quen ai được lâu không? Chắc là một phần em cũng nhát rồi. Nhát quá. Luôn em tối gì hết. Nhưng mà những mối quan hệ đó nó thân mật đến mức độ nào rồi? Chưa. Nắm tay chưa? Dạ có. Hôn chưa? Quên cảm giác ra chị. Quên cảm giác đó là sao? Cũng quen mà lâu quá rồi. Đi người ta lấy chồng mất, còn quên mất rồi. Trời đất ơi, là coi như lâu lắm rồi không có được hôn, giờ quên cảm giác hôn luôn. Dạ. Rồi biết hôn không? Biết. Mình có nhớ nụ hôn đầu của mình là từ lúc nào không? Còn quên mất rồi, lâu quá. Cái gì cũng quên hết trơn vậy trời. Mình thích nam hay nữ mình nhớ không? À, thích nữ chị. Ủa sao cái đó không quên? Phụ nữ giờ người ta không có thích đàn ông mà mày nhát quá đâu. Thời buổi công nghệ, nhịp sống rất là nhanh đó. Người ta nói là lấy vợ phải lấy liền tay chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Em chậm quá rồi, người khác đi ngang quốc có tiêu còn đâu nữa. Đúng không? Nhưng bây giờ người ta thương em, ta đầu tiên ta thích em đó. Thấy em chân thành, hiền lành đó. Rồi người ta quen với em. Mà cứ em cứ sầu quần hoài, em không có vô gì trọng tâm hết trơn. Không tấn công, không tìm hiểu, không quan tâm, không nói chuyện. Cái anh khác anh vô anh đến tới sau mà anh quốc cái đi mất tiêu rồi còn đâu nữa. Rồi còn em, mình trải qua mấy mối tình rồi cưng? Em hai mối tình. Mối tình đầu tiên á là thời còn đi học cấp 3. Còn mối tình mới đây là chia tay cũng hơn năm, gần 2 năm. Mối tình gần đây là vì người ta học chung lớp với em thời ở Sài Gòn này, xong rồi tại vì em thấy người ta rất là thương em mà lúc đó em cũng không có thấy thương ai hết nên là cái sự cảm động khiến em đồng ý là người yêu của người đó. Xong nhưng mà khi mà chấp nhận lời yêu rồi thì em phát hiện đó là một quyết định sai lầm. Tại vì một khi đã không có tình cảm rồi mà yêu nhau, với lại ảnh rất là ghen, lúc nào cũng muốn kiểm soát hết cho nên là em không thể chấp nhận được. Tinh thần trước mắt là thấy là tạm ổn. Dạ. Nha. Còn cái chuyện mà hồi nữa tính sao? Dạ. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn trai lớn tuổi hơn em. Rồi có hơn 5 tuổi được chưa? Dạ được. Rồi. Cao hơn em cái tầm 1m7 trở lên thì được. Được, này 1m7 không? Dạ, 1m6. Nhưng mà tướng tá đồ cũng vừa vặn, hợp lý, được.
Dạ, em thích con trai có tính kiếm của mình, đừng có phụ thuộc vào người khác. Em muốn người con trai có công việc ổn định, làm có thể gần em. Mặc dù ảnh ở Đồng Nai có thể là hơi xa một xíu, nhưng mà chịu khó chạy lên thăm em cũng được. Thì đó, anh nói 1 tuần lên là 2 lần đó. Dạ, em muốn người con trai biết tôn trọng cha mẹ hai bên mà tôn trọng người khác nữa. Còn những cái điểm xấu như là hút thuốc thì em không thích, nhưng mà em vẫn có thể chấp nhận được. Cô cũng rất là dễ chịu đó. Sau này em tỉnh sẽ lập nghiệp, sinh sống là lập nghiệp ở đâu? Nơi nào mà phù hợp với công việc của hai người thì nên nơi đó sẽ lập nghiệp rồi. Cái đó là cũng một cái ý kiến hay. Mình cũng không cần quá cứng nhắc là tôi phải ở thành phố, tôi phải ở quê, tôi phải ở đâu. Tại các bạn còn trẻ, mình còn sanh con đẻ cái nữa. Nơi nào kiếm tiền được thì mình ở thôi. Dạ. Thế em có ngại lấy chồng phải đi theo chồng không? Dạ không chị. Còn em, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Ưa nhìn, không có xăm chỗ tóc vàng quá nhiều. Phải biết kính trên nhường dưới, tôn trọng hai bên. Biết nấu ăn nữa là đó, thì cô nói cô rất thích nấu ăn, có điều cô nấu không có ngon. Vợ nấu sao ăn vậy nha không? Chiều cao chỉ trên 1m55 là được rồi. Rồi, số đo 3 vòng. Rồi thôi, đừng có mập quá. Chị nấu có dễ nhìn. Biết giờ số đo 3 vòng của phụ nữ như thế nào là lý tưởng không? Thì em không biết. Ông hiền quá ông ơi. Ông đi coi mấy chương trình thi hoa hậu người ta đọc 90, 60, 90 rồi đó. Phải hoa hậu khác chị ơi. Bạn gái thì mình kiếm vợ như thế nào là đẹp? Chị dễ nhìn ra ngoài, người ta nhìn thấy dễ thương là được rồi. Chứ còn mà đẹp quá, đừng có xấu quá, khỏi coi. Coi vậy chứ dễ mà khó, khó mà dễ rồi nha. Đâu chị coi coi. Rồi tìm đi, có ảnh ở trong á. Em đây, hai tấm hình này cũng có cổ ở trong luôn đó, tìm đi. Mình có thể cho nhau một cái gợi ý đi. Em có thể nói cho anh nghe một cái gợi ý để anh tìm ra em coi nè. Dạ, tóc em dài màu đen. Tóc dài màu đen, tóc ai cũng dài hết nghe cưng. Rồi bên đây, cho cổ cái gợi ý cô kiếm em nè. Đừng nói có hai mắt. Mắt một mí. Mắt một mí, như hai anh một mí luôn phải không? Dạ, em nhìn vô là em thấy em biết rồi chị. Đâu? Bên này. Tại sao em đoán anh đó? Thứ nhất là nhìn vào độ tuổi cảm giác, với lại nhìn hai bức hình em đoán. Hay quá, còn em? Rồi bên đây là cô nào? Đây. Hay dữ ta. Rồi bây giờ các bạn hãy cầm tấm hình của mình đi nha. Tường sẽ mở cửa trái tim này ra và chúng ta kiểm tra xem chúng ta đã đoán đúng cái người ngồi bên cái cửa trái tim bên kia hay không. Xin mời các bạn. Hay à, cặp đôi này rất là nhanh chóng nha. Chào em. Hay quá ha, chúc mừng ha. Sao mà nhìn tấm hình mà đoán được liền hai bạn đó, hay quá vậy. Vậy là có duyên rồi đó. Dạ, cũng có, coi như là có duyên. Có duyên rồi, có tặng quà nhau không? Dạ có, để em có chuẩn bị một món quà tặng anh. Có quà. Dạ, em cảm ơn. Em tặng cho anh đây là móc khóa. Đây là móc khóa cặp. Em tặng cho anh cả hai luôn. Đỡ, ví dụ như sau này mà chúng ta thành một đôi á, thì anh tặng lại cho em một con. Còn nếu mà chúng ta không có duyên thì coi như đây là quà em tặng cho anh và người yêu tương lai của anh. Trời ơi. Cảm ơn em. Dạ. Em cảm ơn. Thấy món quà người ta có ý nghĩa không? Em có cảm nhận như thế nào về món quà của cổ? Một cặp, rồi đi đâu nó là thấy nhớ nhau. Em cảm thấy món quà là như thế nào? Rất ý nghĩa chị. Còn em, lý do tại sao tặng bó hoa này cho cổ có ý nghĩa gì không? Lý hoa màu tím. Màu hồng là tượng trưng cho cái tình yêu. Màu tím đâu? Màu hồng lộn. Trời đất ơi, cái màu này ông bị mù màu cái hoa vậy mà ông nói màu tím tôi hết hồn, tôi lật ra coi màu tím đâu. Màu hồng. Tới giờ tặng hoa cho nhiều người chưa? Dạ chưa. Ít khi em tặng hoa người khác, gái nó không có dịp, nó trúng được dịp mà ngày lỡ này nọ là nó không có đúng tới cái lật hoa. Sinh nhật thì nói được có còn lâu lắm rồi. Từ khi mà 4 năm nay là không có tặng ai. Coi như em cũng may mắn lắm mới nhận được bó hoa của ảnh đó. Dạ. Kéo cái cánh cửa này ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau là gì? Em gái. Em không biết tính cách như thế nào tại vì chưa gặp, nhưng mà nhìn vẻ bề ngoài thì em cảm thấy anh rất là chững chạc và trưởng thành. Còn em? Cô hai rất dễ thương. Cười hiếp cô mắt luôn ha. Nhưng mà phải tự tin lên nha. Đầu tiên là người ta thấy ấn tượng tốt về mình á, nhưng khi tiếp cận mình nhát quá là người ta lại chán đó nha. Dạ. Yeah. Nha. Dạ. Yeah.
Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn rất là ngon, rất là đặc biệt và trang trí rất là bắt mắt của nhà hàng Bao Điểm Sắm. Đây là món bánh bao xá xíu nướng nè, món hủ ki tôm hấp dầu hào và bánh bột củ cải chiên trứng. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Dạ. Rồi một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Hãy em nghe. Dạ anh biết ngã tư ga không? Nghe quen, chưa đi. Thế nếu mà anh gặp em thì anh sẽ được đi ngã tư ga. Có thể chút nữa anh đi luôn. Chút nữa. Hoặc là đi ra đường đó thì anh cũng về đường Đồng Nai. Về được. Anh đi qua quận 12 về Đồng Nai à? Còn đường Linh Xuân á. Dạ em không biết ở đó. Tại vì em ít đi chơi lắm. Em chỉ ở đâu thì em biết ở đó thôi. Thì chút mà dẫn anh đi thì anh biết à. Biết đâu được. Anh thấy tuổi của anh 89 giờ cũng hơi lớn rồi, nhưng mà vẫn đâu có lớn tuổi lắm. Là đối với con trai thì Lai Lâm 40 tuổi vẫn cưới vợ được mà. Dạ, đúng rồi, nhưng mà ba mẹ thì cũng lớn rồi mà cũng muốn cho con cái nó xong hết rồi. À, em làm á thì em làm từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật em nghỉ. Nhật anh được nghỉ mà. Dạ, nếu mà gặp nhau, nếu mà có duyên quen nhau thì có thể hẹn vào nhau vào thứ chủ nhật được. Lúc có thể thì thứ bảy lên sớm. Chiều thứ bảy lên sớm, chủ nhật mình khỏi phải lên chờ đợi nữa. Tại sao lại lên chờ đợi ạ? À, đi đường xa, chứ đó lên tới đây là 8-9 giờ rồi. 9 giờ cũng có thể đi chơi đâu đó được. Dạ. Còn nếu mà em thích thì chủ nhật lên thì sáng đi sớm. Cái đó thì sau này mình quen nhau thì mình sẽ bàn tiếp chuyện đi chơi ha. Sao, ngon không? Rất là ngon không hả? Dạ, rồi rất là ngon, mình sẽ thưởng thức ha. Nãy giờ bạn này có chủ động không? Dạ em cảm thấy em chủ động nhiều hơn. Trời. Giờ biết cô thích hẹn hò như thế nào không? Bây giờ giả tỷ bấm nút nè, bây giờ hẹn hò đầu tiên là hẹn hò như thế nào, ở đâu? Em là thích đi xem phim hay là đi du lịch nào đó không? Tất nhiên là thích đi xem phim với người yêu rồi, ai người con gái nào cũng vậy hết. Đây là những câu hỏi của chương trình. Mời các bạn hãy bóc một lá bài và đọc lên yêu cầu trong này để mình thực hiện trong nó nha. Dạ. Rồi, mời em. Bạn hôn người yêu lần đầu năm bao nhiêu tuổi? Cảm giác lúc đó và kinh nghiệm hôn của bạn là gì? Hôn người yêu lần đầu thì em quen người yêu của em năm lớp 11. Nhưng mà mãi đến lớp 12 mới hôn. Tại vì lúc đó tình yêu nó còn ngây thơ trong sáng, kiểu như không biết gì hết chị. Cho nên là lúc hôn thì cảm giác đầu tiên nên hôn là hơi bất ngờ một chút xíu, cũng hơi ngại. Mà em cũng kinh nghiệm hôn thì tụi em chỉ có hôn bình thường thôi, không có hôn sâu hay là có kinh nghiệm gì hết chứ. Cổ thiệt tình vậy, thấy người ta miêu tả chi tiết dễ sợ không? Rồi bây giờ có nhớ được cái cảm giác của nụ hôn đó nữa không? Dạ, cảm giác thì nó rất là bất ngờ, với lại cảm thấy rất là ngại ngùng. Hôn rất là nhanh rồi đi luôn. Ai là người chủ động? Là người yêu của em. À, người yêu của em chủ động. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Bạn chú ý tới phần nào trên cơ thể phụ nữ? Gặp nhỏ đã nhát rồi, hỏi nhỏ ngay câu quan nghiệt ghê vậy. Hoặc người đàn ông trong lần đầu tiên gặp mặt. Rồi. Em chú ý phần nào của người phụ nữ ngay lần đầu tiên gặp mặt? Gương mặt. Lý do tại sao chú ý đến gương mặt? Thường người ta phải chú ý đến cái body. Chú ý đến cái body. Không, ánh mắt là cái cửa sổ tâm hồn, người ta nhìn vào thấy người ta yêu từ một ánh mắt và cái nụ cười. Rồi bây giờ em nhìn cô này thì ánh mắt và nụ cười như thế nào? Rất chi là xinh. Rất chi là xinh, rất chi là hợp lý, rất chi là xinh. Chính vì vậy tôi bonus thêm một tấm nữa. Câu hỏi hóc búa nữa. Gì đâu hóc búa. Bạn nghĩ đêm tân hôn gì vậy? Bạn nghĩ đêm tân hôn quan trọng không? Ai sẽ là người chủ động theo bạn? Suy nghĩ dữ vậy? Đêm tân hôn là phải quan trọng rồi. Ừ, vậy có đâu suy nghĩ dữ vậy? Ai là người sẽ chủ động? Quan trọng là quan trọng như thế nào? Em là người chủ động. Em là người chủ động. Mà nó quan trọng như thế nào đối với em? Cái này cũng hay. Rất chi là hợp lý. Rồi, giờ giải thích cho tôi coi, đêm tân hôn làm gì, cầm cái gì coi hoài vậy? Nam chủ động chứ. Nam chủ động chứ, mà mình phải biết làm gì mình mới chủ động được chứ, đúng không? Chị Tường nói đúng không? Dạ. Chị Tường nói hợp lý không? Hợp lý. Rất ư chi là hợp lý. Chắc là họ ép hỏi nên nó xỉu quá.
Thế theo như em gái thì đêm tân hôn có quan trọng hay không? Dạ, tất nhiên là quan trọng. Nếu như đêm tân hôn đặt trường hợp người chồng em bị động, không có chủ động thì em phải làm sao? Đi ngủ. Rồi sao nữa? Đi ngủ thôi. Để cho anh tự thức tỉnh đi phải không? Chừng nào anh chủ động thì chủ động, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, em không thích là người chủ động. Dạ. Rồi, tôi nghi cặp đôi này đêm tân hôn ngủ quá. Có món quà gì tặng cho cổ không? Thì em biết hát, hát vô lắm, còn đẹp thơ. Ồ, vậy làm thơ. Sưu tầm rồi, miễn đọc nghe rồi, thuộc được rồi. Mời em. Đường đến trái tim em như một hàm số, cuốn vòng vèo như đồ thị hàm sinh. Anh lượn theo tọa độ của trái tim, mở khổ nghiệm có tình em trong đó. Diềm mi mịn màng như một gấp âm pha, tóc em dài như định lý buông nha, môi em đường tròn hàm số cốt. Em ơi đừng nói anh là đồ ngốc. Sinh nhật em, anh tặng trái cầu xoay và đơm Noel hình chất cục trên tay. Anh dâng cho em cả trái tim phổ thức. Mãi mãi em ơi, phương trình mẫu mực. Em là nghiệm duy nhất của đời anh. Trời ơi là trời. Thơ tỏ tình cầu hôn thì 1 tỷ bài thơ. Ông chọn chi bài thơ có toán học rồi vô nghe nó rối. Tôi ghét môn toán muốn chết. Tôi học dốt mà tôi nghe bài thơ của ông tôi mệt ghê luôn. Bởi vì dân cơ khí chán ghê luôn. Khô khan quá, không có cảm xúc, không có tình cảm gì chưa vậy. Lãng mạn xíu của ông. Cố gắng quan tâm đến cổ nhiều chút xíu nha. Dạ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Tường đã dành cho hai bạn rất nhiều cơ hội. Bây giờ sau 3 tiếng đếm của dì Tường, nếu hai bạn đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thì chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý ta lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Hỏi đủ cô bấm nút rồi sao? Phải tiếp. Nhưng bây giờ vui đi vì cô bấm rồi. Cười tươi lên. Nắm tay nhau đi nè. Và bây giờ là nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Giờ sao ai chủ động? Dạ em. Còn làm đi, còn chờ gì nữa. Không. Dạ. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nói chứ dạ, cặp đôi này dễ thương lắm. Cố gắng nha, ảnh có nhát quá thì em cũng khơi khơi cho ảnh chút xíu. Thật vui vui cho ảnh nha. Dạ. Đây, xin gửi tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim nè, đi xem phim nè tại hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây, gửi tặng em một món quà của chương trình nè, để làm đẹp. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Rồi, Cát Tường xin chào quý vị và bữa nay thì hoàn thành vai trò của bà Mai rồi ha quý vị ha. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trồng trọt đồ, để nuôi heo đồ. Em làm luôn. Dạ. Bơ, sầu riêng. Wow. Cà tiêu đều. Quá dữ, giỏi dữ vậy ta. Mặc đồ này đúng tài nguyên rồi đó. Nhưng mà người ở trên Tây Nguyên là trên núi đúng không? Là người ta nói lớn lắm. Người ta nói tiếng vọng qua núi đồi. Em ơi! Trời ơi, sao nói chuyện nhỏ xíu vậy? Tại vì là đang còn rung quá. Nhất thứ hai là con tim đang chưa rối động gì cả. Chưa có rối động là nó nhỏ hả? Còn rối động mới nói lớn hả? À, vậy là lát mở cửa trái tim ra gặp cô này mà nếu rối động thì mới nói lớn. Vì ngoài bề trong thì nặng, khó nhọc quá thì mình lo cho bạn thôi. Bạn này có thể có vẻ trái tim hơi rung động rồi. Nhìn thẳng vô mặt bạn gái, không có nhìn nó xuống dưới nữa. Tự tin không? Và bây giờ trước khi đến phần ẩm thực, chúng ta sẽ đến với hai người chơi ngày hôm nay. Chàng trai đã ngồi đây từ nãy giờ rồi. Bây giờ các đường sẽ ra ngoài và đưa bạn gái vào. Và chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Đây, đây, đây. Rồi, ngồi vô. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Xinh quá, quá xinh. Chào em. Trời ơi, hôm nay bảnh quá ta. Giới thiệu một cái đi nè, mình tên gì nè? Là tên là Nguyễn Viết Anh, sinh năm 91, quê thì ở Gia Nghĩa, Đắk Nông. Đầu tiên chủ yếu là đi chạy xe, còn thứ hai ở nhà làm vườn bán trái cây rồi. Làm vườn là làm cái gì? Là làm vườn, nghĩa là trồng trọt đồ, để nuôi heo đồ. Em làm luôn? Dạ. Bơ, sầu riêng. Wow. Cà tiêu đều.
quá dữ, giỏi dữ vậy ta. Hôm nay tại sao chọn bộ đồ đẹp quá vậy, ấn tượng quá vậy, lý do? Ở trên đó thì của Tây Nguyên, phong cách đẹp. À, biết mình là dân Tây Nguyên đúng không? Mà nó nghe nè, một cái này hơi sai. Mặc bộ đồ này đúng Tây Nguyên rồi đó. Nhưng mà người ở trên Tây Nguyên là trên núi đúng không? Là người ta nói lớn lắm. Người ta nói tiếng vọng qua núi đồi, em ơi! Trời ơi, sao nói chuyện nhỏ xíu vậy? Tại vì là nó còn rung quá, nhất thứ hai là con tim đang chưa rối động gì cả. Chưa có rối động là nó nhỏ hả? Còn rối động mới nói lớn hả? À, vậy là lát mở cửa trái tim ra gặp cô này mà nếu rối động thì mới nói lớn. Rồi, chào em gái, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nam bên kia. Dạ, em tên là Phạm Thị Thanh Nga. Em sinh năm 1990. Em đang sống và làm việc ở Đắk Lắk ạ. Em là nhân viên hành chính văn phòng ạ. Mình ở chỗ nào? Hai bạn trao đổi xíu coi có gần nhau không? Bên đó bạn ở chỗ nào nhỉ? Thị trấn EK. Mình thì ở Giang Nghĩa, gần công an tỉnh á. Mình chưa đi qua Giang Nghĩa. Biết chỗ đó không? Cách nhau cỡ khoảng bao nhiêu? 200 cây ạ, xa. Trời, trong cùng Đắk Lắk luôn mà xa vậy đó hả? Dạ. Hiện tại mình đang sống với ai cơ? Và hiện tại bây giờ thì em đang ở cùng với mẹ. Bên đây nói chuyện lớn hơn em nè, to rõ hơn em nè, ta đúng dân miền núi rồi đó. Bây giờ bạn gái lớn hơn mình 1 tuổi, có ngại gì không? Tuổi tác thì không quan trọng, chủ yếu là cái người đó có về lo lắng bên gia đình với có chịu bên này hay không thôi. Giờ muốn là người ta làm dâu hay là muốn là đi ở rể? Thì tùy bên đó thôi. Rồi nếu đi rồi ai trồng cây, ai trồng, ai buôn chắc bán trái cây? Cái đó là thì ở nhà thì bố mẹ lo rồi. Rồi thì mình hỏi trước vậy đi cho nó thoải mái, cho các bạn dễ trò chuyện ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em là người ưa sạch sẽ, ngăn nắp. Em rất thích làm những cái loại bánh, thích làm những cái loại bánh lạ để cho mọi người trong gia đình có thể thưởng thức. Điểm yếu của em là chưa được quyết đoán, hay quên. Có thể là vừa mới nói xong, có thể là đã quên luôn rồi. Trời ơi, rồi trong công việc thì sao? Có những cái mình bắt buộc phải nhớ thì mình sẽ làm những cái tờ giấy note hoặc là mình phải ghi lại trong sổ tay. Bên này khí hậu trên núi trong lành, bởi vậy da dẻ rất là đẹp, má ửng hồng. Bên đây sao cũng trên núi mà đen dữ. Do làm nhiều quá. Cũng cùng trên núi xuống mà sao ngược quá. Em xuống đây hồi nào? Em xuống 8 giờ tối. À, hôm qua, xuống hôm qua. Còn em xuống đây hồi nào? Dạ, em cũng đi tối hôm qua. Rồi, vậy là cũng cùng với nhau ha. Mấy đầu hồi mình về chung với nhau cho nó vui. Rồi tình trường sao nè? Cũng được một mối tình và cũng chia tay được 2 năm rồi. Có một mối tình à? Dạ. Quen cũng được 1 năm. Em thì đi chạy xe, còn là tài xế. Không chăm sóc được người ta rồi thì người ta có mối tình người khác thì người ta đến thôi. Rồi, còn bạn gái? Em thì trải qua được 2 mối tình ạ. Lâu nhất thì kéo dài được khoảng hơn 2 năm. Lý do chia tay thì em nghĩ là một phần là cũng do em cũng chưa được quan tâm, cũng chưa được hiểu bạn nam ý nhiều, dẫn đến là những cái xích mích không đáng có. Mối tình sau này thì một phần là cũng do khoảng cách. Khoảng cách là sao? Em ở đâu? Anh ở đâu? Trước khi chuyển về Đắk Lắk thì có một thời gian em sống và làm việc ở Hà Nội. Và sau này về một số lý do gia đình nên là em chuyển vào trong Nam. Vậy thấy xinh quá mà, tại sao không ai đeo đuổi? Vì cái công việc em cũng mới bắt đầu lại từ đầu. Một phần là do em cũng bận quá nên là cũng không đi chơi hay hẹn hò được nhiều chị ạ. Rồi bây giờ thí dụ có bạn trai rồi, mình có sắp xếp thời gian để dành cho bạn trai để tìm hiểu nhau để mà tiến tới hôn nhân được không? Dạ, bây giờ là thật sự là rất là muốn tiến tới hôn nhân rồi. Rất là nên muốn. Nên là cũng muốn tạo điều kiện cho cả bản thân mình với lại bạn nam nữa. Rồi bạn trai mà nhỏ hơn mình tuổi thì em có ngại gì không? Dạ, nếu như mà nhỏ hơn nhiều quá thì mới ngại, chứ 1 tuổi thì chắc là cũng không sao vấn đề cả. Gì ha. Dạ. Nhiều cũng không vấn đề nữa, anh tôi thích hay không thích thôi, mà thích rồi là không có vấn đề, không thích thì đủ cả vấn đề. Dạ, đúng không? Đã không thích rồi cỡ nào cũng có vấn đề hết trơn á. À, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một mẫu bạn trai là một người quyết đoán, chăm lo cho gia đình và có chí tiến thủ, cao hơn em chắc tầm khoảng 1m7 trở lên. Dạ. Cao được nhiêu cưng? 1m75. 1m75. Wow, dữ rồi. Chỉ như vậy là được rồi ạ. Chỉ cần cao thôi. Dạ. Rồi tóc tai, rồi quần áo, mặt mày không cần thiết. Nếu như mà mập mạp một chút thì càng tốt. Lần này cũng không được mập. Có gì thì cả hai sẽ về. Làm bánh cho anh ăn. Đó, cần làm bánh cho anh ăn là ok. Rồi bên đây, mình mong muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai là người như thế nào? Cao 1m58 trở lên. Có luôn. Biết chăm sóc gia đình cả hai bên. Hai bên gia đình thì phải lo lắng, rồi cũng phải biết chia sẻ. Chị thấy bên này tuy rằng nhỏ tuổi hơn một xíu nhưng mà thấy rất là chững chạc, rất là đầm tính. Em có đem hình ảnh gì của em theo không? À, cho chị coi.
Trời ơi, cái hình gì mà đông người quá vậy rồi sao ta kiếm ra? Trời ơi, kiếm ra được, tôi khen hay luôn á. Cho người ta một cái gợi ý đi nè. Ừ, đang ngồi hay như thế nào đó? Đang ngồi, trời ơi, có ba anh ngồi hà rồi, kiếm đi. Ngồi đầu tiên. Quá dễ. Tìm cô ấy đi, cho người ta một cái gợi ý rồi nè. Em khá là gần màn hình. Trời ơi, khá gần màn hình. Khá gần màn hình, hai ba cô gần màn hình luôn. Rồi, tìm đi. Theo cái giác quan của mình, trực giác của mình xem ngày hôm nay mình đang ngồi đối diện với anh chàng nào đây. Đâu, em đoán ai? Dạ, em đoán anh này ạ. Lý do? Anh nghĩ là một trong ba anh ngồi ở bên dưới. Ừ. Em nghĩ là người ở giữa thì cái khả năng phần trăm đúng nó cao hơn. Em cảm nhận như vậy thôi ạ. Em xác định là anh ở bên này. Tại sao chọn cô đó? Tại vì là chắc có lẽ người chụp hình thế nào rồi chắc đứng trước sao. Ok, bây giờ chúng ta đã dự đoán được cái người ngồi đối diện với mình rồi ha. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn xem cái phần dự đoán của mình hôm nay có chuẩn xác hay không nha. Đúng không em? Dạ đúng. Em đúng hả? Dạ. Em là ngồi chính giữa đúng không cưng? Hay quá, người ta phụ nữ ta nhạy cảm hơn, đoán cái trúng liền. Đâu, cổ đâu? Bạn là một tay. Nhìn kỹ cổ coi. Trời ơi. Bên này. Trời ơi, ông này chán ông ghê luôn á. Tại vì không biết được. Vẫn nhìn ở ngoài đẹp hơn là trong hình. Ngoài đẹp hơn trong hình. Rồi, cảm xúc dạ, đầu tiên cảm ơn. Của hai bạn khi mà mở cửa để tìm này ra thì cảm xúc của mình như thế nào? Mình thấy bạn ở trong này với ở ngoài là mình thấy bạn thì ngoài xinh gái hơn và chững chạc hơn. Này sao đây? Trước khi vô câu chuyện người ta nói là họ đứng lên cao 1m75 cho người ta thấy đàng hoàng, thấy không? Ôi hai người này cao dữ. Giờ mình thả ra luôn rồi. Cái này là trái cây nhà chồng hết đấy hả? Dạ. Có phun thuốc không? Dạ không. Trời ơi còn qua 8 lớp bịch ni lông nữa. Ủa? Đây là tiêu. Trời ơi, tặng qua cho cổ thì đưa qua cho cổ đi. Đây là tiêu bạn nam mới vừa tặng cho trời em ạ. Trời ơi, tiêu đừng nói tặng điều nữa nha. Tiêu này không được, về nấu mấy món lẩu, gà ác đồ này kia đó ha. Tiêu xanh này bỏ vô ngon lắm. Tại vì gần Tết đó, thì cỏ này đúng một chân mới hấp dẫn. Xoài, trời ơi, chảy nước miếng luôn à trời. Trời ơi, tôi tưởng đâu là ngày, mình... ngày đầu tiên đến gặp mặt thì mình cũng có món quà bạn. À vậy được rồi. Rồi ngồi xuống nha hai bạn. Rồi. Như bạn là làm khoảng vào ngày thứ mấy hoặc như nào? Mình thì là một tháng sẽ được nghỉ 4 ngày. Không bắt buộc là vào thứ bảy chủ nhật. Dạ. Dự nghỉ 4 ngày, một lượt 4 ngày luôn được không? Dạ được ạ. Có nghĩa là một tháng là 4 ngày phép, muốn nghỉ ngày nào thì mình cứ xin trước. Đúng rồi ạ. Vậy cũng được, dễ tiện. Nhiều khi hẹn đi chơi đâu lâu lâu xa xa mình đi hơi 4 ngày luôn cũng được. Ở dưới AK thì mình có bà chị ở dưới đó, cũng dễ mình qua ghé qua ghé lại cũng được. Thế thì tiện cho việc đi lại với lại ở chơi hơn. Nhưng mà ví dụ như bạn mà rảnh thì mình bạn xuống dưới mình đi chơi được hay là như thế nào? Cái này thì mình nghĩ là do cả hai sẽ tự thỏa thuận sắp xếp với nhau. Có nghĩa thì mình chưa xuống bao giờ cả. Thì cũng hơi khó để trả lời. Là bạn trai phải tới chỗ bạn trai gái chơi trước. Rồi khi nào mà yêu nhau lâu mà này kia rồi lúc đó đó thì bạn gái người ta mới biết là mình mới đưa bạn gái về nhà mình chơi, về quê mình chơi. Rồi khi nào người ta nhớ quá là mình bận mình không đi thăm người ta được, ta sẽ thăm mình. Còn đầu tiên lúc mà hẹn hò thì bạn trai phải qua đón bạn gái chứ. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thân gái dặm trường đường xá xa xôi một mình ta chưa đi sao ta biết đường đi? Không phải là em nói là bên đó muốn đi thì em xuống em dẫn xuống nhà chơi có được không? Được chứ, thì quen nha, ăn thua tình cảm thôi. Đúng không em? Dạ. Rồi dạ dạ nhanh lắm. Thôi bây giờ chị Tường để cho các bạn ít phút để hai bạn trò chuyện riêng với nhau. Nhiều khi chị Tường ngồi đây hơi ngại ha. Mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Mr. Light. Các tôi xin mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô và bánh xếp hẹ chiên, dầu cháo quẩy nhồi tôm chiên giòn. Những món ăn rất là ngon của nhà hàng Mr. Light, vừa ăn vừa tâm sự với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Tự nhiên nha, ngon miệng nha cưng. Dạ. Ăn đi, ăn đi. Mình mời bạn nhé. Mời bạn thôi, ăn trước em. Vậy là nhà mình là có mấy anh chị em nhỉ?
Nhà mình có ba anh em, mình là con trai trưởng, còn có một em trai á, làm đại học xây dựng Sài Gòn. Nhưng mà ví dụ như bên bạn mà đã muốn đến tình nhân kết hôn là sao? Muốn kết hôn là mà hoặc như thế nào là sao? Mình chưa hiểu câu hỏi lắm. Có nghĩa là bạn có muốn làm vợ của mình đúng không? Là bạn muốn về bên mình hay là mình về bên bạn hay như thế nào á? Bản thân mình thì mình thích ở gần với gia đình, gần với mẹ mình. Bởi vì là hiện tại bây giờ thì mình chỉ có một mình mẹ thôi. Vậy thì mình cũng được. Nhưng mà ví dụ như là ở dưới nhà việc nhiều á, ở dưới này là một tháng đến sau mình ở trên kia một tháng hoặc là nửa tháng gì đó được không? Mình nghĩ là không có vấn đề gì cả. Bởi vì là công việc thì ai cũng có công việc. Cái quan trọng là cả hai phải biết chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Như vậy thì quá đơn giản rồi. Còn mà ví dụ như ở trên nhà thì có làm cà làm gì không? Nhà mình thì không làm dãy. Mình thì ở nhà còn vườn đồ cũng có mà bây giờ hiện tại là ở với bố mẹ. Mình chưa ở riêng ra. Cũng khó một cái là ở nhà là công việc là khi nào mình phải làm cả. Nhất thứ hai nữa là bên bố mẹ là cũng già yếu rồi, không làm được. Thì có lâu lâu có công việc gì là mình lên hoặc là gì đó thì đơn giản thôi. Trời, sống ăn miếng nào hết trơn vậy? Ừ, nói vô chương trình không cho ăn bị đói nữa. À, sao nghe chưa nghe tâm sự gì về tình yêu cảm xúc hết mà tâm sự toàn là công việc với gia đình không vậy? Dạ. Rồi thí dụ như giờ có phương án giờ em đi lấy chồng em theo chồng rồi em đem mẹ em theo luôn được không? Em và bạn nam ấy thì em thấy là nó hơi khó bởi vì là bạn nam thì còn có bố mẹ của bạn ấy nữa. Dạ, thế thì em không thể đem theo mẹ em được. Không, ví dụ là mình có miếng đất. Như đất ngoài đúng không? Ra riêng, có nghĩa là bên đây ra riêng thì có chịu không? Nhưng mà ra riêng nhưng mà ở cái khu vực, cái vụ ở gì? Ở gì? Gia Nghĩa. Gia Nghĩa. Có nghĩa là bạn này ở Gia Nghĩa, nhà ở trong nhà là ở chung ba mẹ là trồng cây, là bán trái cây. Nhưng mà bạn này có lô đất riêng. Bạn này ra riêng, xây nhà ở riêng. Thí dụ em đưa mẹ em lên ở chung luôn được không? Có nghĩa là em phải đi qua cái tỉnh khác. Nó cũng hơi khó nhưng mà em nghĩ là được. Khó là khó chỗ nào? Vậy ý em nó ở chỗ đó quen rồi á hả? Dạ không, đó là mẹ em thôi chứ còn em thì em cũng đâu có phải ở một chỗ đâu. Đúng rồi. Không? Mà ở đó mẹ là bà con cô bác nhiều hay sao, quen rồi nhiều hay sao? Dạ không, mà ở đấy thì chỉ có mẹ em và cậu em thôi. Thì ra đi, với lại đi là đi lên ở chung gần con gái, ở chung với con gái là quá vừa nhấy rồi, có sanh nở gì cũng có mẹ phụ. Ở riêng mà bạn này cũng chỉ muốn là chạy đi chạy về lại phụ cái việc trồng trọt và trái cây đổi nhà thôi. Như thế vậy là quá ok rồi. Tại vì em lăng tăng, thật ra còn quan trọng cái chuyện tìm hiểu nhau nữa. Nhưng mà đây mình tính xa để coi có tiềm năng hay không. Trời ơi, đã đi lấy chồng nè. Mà được ở chung với mẹ, đem theo mẹ, nhà trai ok, người ta gợi luôn. Chị thấy bên đây có vẻ chịu lắm rồi đó. Quan trọng là tìm được cái người yêu thương mình và hiểu được cái hoàn cảnh của mình, chấp nhận, san sẻ với mình. Còn bây giờ khó lắm em ơi, để mà yêu và rung động mà tìm thì đủ cái điều kiện mình đưa ra, khó lắm. Còn nếu mà mình cứ khăng khăng mình muốn là đối phương phải đúng tiêu chuẩn của mình đưa ra, tìm hoài không có đâu. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi với nhau ha. Mình sẽ bóc vài cái lá thăm ở trong này, rồi đọc lên những cái yêu cầu ở trong này ra. Rồi mời em gái đọc lớn lên đi ạ. Hãy nói tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô gái mà bạn yêu. Vì sao bạn thích điều đó? Người con gái mà lấy một người về lấy chồng á, không có nhất thiết là ở bên nào cả, nhưng mà như mình đó là mình nói một cái là bạn thì ở đúng ở xa, mình cũng ở xa, nhưng mà bạn mà đến được với mình thì mình sẽ những cái nhu cầu nào mình cũng sẽ cũng đáp được hết cho bạn thôi, là sợ mẹ bạn có khó tính hay không thôi. Nhưng mà dễ thì mình lấy trên đó cũng ở thời gian, hoặc là sau này mình về mình có làm một căn nhà riêng thì ở, rồi còn mình thì cũng có đi chạy xe nữa mà, đâu phải là ở nhà không đâu. Chị là thấy bạn này rất là nhiệt tình luôn đó nha. Và chị là chị chịu rồi đó. Thời gian đầu người ta có thể lên nhà em ở luôn. Rồi ổn định rồi đưa mẹ về dưới này, người ta có đất luôn. Thời gian người ta có xe, người ta đi đi lại lại với hai gia đình. Người ta mở ra rất là nhiều cái tiêu chuẩn. Nhưng mà trả lời chưa đúng câu hỏi của chương trình. Hãy nói tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô gái mà bạn yêu. Vì sao bạn thích điều đó? Tiêu chuẩn nhất là biết nấu ăn, lo trong gia đình. Bề ngoài bề trong thì nặng khó nhọc quá thì mình lo cho bạn thôi. Bạn này có thể có vẻ trái tim hơi rung động rồi.
nhìn thẳng vô mặt bạn gái, không có nhìn xuống dưới nữa, tự tin không? Rồi giờ chị hỏi thiệt nè, có thấy mến thích bạn gái bên này không? Có. Có, rồi. Nếu mai mốt rủi, ví dụ mai mốt mà lấy nhau về hoặc là yêu nhau thì phải kêu bằng anh em đúng không? Bây giờ em tự tin em kêu bằng anh em nói chuyện được không? Được. Thu nhập của em có ổn định để nuôi vợ con không? Có luôn. Thì thu nhập khoảng bao nhiêu một tháng? Thu nhập một tháng thì được 20 triệu. Còn mà chi phí còn mấy khác thì còn hơn. Cũng hơn là sao? Cũng hơn khoảng 50 triệu đó. Trời ơi, từ 50 bỗng hạ xuống còn 20 vậy. Tại vì đang trừ hao. Trừ hao hả? Trừ hao quá. Nói chung là người rất thật thà. Ok, rồi bây giờ tới riêng em nè. Tôi là tôi chịu anh này rồi đó. Đọc lớn lên. Bạn trai thích cô gái của mình có vòng 1 to hay vòng 3 to hơn vì sao? Rồi, trả lời luôn đi. Nói. Khó trả lời quá. Cái này khó trả lời quá. Cái đi. Nói chung là bên vòng vòng 1 đó là cũng bình thường. Còn vòng 3 thì cái này dùng khó. Sao khó? Tại vì giờ không nhớ, không biết nói. Không biết nói, giờ thích vòng 1 hay thích vòng 3? Thì vòng 3 hơn. Lý do? Lý do là vòng 3 là... Đẻ nhiều hả? Vòng 3 là không phải vậy, nhiều mà... cũng nhìn thấy cũng đối xứng thôi. Đối xứng thôi, nói chung là cái gu thích vậy thôi, còn không biết lý do. Ôi, đừng ép tao quá, hồi nó xỉu luôn bây giờ. Hai người nhìn nhau 30 giây và nói với nhau mỗi người một câu nữa thôi. Hiện tại mình muốn nói điều gì? Anh em nha, mạnh mẽ lên. Lấy muốn hôn nhân về với anh thì em có chịu hay không? Thôi hỏi gì sao ta trả lời. Hỏi khó trả lời quá thôi, tùy ông đi. Có quyền hỏi. Cái này mình phải tìm hiểu. Em có muốn nói gì với anh không? Anh nghĩ một người con gái chỉ thiên về một bên gia đình thì có hẳn là một người phụ nữ tốt hay không? Nói với như vậy á thì thông cảm thôi. Như em á là nói chung là cũng có mẹ, một mình mẹ, cũng có một thời gian phải về bên anh hay là như thế nào nữa chứ. Dạ vâng, đúng rồi. Thế thì cũng chấp nhận được mà đâu sao đâu. Cái tấm lòng mà anh có nhưng mà cách diễn đạt anh không có tốt. Thật ra là anh hiểu hoàn cảnh của em. Tôi thông dịch viên giùm. Bữa nay người ta hỏi á, là em nhận xét như thế nào về một cô gái nếu mà cứ thiên về một bên, bên nội không hoặc bên ngoại không, thì đó có phải cô gái tốt hay không? Hiểu không? Thì thật sự á, một cái cô gái tốt là một cô gái sống phải biết dung hòa, phải biết sắp xếp, nội ngoại đôi bên đều phải trọn vẹn. Mà bên đây thì bạn này trả lời một cái vế là em lo bên em là đúng vì mẹ ở một mình, nhưng mà lâu lâu cũng phải dùng cái từ lâu lâu cũng phải qua bên anh nữa chứ, như vậy cũng được, có nghĩa là bạn ấy đều hiểu chấp nhận được cái điều đó, đúng vậy không em? Đúng rồi. Bên đương nhiên mẹ hoàn cảnh khó khăn hơn, mẹ ở một mình thì mình đương nhiên phải lo cho mẹ ai, mẹ cổ cũng như mẹ em nếu mà chúng ta lấy nhau. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu từng đếm 3 tiếng mà đồng ý thì bấm nút thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra nha. Đây là cái duyên của mình, tự mình quyết định. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hai người cùng bấm thì có hồi hộp. Thật sự á, là chị biết á, là bạn gái có phần lăng tăng, nhưng mà em yên tâm, giống như chị nói mới là đúng. Một người chu toàn là mình phải cân bằng được hai bên. Nhưng mà may mắn là em tìm được một cái người mà người ta sẵn sàng để cho bên em nhiều hơn. Nhưng mà em cũng không thể nào vì cái ích kỷ cá nhân hoàn cảnh của mình mà mình không lo cho gia đình bên này. Chị nghĩ rằng anh chàng này là một anh chàng rất là chất phác, rất là thật thà. Chúc mừng hai em nha. Rồi một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Nói nhát thôi chứ hành động thì không có nhát nha. Đây, gửi em một món quà của chương trình để làm dạ, đẹp. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Nắm tay nhau nè,
ở cho hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lê Chính Thắng. Tường nghĩ là những ca toàn là những ca khó không à. Thật sự là Tường thấy hai bạn rất phù hợp, nhưng mà các bạn còn dè dặt và chưa tìm được tiếng nói chung, cho nên là trách nhiệm của bà Mai phải cố gắng hết sức để mà làm sao để các bạn ấy đừng bỏ lỡ cái duyên của mình. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa quý vị nhé, 8 giờ sáng thứ ba thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.